Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Chắc chẳng có ai cảm thấy tu tiên khó của tác giả Hắc Dạ Di Thiên. Tập 20. Chương 191, chân tướng công bố, ảo trận. Bên trong Ngụy Quốc, cách đó không xa, Diệp Bình như thiên thần, sau lưng là khí huyết hỏa lò vàng rực như mặt trời. Thánh tử ma thần giáo nhìn hết sức bình thường, những sự bình tĩnh bình thường đó lại khiến người ta vô thức cảm thấy áp lực. Cũng may, Diệp Bình hình như đánh ngang tay với người ta, hai bên không hề thua kém, không ai chiếm được thượng phong. Đây là một chuyện tốt, ít nhất không đến nổi như mấy thiên tài trước, ma tử chỉ đánh một đòn đã chết. Lúc này, tất cả mọi đều nhìn chiến trường. Đây là đại chiến giữa thiên kiêu 10 nước và ma tử ma thần giáo, cũng là trận đại chiến giữa cường giả 10 nước và ma thần giáo. Nếu Diệp Bình thắng, sẽ khích lệ lòng người, giúp vạn chúng một lòng. Nếu Diệp Bình thua, tự tin của tất cả tu sĩ sẽ bị đánh sụp, ma thần giáo sẽ càng thêm mạnh mẽ. Nên, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú vào trận chiến này. Tất cả tu sĩ ở trong trận đều nhìn trận đại chiến, không lơi một giây. Ngươi rất mạnh, ma tử mở miệng. Y nhìn Diệp Bình, vô cùng bình tĩnh nói. Thực lực của ngươi, mạnh vô cùng, dù là thiên phú hay là thực lực, ngươi không hề thua kém những ma tử khác. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội, gia nhập thánh giáo, chỉ cần ngươi đồng ý là được gia nhập thánh giáo. Ta có thể bảo đảm ngươi sẽ trở thành ma tử, địa vị cao cả, tay nắm quyền hành, ngươi muốn cái gì cũng sẽ có được dễ như trở bàn tay. Dù là pháp bảo, bí tịch hay linh đan diệu dược, chỉ cần ngươi gia nhập thánh giáo ta, cần cái gì có cái nấy. Ma tử nói, giọng đầy cám dỗ, đầu độc lòng người. Gã nhìn Diệp Bình, dáng vẻ rất thưởng thức Diệp Bình, muốn lôi kéo Diệp Bình trở thành đệ tử ma giáo. Nhưng ánh mắt Diệp Bình không hề biến đổi, mắt hắn vẫn rất bình tĩnh, ý hắn rất đơn giản. Gia nhập ma thần giáo, không có khả năng. Diệp Bình không trả lời. Đối phương cũng không nói nữa, gã đang chờ Diệp Bình trả lời. Thời gian từng chút trôi qua, oành oành oành, trên bầu trời. Lại có 10 đóa hoa mây rực rỡ nở rộ, truyền tống trận thất bại lần thứ 3. Điều này làm mọi người tuyệt vọng, làm họ không biết nên nói gì. Ngay lúc này, ma tử lại lên tiếng. Ta đã cho ngươi đủ thời gian cân nhắc, ngươi không trả lời, dù ngươi có còn đang suy nghĩ hay không, thì đối với ta, ngươi đã bỏ qua cơ hội. Đã như vậy, thì kết thúc đi. Giọng nói vang lên, ma tử ra tay. Gã bước tới, với khí thế vô địch, không biết sẽ dùng thần thông đạo pháp, quyền trấn núi sông gì. Diệp Bình không chút sợ hãi, cũng tiến thẳng về phía gã. Hai người xông vào nhau, mỗi một quyền đều phá hủy vô số kiến trúc. Hai người đại chiến, tỏa ra ánh sáng chói mắt, quyền pháp thi triển, hung mãnh vô địch. Đại tự tại ngự kiếm thuật. Diệp Bình thi triển đại tự tại ngự kiếm thuật, giúp gia trì thân thể, tăng cường tốc độ. Trong nháy mắt, tốc độ của Diệp Bình còn nhanh hơn tia chớp, xuất hiện ở sau lưng ma tử. Oanh, chân long quyền nện vào lưng gã như một ngọn núi to đè xuống. Đoàng đoàng đoàng, hư không rung động, phần xương lưng bị Diệp Bình đánh vỡ. Nhưng đây là một ác nhân, gã gắng gượng xoay người lại đánh vào ngực Diệp Bình. Nhưng vào lúc này, Diệp Bình đã dùng đại tự tại ngự kiếm thuật sát sườn né thoát, thay vào đó vai phải bị trúng quyền, xương vai gãy lìa, cơn đau nhói làm Diệp Bình cau mày. Ma tử rơi xuống đất, tạo thành một cái hố sâu cả mấy chục thước, nếu là tu sĩ tầm thường, hẳn là chết rồi. Không, dù có là thiên kiêu đồng lứa, tu sĩ ở trong trận cũng không nhận nổi sức mạnh một quyền này của Diệp Bình. Diệp Bình bị thương, lập tức vận chuyển thái cổ thần ma luyện thể quyết, máu huyết sôi lên, tạo thành tiếng nổ, thương thế lập tức liền lành lại. Lần đầu tiên chính thức giao thủ với nhau, Diệp Bình chiếm thượng phong. Đây là một chuyện tốt. Tu sĩ 10 nước ở trong trận siết chặt quả đấm, trong mắt đầy hưng phấn. Bọn họ rất kích động vì đã nhìn thấy được hy vọng. Ma tử bị Diệp Bình đánh bay, đứng dậy. Tu sĩ ở trong trận nuốt nước miếng một cái. Bị thương nặng tới như thế, vẫn đứng lên được, quả là làm người ta kinh ngạc. Xương dày đặc tản đi. Ma tử đứng đó, lúc này, sau ót gã, xuất hiện 9 tấm phù lục màu đen. Cửu phù ma tử,
một tiếng thét chói tai vang lên. Có người đã nhận ra người này là ai. 108 ma tử ma thần giáo, trừ một số ít ma tử đã từng xuất hiện, thì đa phần là không ai biết. Cửu phù ma tử là ai? Đúng vậy, cửu phù ma tử là ai? Ai nấy tò mò, không biết cửu phù ma tử là ai? Cửu phù ma tử là một trong 108 ma tử, gọi gã là cửu phù ma tử. Là vì gã đã từng mời cường giả lánh đời của Thiên Phù Tông lấy cơ thể gã làm trụ, khắc 9 tấm chấn thiên phù, lấy phù chấn mình. Mỗi tấm phù chấn áp một phần thực lực của gã. Nghe nói cửu phù ma tử, mỗi khi gỡ một tấm chấn thiên phù, thực lực sẽ tăng lên gấp đôi, nếu 9 tấm chấn thiên phù đều được gỡ ra, thì mạnh tới không tưởng tượng nổi. Cường giả kia trả lời, cái gì? Mỗi lần gỡ một tấm chấn thiên phù, thực lực tăng gấp đôi. Vậy 9 tấm chẳng phải là tăng cường tới 9 lần. 9 lần, ngươi có biết tính không? Mỗi tầng tăng lên gấp đôi, sao thành chỉ có 9 lần? Không thể nào. Hiện giờ gã chỉ là kim đan cảnh, thực lực đã mạnh đến mức làm người ta tức lộn ruột. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải là thành vô địch hay sao? Mọi người bàn tán, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Không, chỉ là giả tưởng thôi. Đúng vậy, chỉ là giả tưởng thôi. Cửu phù ma tử, cực kỳ nổi danh, nghe nói mấy trăm năm trước đã nổi danh thiên hạ. Lần này Diệp Bình gặp khó rồi. Mọi người rối rít bàn tán, đều vô thức cảm thấy áp lực. Lúc này, trong sương mù đen, cửu phù ma tử bình tĩnh nhìn Diệp Bình, hài lòng gật đầu, chậm rãi nói, ngươi có thực lực rất mạnh, trúc cơ cảnh mà đã có thể làm ta bị thương, thiên phú của ngươi vượt xa ta, tiếc là thực lực của ta còn mạnh hơn ngươi tưởng tượng. Ta cho ngươi một cơ hội nữa, tiếp đây ta sẽ cho ngươi biết thực lực chân chính của ta. Chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập thánh giáo, ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Cửu phù ma tử mở miệng, bị Diệp Bình đánh bay, gã không hề giận dữ, ngược lại còn thấy hứng thú với Diệp Bình hơn. Gã hy vọng Diệp Bình bái nhập ma thần giáo, nên đồng ý cho Diệp Bình cơ hội thứ hai. Nói nhảm nhiều quá. Đầu đường bên kia, Diệp Bình lạnh lùng đáp trả, một giây sau hắn ra tay, kim luân độ hóa xuất hiện, đây là sát khí mạnh nhất của Diệp Bình. Kim luân độ hóa hóa thành một cái hỏa lò màu vàng, chấn cho hư không run rẩy như một mặt trời rực rỡ, bay thẳng về phía cửu phù ma tử. Xé! Cùng lúc này, một tấm chấn thiên phù sau ót cửu phù ma tử rơi xuống. Khí thế khủng bố lan tràn, gã đã trở nên mạnh hơn, thực lực tăng lên gấp đôi, chứ không phải chỉ tăng thêm mấy thành. Ầm! Một tiếng nổ to, cả Ngụy Quốc đều nghe được tiếng nổ này. Khí huyết hỏa lò màu vào vàng chạm với đối phương, bùng ra lực nổ dữ dội, quét sạch tất cả kiến trúc trong vòng trăm dặm. Khí huyết Diệp Bình nhộn nhạo, đầu óc ong lên, đây là một kích mạnh nhất của hắn, một kích tinh khí thần toàn lực. Cửu phù ma tử bay văng đi, tông vỡ cả tường thành. Đây là tường thành của quốc đô Ngụy Quốc, không phải tường bình thường, dù có là tu sĩ kim đan, dùng hết toàn lực cũng không làm suy xuyển được chất liệu của tường thành này. Thế mà một kích của Diệp Bình lại khiến cửu phù ma tử đập thủng tường thành ra một lỗ, đủ thấy lực thân thể của Diệp Bình, kinh khủng như thế nào. Xé! Tiếng xé thứ hai vang lên, cửu phù ma tử không đỡ nổi công kích này, gỡ tấm chấn thiên phủ thứ hai ra. Gã đúng là rất mạnh, không phải chỉ là kim đan hậu kỳ, nhưng xé tấm chấn thiên phủ thứ hai vẫn chưa đạt tới nguyên anh cảnh. Kim đan đại viên mãn là thực lực thật sự của gã. Gã không muốn dùng cảnh giới cao hơn cảnh giới thật để đánh bại Diệp Bình, muốn áp cảnh giới ở kim đan cảnh để đánh bại Diệp Bình. Lúc này, khí thế của cửu phù ma tử lại trở nên còn mạnh hơn trước đó. Ma khí cuồn cuộn quấn quanh người gã, như một chân ma, thực lực của cửu phù ma tử lại tăng lên gấp đôi. Diệp Bình đã cảm nhận được áp lực chưa từng có. Diệp Bình, mau trở lại, ngươi không phải đối thủ của hắn, cảnh giới chênh lệch quá lớn. Đúng vậy, Diệp Bình, đừng cậy mạnh, mau trở về. Diệp Bình, trở về đi. Tu sĩ ở trong trận thi nhau kêu to, cả Hoàng Phủ Thiên Long cũng tham gia. Cửu phù ma tử, lúc ra sân là tu sĩ kim đan hậu kỳ, bây giờ gỡ hai tấm chấn thiên phù, thực lực càng tăng kinh khủng, chiến lực cỡ này, Diệp Bình không thể nào chống lại nổi. Nhưng mà, Diệp Bình không lùi. Hắn nhìn chăm chú vào cửu phù. Ma tử, khí huyết chân long sau lưng nhuộm thêm một tầng ánh sáng màu vàng, hóa thành một con độ hóa kim long. Giết! Diệp Bình không sợ, chân long quyền pháp mang khí thế vô địch đánh thẳng về phía cửu phù ma tử. Khí thế công kích dữ dội,
khiến Diệp Bình như một thần linh bất bại. Lúc này, Cửu Phù Ma Tử cũng ra tay, hai tay diễn hóa ra một cây chiến mâu màu đen. Cây chiến mâu này hình như có lai lịch rất lớn, vừa xuất hiện đã làm cho người ta vô thức cảm thấy run sợ. Ầm, chiến mâu màu đen như tiên linh, xé rách hư không, xuyên thủng tất cả, hội tụ tất cả tinh khí thần của Cửu Phù Ma Tử. Rắc, chiến mâu màu đen va chạm với độ hóa kim long, tia lửa văng khắp nơi, tất cả kiến trúc trong vòng 300 dặm hóa thành tro bụi, mặt đất đầy đá vụn. Chiến mâu màu đen đâm xuyên qua độ hóa kim long, hống, độ hóa kim long giống lên giận dữ. Diệp Bình bay văng đi, chúng phải một lực đánh không gì sánh được. Đối phương rất mạnh, mạnh thật sự, xé đi hai tấm chấn thiên phù, thực lực vô địch. Cửu Phù Ma Tử, bản thân đã là thiên kiêu tuyệt thế, dùng tu vi kim đan đại viên mãn để đánh nhau với Diệp Bình, vốn dĩ là rất không công bằng. Nhưng trên thế giới này, không hề có hai chữ công bằng. Diệp Bình bị đánh bay, cả người hắn tê dại, không còn cảm nhận được đau đớn. Bịch, rơi xuống đất, đập ra một cái hố sâu, Diệp Bình không nhịn được hộc máu. Hắn biết, mình đã thua, hai người chênh lệch quá lớn, đây không phải là đánh nhau công bằng. Quả nhiên, vẫn là mình quá yếu. Diệp Bình thở dài. Hắn không hề thấy sợ, không phải là không sợ chết, mà là hắn đã nghĩ ra một số chuyện. Nói chính xác hơn là, hắn đã biết chuyện gì đang xảy ra. Oanh! Cửu Phù Ma Tử xuất hiện trước mặt Diệp Bình, dáng vẻ cao cao tại thượng, ánh mắt vẫn vô cùng bình tĩnh. Ngươi mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ, mà đã ép ta phải gỡ tới hai tấm chấn thiên phù, ngươi thật sự rất mạnh. Tiếc là, ngươi đã thua, nhưng không phải do tư chất ngươi có vấn đề, mà là vì giữa hai chúng ta chênh lệch quá lớn, nếu chúng ta bằng tuổi, ngươi sẽ thắng được ta, hơn nữa còn mạnh hơn ta. Nhưng ngươi cần có một thế giới rộng hơn để giúp mình, nào, gia nhập thánh giáo ta đi. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ giúp ngươi, khiến ngươi trở nên mạnh mẽ, mở ra con đường vô địch cho ngươi. Cửu Phù Ma Tử nhìn Diệp Bình đầy trông đợi. Nếu ban nãy gã chỉ là cảm thấy Diệp Bình rất mạnh, muốn Diệp Bình bái nhập ma thần giáo, trở thành thành viên của ma thần giáo, thì bây giờ, gã thật sự thưởng thức Diệp Bình, gã muốn Diệp Bình gia nhập ma thần giáo vì gã yêu tài của hắn. Tiếc là, Diệp Bình im lặng không trả lời, hắn chỉ im lặng nhìn đối phương. Ý tứ vẫn đơn giản như cũ, hắn không thể nào gia nhập ma thần giáo. Ta biết, ngươi có thành kiến với chúng ta, nhưng có rất nhiều chuyện ngươi không biết, ngươi cũng không hiểu, vì thế giới của ngươi quá nhỏ. Thế này đi, tạm thời ngươi không cần gia nhập thánh giáo, nhưng ngươi nhất định phải đi vào thánh giáo, ta sẽ cho ngươi thêm thời gian để suy nghĩ, thế nào? Đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi, nếu ngươi không đồng ý, ngươi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cửu Phù Ma Tử tiếp tục nói, gã đồng ý thỏa hiệp một lần cuối. Diệp Bình có thể chọn chưa gia nhập ma thần giáo, gã sẽ cho hắn thời gian để suy nghĩ. Nhưng Diệp Bình nhất định phải đi tới ma thần giáo, nếu không, gã sẽ không tha cho Diệp Bình. Lúc này, tất cả mọi người đều im lặng. Thường thì với tình huống như này, không có mấy người lại đi từ chối, vì gì thì gì, mạng sống mới là quan trọng nhất. Thậm chí có cường giả còn cho rằng, nếu Diệp Bình đồng ý, bọn họ cũng sẽ không trách Diệp Bình. Vì nếu đổi lại là bọn họ, có lẽ bọn họ đã đồng ý từ đầu rồi. Nhưng mà, Diệp Bình đáp lại, ta là tu sĩ, giá gì cái chết. Tiếng Diệp Bình vang lên, giọng hắn rất bình tĩnh và đầy kiên định. Đây là lời trong lòng Diệp Bình, ma thần giáo hoành hành ngang ngược, không thể nào biến thành tốt được, dù đối phương có nói thế nào, cũng không thoát khỏi góc nhìn vấn đề của mình. Dùng cách thức tàn sát thiên hạ chúng sinh để làm mình lớn mạnh, dù quan điểm đó có mạnh cỡ nào đi nữa, Diệp Bình cũng không chấp nhận nổi. Tà là tà, chính là chính. Đáng tiếc, Cửu Phù Ma Tử lắc đầu, một quyền đánh xuống. Quyền mang vô địch, cảm giác tử vong ập tới, Diệp Bình hơi sợ, cả người tê dại. Đây là bản năng của con người, dù cảnh giới có cao, nhưng nếu không muốn chết, cơ thể đều sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi như vậy. Một tiếng nổ vang lên, chu vi trăm dặm bị đánh chìm, bóng Diệp Bình biến mất, ngay cả một mẩu xương cũng không sót lại. Diệp sư huynh, mắt Hoàng Phủ Thiên Long đỏ bừng, mặc kệ mọi người lôi kéo, xông ra khỏi trận, xông về phía Cửu Phù Ma Tử lướt đi. Lúc này, Diệp Bình cảm thấy đầu mình một mảnh không minh. Một cảm giác mình đang rơi xuống, rơi mãi không tới đích. Như rơi xuống vực sâu vạn trượng, cơ thể không ngừng rơi. Ý thức thì dần dần tiêu tán,
Một giọng nói chợt vang lên trong đầu hắn. Ngươi thật không hối hận sao? Nếu cho ngươi thêm một cơ hội nữa, ngươi có đồng ý đầu hàng không? Gia nhập ma thần giáo, ít nhất sẽ còn sống, còn được nhìn thấy ánh mặt trời, nhìn thấy trăng sáng, nhìn thấy thế gian tốt đẹp này. Có được quyền lợi chí cao vô thượng, vô số người đẹp bên mình, ngươi thật không hối hận sao? Dù chỉ là một chút xíu, một tí ti nhỏ nhoi. Giọng nói trong đầu cực kỳ bình tĩnh, đang vặn hỏi Diệp Bình. Lúc này, ý thức của Diệp Bình đã vô cùng yếu ớt, gần như không còn khả năng suy nghĩ. Nhưng dù như vậy, hắn vẫn trả lời, không đời nào. Đây là câu trả lời xuất phát từ sâu trong lòng hắn. Vô cùng dứt khoát, không có một chút hối hận, không một chút nào. Rất tốt, chúc mừng ngươi, ngươi đã vượt qua thiên tâm ảo trận. Ngay lúc này, một giọng nói vô cùng dễ nghe vang lên trong đầu hắn. Chỉ thoáng chốc, một vầng sáng trắng nóng hực xuất hiện ở trước mắt. Thân thể Diệp Bình run lên. Rất nhanh, một con đường thẳng tắp xuất hiện trước mặt hắn. Trên con đường đó, có đứng không ít người. Nam Cung Tinh, Trần Hồng Phi, Trương Nhẫn, Hoàng Phủ Thiên Long. Tất cả mọi người đều đứng trên con đường đó. Hai bên đường có rất nhiều tu sĩ, họ đều đang nhìn hắn với vẻ vô cùng rung động. Cũng có một số người ánh mắt đờ đẫn, mông lung. Trên bầu trời, một tấm cổ đồ khổng lồ xuất hiện. Cảnh ở trong cổ đồ chính là cảnh tượng trước đó ở quốc đô Ngụy Quốc. Quả nhiên, khi nhìn thấy tất cả những điều này, Diệp Bình thở phào. Hắn đã đoán đúng, mình quả nhiên là đã rơi vào ảo trận. Diệp Bình như chút được gánh nặng, bởi vì dù gì trước đó hắn vẫn không dám nắm chắc 10 phần, nhưng không sao, bây giờ hắn đã biết tất cả. Lúc này, chợt tấm cổ đồ vang lên những tiếng nổ. Trong cổ đồ, vạn ma quỷ phiên được kích hoạt, oán khí vô tận bao phủ khắp quốc đô Ngụy Quốc. Tất cả trận pháp hoàn toàn mất đi hiệu lực, vô số đệ tử ma thần giáo xông vào quốc đô, từng cường giả nguyên anh bị giết chết. Từng thiên tài mất mạng, một trận tàn sát khó tả diễn ra. Một vầng sáng trắng nóng rực bừng lên, tất cả mọi người đều hồi thần. Đừng giết ta, đừng giết ta, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Van xin các ngươi, đừng giết ta, những tiếng cầu xin tha thứ vang lên. Khi các tu sĩ lấy lại tinh thần, đều không nhịn được bật thốt ra lời chân thật nhất ở trong đáy lòng mình. Lúc này, đương, một tiếng chuông dài thánh thót vang lên, cả quốc đô Ngụy Quốc đều im lặng. Tâm tình của tất cả mọi người đều không ngừng lên xuống. Một giọng nói vang lên, khảo hạch ảo trận thi đấu 10 nước kết thúc. Tất cả thí sinh dự thi tập hợp, giọng nói vang lên, giúp mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ, bọn họ rung động. Không ai tưởng tượng được, chuyện này lại là ảo trận. Đúng vậy, quả thật là không ai tưởng tượng nổi. Tất cả mọi chuyện đã xảy ra, lại, đều chỉ là ảo trận. Chương 192, được công nhận là thiên kiêu tuyệt thế của 10 nước trước thời hạn. Tất cả mọi người đều có chút mờ mịt, vì mới chỉ một khắc trước, bọn họ vẫn còn đang bị ma thần giáo đuổi giết. Một khắc sau, đã trở về khung cảnh quen thuộc này. Nếu không phải có một tiếng chuông vang lên, giúp họ tỉnh táo lại, e là bọn họ vẫn còn đang trong trạng thái sợ hãi mờ mịt. Tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người đều đi về phía khu vực khảo hạch. Diệp sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Phủ Thiên Long đi tới chỗ Diệp Bình, mặt mày ngơ ngác. Không chỉ hắn, hầu như tất cả tu sĩ đều mờ mịt, ảo cảnh. Diệp Bình vỗ vai Hoàng Phủ Thiên Long, hắn đã nhìn thấy phản ứng của Hoàng Phủ Thiên Long khi mình chết ở trong ảo cảnh. Nói thật, Diệp Bình rất cảm động, có bằng hữu như vậy, đáng kết thâm giao. Ảo cảnh, Hoàng Phủ Thiên Long ngây ngẩn. Đó, là ảo cảnh. Ừ. Tất cả những gì chúng ta vừa trải qua đều là ảo cảnh. Chỉ tiếc là ta vẫn bị thất bại ngay lúc quan trọng nhất. Nam Cung Tinh đi tới, hắn chết sớm hơn Diệp Bình nên được đi ra sớm hơn. Không ngờ, thật không ngờ, khảo hạch của Thập Quốc Học Phủ lại nghiêm túc như vậy. Ta còn tưởng ải thứ nhất sẽ khá là đơn giản, không ngờ lại là khảo hạch ảo cảnh khó thế này. Trương Nhẫn cũng thở dài, ngay trong mắt đầy vẻ không biết làm sao. Nói cách khác, trưởng lão của ta không có chết. Trần Hồng Phi đi tới, y nhìn mọi người, không nhịn được hỏi. Đương nhiên là không. Ảo cảnh này giống thật quá, quả không hổ là thiên tâm ảo trận, nói thật ta không thể nghĩ nó là ảo cảnh. Nam Cung Tinh gật đầu, không nhịn được nhìn Diệp Bình. Diệp huynh,
ta nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như ngươi đã đoán ra nó là ảo cảnh hả? Mọi người vừa đi, vừa nói chuyện với nhau. Không ít thiên kiêu đồng hành nghe vậy, đều quay qua nhìn Diệp Bình. Không sai. Sau khi mọi người xuất hiện ở nơi khảo hạch, mặt ai cũng đầy ngơ ngác đờ đẫn, chỉ có Diệp Bình là bình tĩnh. Làm bọn họ không thể không tò mò. Ừ, ta đoán được một chút. Diệp Bình gật đầu, đúng là hắn có đoán được một ít. Làm sao ngươi đoán được? Diệp huynh, làm sao ngươi đoán được? Đúng thế, Diệp huynh, ngài đoán ra bằng cách nào? Mọi người hết sức tò mò. Diệp Bình suy nghĩ, rồi đáp. Thật ra lúc đầu ta cũng tưởng chuyện kia là sự thật, nhưng có hai chỗ khiến ta hết sức nghi ngờ. Ta không biết chư vị có phát hiện ra là lúc đám đệ tử ma thần giáo thảo luận đã gọi Ngụy Quốc là Khương Quốc hay không? Diệp Bình nói, Khương Quốc, hình như là có. Có một chút ấn tượng, nhưng tình huống lúc đó quá là hỗn loạn nên không có để ý. Mọi người cau mày, tình huống lúc đó thật sự hết sức là cấp bách. Bọn họ không có thời gian đi để ý một chuyện như vậy, huống chi chỉ là một tên gọi, chả ai đi quan tâm một cái xưng hô. Nhưng Diệp Bình lại nhạy cảm nhận ra, ngươi chỉ thông qua một cái tên gọi mà phát giác ra được sao? Có người tò mò, dù cảm thấy tính tình Diệp Bình cẩn thận, nhưng làm gì đến nổi chỉ nhờ một tiếng gọi mà phát hiện ra đây là ảo cảnh. Đương nhiên không, chỉ một xưng hô đó, ta không thể nào phát giác ra được, là một chi tiết khác. Không biết chư vị có phát hiện ra là, lúc mọi người chạy trốn, phàm những ai kêu to ba lần ta bỏ cuộc, đều sẽ chết ngay tức khắc hay không? Diệp Bình lên tiếng, đây mới là căn cứ thật sự của hắn. Mọi người đều kinh ngạc. Bọn họ không quan sát cẩn thận được như vậy, nghe Diệp Bình nói vậy, mọi người mới nhớ lại. Đúng ha, những người kêu ta bỏ cuộc đều chết cả. Lúc mới đầu, rất nhiều người kêu ba chữ đó, kết quả không một ai sống sót. Nếu đúng là vậy, thì hợp lý rồi. Diệp huynh, tâm phục khẩu phục, tâm phục khẩu phục. Mọi người thán phục. Nói thật, nếu chỉ một chi tiết gọi Ngụy Quốc là Khương Quốc mà đưa ra kết luận đây là ảo cảnh, bọn họ đều cảm thấy là hơi gượng ép. Nhưng mà chi tiết sau thì mọi người đều hoàn toàn bừng tỉnh hiểu ra. Thôi đừng nói nữa, chúng ta đi qua đó xem đi, xem cụ thể là chuyện gì xảy ra, tin là thập quốc học phủ sẽ cho chúng ta một câu trả lời. Được mọi người tán dương, Diệp Bình hết sức bình tĩnh, không hề có chút kiêu ngạo nào, chuyển đề tài. Phải, đi xem đi, để xem các trưởng lão nói thế nào. Nói thật, dù bây giờ ta đã trở lại thực tế, nhưng vẫn không có cảm giác đó là ảo cảnh, các ngươi có loại ảo giác vậy không? Thôi, đừng nói, ta còn chưa phân được hiện thời là thật hay giả đây. Bây giờ chắc không phải giả đâu, hay các ngươi kêu thử một câu ta bỏ cuộc thử xem. Mọi người bàn tán, trêu ghẹo lẫn nhau, khiến bầu không khí nhẹ đi hẳn, không còn nặng nề như trước. Mọi người nhanh chóng đi tới diễn võ trường, thiên tâm ảo trận đã không còn. Ở trong diễn võ trường, có hơn 10 trưởng lão đang đứng, những trưởng lão này đều là trưởng lão của các học phủ trong 10 nước. Tất cả trưởng lão đứng trong diễn võ trường đều nhìn vào Diệp Bình. Ánh mắt họ đầy thán phục và rung động, mang theo một cảm xúc khác thường khó tả. Thật ra, từ lúc trận pháp bắt đầu vận hành là họ đều chăm chú đứng ngoài nhìn vào, có thể nói mỗi cảnh tượng xảy ra bên trong ảo trận đều được họ nhìn vô cùng tỉ mỉ. Người biểu hiện tốt nhất trong đó là Diệp Bình. Thậm chí có thể nói, biểu hiện của Diệp Bình đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Các trưởng lão thập quốc học phủ đều trợn mắt hốc mồm, thậm chí họ còn vung tay tranh giành nhau vì hắn. Bây giờ ảo trận khảo hạch kết thúc, bọn họ cũng đã trở lại bình thường, không thể tranh cãi ồn ào trước mặt đệ tử được. Nhưng ánh mắt họ vẫn không nhịn được nhìn Diệp Bình. Sau một nén nhang, đệ tử các đại học phủ đều đã tới đủ. Ánh mắt họ vẫn đầy mê mang, có một số người còn không biết mình đang ở đâu. Đương, một tiếng chuông vang lên. Tiếng chuông này đã hoàn toàn đánh thức mọi người, mọi mê mang, ngơ ngác, mờ mịt đều không còn, thay vào đó là sự im lặng. Các học sinh, cửa ải thứ nhất thi đấu thập quốc học phủ lần này, khảo hạch ảo cảnh, đã kết thúc. Có nghĩa là, tất cả những việc các ngươi mới vừa trải qua đều là giả, đều chỉ là ảo cảnh. Lúc này, trong diễn võ trường, một trưởng lão lên tiếng, nói rất chậm rãi và bình tĩnh. Ông ta nói xong, cả hiện trường ồn ào náo động. Thật là ảo cảnh, sao lại giống thật quá vậy? Quá chân thật, tới bây giờ ta vẫn còn chưa phân biệt được thật giả. Tiền bối,
vì sao bọn ta cũng bị đưa vào ảo trận? Có phải có gì không đúng hay không? Đúng thế, học sinh dự thi rơi vào ảo cảnh là chuyện bình thường, nhưng bọn ta chỉ là tu sĩ vây xem, vì sao cũng bị tham gia khảo hạch? Mọi người ồn ào náo động, nhất là các tu sĩ vì mộ danh tới vây xem, bọn họ có phần không đồng ý, học sinh các học phủ tiến vào ảo cảnh là chuyện không có gì đáng nói. Dù trận pháp có lợi hại hơn nữa, cũng không liên quan tới bọn họ. Bọn họ chỉ là tu sĩ vây xem, sao cũng bị cưỡng ép kéo vào trong ảo trận. Thế này thì hơi quá đáng đó. Mọi người không nhịn được lên tiếng. Có không ít học sinh dự thi cũng có chút kinh ngạc, vì họ không ngờ các tu sĩ vây xem kia cũng bị kéo vào trong ảo trận. Thế này thì quả thực là có phần không ổn. Một giọng nói vang lên. Là tiếng của trưởng lão Ngụy Quốc học phủ, là một tu sĩ cực kỳ nổi tiếng của Ngụy Quốc. Ông ta chậm rãi đi ra, đáp. Ải thứ nhất của thi đấu thập quốc học phủ, khảo hạch ảo cảnh, có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là khảo hạch. Ý nghĩa thứ hai là học phủ các nước bọn ta đã thống nhất một ý tưởng với thập quốc học phủ, đó là nhớ lại những điều đau khổ. Không chỉ tu sĩ các ngươi, cả dân chúng Ngụy Quốc cũng bị kéo vào trong ảo trận. Các ngươi có dám bảo rằng ảo cảnh này là giả dối không? Giọng ông ta rất bình thản, nhưng lại mang một cảm giác sâu sắc khó tả. Mọi người nghe mà kinh ngạc. Tiền bối, ý của ngài là không phải là giả, chẳng lẽ là chuyện thật đã từng xảy ra? Mọi người kinh ngạc, đồng thời đầy tò mò. Một giọng nói chợt vang lên. Ta hiểu rồi, cuối cùng ta đã hiểu. Ta còn thắc mắc vì sao lại có cảm giác quen quen, từng xảy ra ở Khương Quốc đúng không? Trưởng lão, ảo cảnh này là lặp lại cảnh xảy ra ở Khương Quốc đúng không? Một giọng nói vang lên, nhắc tới Khương Quốc, làm mọi người càng hiếu kỳ hơn. Không biết là ý gì? Đúng. Trưởng lão Ngụy Quốc gật đầu. Đúng vậy, là tai nạn từng xảy ra ở Khương Quốc. Ta nghĩ, trong các ngươi hẳn có người biết sự việc đó ở Khương Quốc, nhưng đa phần các ngươi thì không biết. 700 năm trước, Khương Quốc đã xuất hiện một trận đại nạn. 700 năm trước, Khương Quốc là quốc gia đứng thứ 7 của Đại Hạ Vương Triều, khảo hạch thập quốc học phủ được tổ chức ở Khương Quốc. Thời điểm đó, Ma Thần Giáo thực hiện một kế hoạch động trời, đánh Khương Quốc bất ngờ, muốn bắt hết thiên tài 10 nước để uy hiếp Đại Hạ Vương Triều, thả ba ma tử. Nhưng Đại Hạ Vương Triều không đồng ý, cuối cùng cả Khương Quốc không một ai may mắn thoát chết. Chuyện này lúc ấy đã trở thành nỗi sỉ nhục của Đại Hạ Vương Triều, nỗi sỉ nhục của tất cả tu sĩ chính đạo trong thiên hạ. Cả Khương Quốc, 30.000 vạn lê dân bách tính, 30.000 vạn tu sĩ, không biết bao nhiêu thiên kiêu, không biết bao nhiêu tuấn kiệt chánh đạo đã chết trong trường hạo kiếp đó. Giọng trưởng lão Ngụy Quốc đang khẳng khái, nói tới chỗ này thì trở nên đầy tức giận. Nên, 500 năm trước, Đại Hạ Vương Triều đã liên hiệp với 4 đại vương triều còn lại và thập đại thánh địa trong thiên hạ, với các thế lực khắp nơi, mạnh mẽ huyết tẩy Ma Thần Giáo, một trận hủy diệt Ma Thần Giáo. Nhưng, những năm gần đây, Ma Thần Giáo lại ngóc đầu trở lại, cho tàn lại cháy. Mấy ngày trước, mới vừa đánh bất ngờ 33 châu của Tấn Quốc, may là không tạo thành thương vong to lớn. Nhưng Ma Thần Giáo tái xuất hiện, có nghĩa tương lai có thể sẽ lại xuất hiện những chuyện tương tự, cho nên bọn ta mới thống nhất với thập quốc học phủ, dùng thiên tâm ảo trận để làm ải khảo hạch thứ nhất. Chính là để cho các ngươi nhớ lại sự sỉ nhục này, cũng để cho các ngươi thật sự cảm nhận được sự kinh khủng của Ma Thần Giáo, không trải qua mưa gió, làm sao có thể lớn lên. Ông ta vô cùng nghiêm túc nói, giải thích lý do vì sao lại dùng thiên tâm ảo trận để làm cửa ải khảo hạch thứ nhất. Vì mục đích chính của ảo trận lần này là để giáo dục, chứ không phải là để mọi người thi thố. Là để cho mọi người được tự mình thể nghiệm sự mạnh mẽ của Ma Thần Giáo, thể nghiệm sự sợ hãi, thể nghiệm cái chết, thể nghiệm sự thù hận. Chỉ khi tự mình trải qua mới hiểu được thêm ý nghĩa của việc tu hành. Để biết sự kinh tởm của Ma Thần Giáo và càng thêm căm hận chúng. Lời nói vang vang, mọi người im lặng, trong lòng đầy cảm khái. Khảo hạch lần này không phải là khảo hạch học sinh 10 nước, mà là khảo hạch 30.000 vạn tu sĩ và trăm họ. Ma Thần Giáo cho tàn lại cháy, dù trong 10 nước đều nghe thấy, nhưng thật sự là rất nhiều tu sĩ không hề để tâm tới chuyện ấy. Dù gì cũng đã cách 700 năm, tu sĩ thế hệ sau này không biết Ma Thần Giáo kinh khủng như cỡ nào, cũng không biết Ma Thần Giáo sẽ mang tới cho mọi người phiền toái như thế nào. Nên các tu sĩ sau này đều không quan tâm tới Ma Thần Giáo. Thế nên, khảo hạch lần này mang ý nghĩa cực lớn,
để 30.000 vạn tu sĩ và trăm họ tham dự vào, để được tận mắt nhìn thấy Khương quốc diệt vong và tự mình thể nghiệm một lần. Không hổ là thập quốc học phủ, chỉ là một khảo hạch ảo cảnh mà làm ra thành thế lớn như vậy. Trưởng lão, ảo cảnh lần này quá là chân thật, thiên tâm ảo trận thật sự kinh khủng đến như vậy ư? Nói thật, đến bây giờ ta vẫn còn cảm thấy đây là ảo giác. Còn nữa, chúng ta là bị chúng ảo giác lúc nào? Sao vẫn không nghĩ ra vậy nhỉ? Đợi mọi người lấy lại tinh thần, có người không nhịn được cười khổ nói. Nhiều tu sĩ gật gù đồng tình, những cảnh tượng họ nhìn thấy đúng là rất là chân thật. Hơn nữa chủ yếu nhất là mọi người không biết mình trúng ảo trận lúc nào. Trưởng lão Ngụy Quốc lắc đầu. Thiên tâm ảo trận là ảo trận hàng đầu của 10 nước, có thể trồng 3 tầng ảo giác lên nhau, nhưng vì đây chỉ là một cuộc kiểm tra, nên không bố trí thiên tâm ảo trận hoàn chỉnh. Nếu không, đừng nói các ngươi, dù có là cường giả độ kiếp, e là cũng không phá được ảo trận. Hơn nữa, bọn ta đã kích hoạt ảo trận từ ngày hôm qua. Hôm qua có phải các ngươi tự nhiên cảm thấy buồn ngủ hay không? Trưởng lão giải thích, ai nấy bừng tỉnh hiểu ra. À, hèn chi, ta còn nghĩ sao tự nhiên ta lại thấy buồn ngủ. Ừ phải, ta còn tưởng rằng mình bị mệt. Ôi, sao ta không nghĩ ra điểm này? Mình là tu sĩ trúc cơ, trừ phi tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, nếu không, không thể nào cảm thấy buồn ngủ được. Ta thì có để ý tới chuyện này, nhưng không ngờ đó lại là do vào ảo trận, đúng là thiếu kinh nghiệm. Mọi người xôn xao ồn ào, đa phần chỉ là thấy kinh ngạc, một phần nhỏ thật ra lúc ấy cũng đã cảm thấy có điều không ổn. Nhưng lúc đó không thấy có vấn đề gì, dù gì cũng chỉ là thấy hơi buồn ngủ mà thôi, chủ yếu nhất là đâu có ai ngờ thập quốc học phủ là thực hiện khảo hạch trước thời hạn. Im lặng, trưởng lão Ngụy Quốc hô, sau đó nói tiếp. Nếu tất cả mọi chuyện đã được giải thích rõ, vậy thì mời Âu Dương trưởng lão của thập quốc học phủ lên công bố 100 người đứng đầu bài kiểm tra lần này. Đồng thời, từ giờ Tí hôm nay, mỗi giờ trấn hồn chung sẽ gõ 3 lần để giúp trấn định thần hồn cho các ngươi, để các ngươi khỏi bị sinh ra tâm ma vì thiên tâm ảo trận. Trưởng lão Ngụy Quốc nói xong, lui về sau một bước. Một lão giả đi ra, tay cầm sách ngọc, nhìn lướt qua mọi người một vòng. Đám học sinh dự thi đều hồi hộp, bây giờ đã biết rõ mọi chuyện, đương nhiên bọn họ không còn gì để nói. Lúc này, thứ hạng khảo hạng mới là điều quan trọng. Lão giả cầm sách ngọc trong tay, sau đó chậm rãi nói. Khảo hạch ảo cảnh lần này do 33 trưởng lão của thập quốc học phủ đích thân quan sát chấm điểm, chọn lấy đánh giá chung, lấy đánh giá cao nhất và đánh giá thấp nhất để đưa ra đánh giá chung. Ải thứ nhất thi đấu 10 nước lần này, khảo hạch ảo cảnh, hạng nhất, Diệp Bình, Lời Bình, thiên kiêu tuyệt thế của 10 nước, vạn tài khó gặp, đạt chuẩn thượng 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 đẳng. Được chọn vào thập quốc học phủ, không cần tham gia khảo hạch nào khác nữa, hoàn thành thi đấu trước thời hạn, là người đứng đầu thi đấu 10 nước lần này. Tiếng trưởng lão vang lên, nói thẳng luôn ra hạng nhất. Trưởng lão vừa dứt lời, bên dưới ồn ào nhốn nháo. Thượng 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 đẳng, thiên kiêu tuyệt thế 10 nước, vạn tài khó gặp. Đây là đánh giá cao nhất xưa nay của thập quốc học phủ. Được chọn vào thập quốc học phủ, không cần tham gia khảo hạch nào khác nữa. Tất cả tu sĩ toàn trường ồ lên, học sinh 10 nước rúng động, cả các tu sĩ vây xem cũng chấn kinh. Bọn họ biết Diệp Bình nhất định sẽ là hạng nhất, đây là hắn xứng đáng. Nhưng không ngờ, lại đạt được đánh giá tới như vậy. Hoàng Phủ Thiên Long cũng nuốt nước miếng một cái, nhìn Diệp Bình. Mỗi một môn khảo hạch của thi đấu 10 nước đều có một lời bình. Lời bình cửa ải đầu tiên sẽ lấy đánh giá tốt nhất và đánh giá kém nhất, cho ra một lời bình chuẩn nhất. Trên căn bản cũng chẳng có gì, luôn là mấy câu đánh giá như tư chất không tệ, tính cách không tệ, thiên, phú không tệ vân vân. Nhưng mà, thiên kiêu tuyệt thế 10 nước, vạn tài khó gặp. Đánh giá như thế này, thập quốc học phủ chưa bao giờ có. Quy trình thường là chọn ra người đứng đầu, sau đó đưa ra đánh giá, thượng đẳng, trung đẳng, bình thường. Ba cấp đánh giá này, bình thường mỗi kỳ thi đấu 10 nước, chỉ có 1-2 người là được đánh giá thượng đẳng, thậm chí có những kỳ chẳng có lấy một người nào được bình chọn là thượng đẳng. Thế nhưng, Diệp Bình chẳng những là thượng đẳng, mà còn là thượng 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 đẳng. Đây là vinh dự tới mức nào? Điều này cũng có nghĩa, các trưởng lão của thập quốc học phủ rất coi trọng Diệp Bình. Lại còn được công nhận là hoàn thành trước thời hạn, chính là một vinh dự vô thượng. Vì cho tới bây giờ,
thập quốc học phủ chưa từng xảy ra tình huống cho phép chúng tuyển trước thời hạn. Dù ngươi có thiên phú cao cỡ nào, thực lực mạnh cỡ nào, thì cũng phải tham gia xong tất cả các bài thi. Được nhận vào trước thời hạn ư, cho tới nay chưa bao giờ có. Nhưng lần này, thập quốc học phủ đã phá vỡ tiền lệ, phá vỡ quy củ, nhận Diệp Bình trước thời hạn. Cái này, thật sự là vô địch. Mọi người rung động, cũng đầy hâm mộ, và càng nhiều ganh tị. Ngay cả đó là Hoàng Phủ Thiên Long, hắn cũng vô thức cảm thấy có chút ghen tị. Nhưng ngay lúc này, Diệp Bình lên tiếng, nhận vào. Trưởng lão, ta không nghĩ mình muốn gia nhập vào thập quốc học phủ. Trên con đường chính, Diệp Bình mở miệng, hắn cũng có chút kinh ngạc. Sao lại nhận trước thời hạn vậy? Mình tới đây đâu phải để gia nhập thập quốc học phủ đâu. Hắn không muốn gây ra một sự hiểu lầm nào. Khảo hạch ảo cảnh lần này quả thực đã kích thích Diệp Bình rất mạnh. Nên hắn quyết định, dù có thế nào, cũng nhất định sẽ trở về tông môn. Hắn phải học tập thật giỏi, học tập thật khắc khổ. Thế mà tới lúc này, lại bảo hắn gia nhập thập quốc học phủ. Diệp Bình vốn không muốn đi. Hắn vừa nói xong, cả trường thi im bặt như tờ. Các bạn đang nghe chuyện chắc chẳng có ai cảm thấy tu tiên khó của tác giả Hắc Dạ Di Thiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 193, Thất Vương Bí Cảnh, giếng cổ kiếp này, có thể nhìn thấy tương lai. Quốc đô Ngụy Quốc, trong diễn võ trường, học sinh 10 nước đều ngơ ngác, tất cả tu sĩ vây xem cũng ngơ ngác. Thập quốc học phủ dành cho Diệp Bình đánh giá như vậy. Theo lý thuyết, nếu Diệp Bình tiến vào thập quốc học phủ, nhất định sẽ nhất phi trùng thiên, trở thành người trên người một cách dễ dàng. Không ngờ, Diệp Bình lại từ chối gia nhập thập quốc học phủ. Đây là ý gì? Thấy mọi người nhìn mình chăm chú, Diệp Bình hơi lúng túng, nhưng hắn vẫn phải nói tiếp. Lần này tới tham gia thi đấu 10 nước, vãn bối không phải là muốn vào thập quốc học phủ. Diệp Bình mở miệng. Thật ra, nói những lời thế này có hơi làm mất mặt người ta, nên Diệp Bình biết mình nhất định phải giải thích cho rõ. Nếu không giải thích, sẽ không có ai tin lời hắn. Nên Diệp Bình phải nói. Vì hắn không thể gia nhập thập quốc học phủ, Thiên Tâm Ảo Trận đã mang tới một sự kích thích rất lớn với Diệp Bình. Thực lực của Cửu Phù Ma Tử đã giúp Diệp Bình sâu sắc nhận ra mình còn kém cỏi tới mức nào. Nói tới nói lui, vẫn là thực lực mình chưa đủ. Kể cả về trận pháp, dù ma thần giáo lợi dụng pháp bảo áp chế trận pháp, nhưng ít ra vẫn có thể bố trí được trận pháp. Nếu có thể bố trí được trận pháp mà mình bố trí không ra, có nghĩa mình còn quá kém. Nói cách khác, nếu người tiến vào trận pháp là nhị sư huynh Hứa Lạc Trần, chuyện này sẽ xảy ra sao? Nên, chuyến đi này Diệp Bình đã có được rất nhiều thu hoạch, hắn đã biết mình chưa đủ, nên hắn cực muốn trở về tông môn. Hắn muốn dốc lòng tu luyện, ngay cả học phủ Tấn Quốc cũng không tới nữa, an tâm tâm ở tông môn học tập. Nhất định phải thật sự học được những điều hữu dụng, tới lúc đó lại xuống núi cũng không muộn. Nên, Diệp Bình từ chối lời mời của thập quốc học phủ. Nhưng đối với mọi người, chuyện hắn từ chối lại là điều cổ quái. Vì theo bọn họ, chẳng có lý do gì mà từ chối cả. Trong diễn võ trường, các trưởng lão của thập quốc học phủ cũng có chút bối rối. Bọn họ đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhìn thấy Diệp Bình mặt đầy hưng phấn gia nhập thập quốc học phủ, sao lại thành như thế này? Quả thực là, rất khác người. Diệp Bình, ngươi có chuyện gì cố kỳ à? Trưởng lão công bố thành tích đang định công bố tiếp thì dừng lại. Ông ta nghĩ, nếu Diệp Bình không chịu gia nhập vào thập quốc học phủ, thì việc thi thố sau đó hay không có ý nghĩa gì. Không tham gia những hạng mục tiếp theo, bọn họ cũng không sao cả, quan trọng nhất là Diệp Bình phải gia nhập. Trưởng lão thập quốc học phủ cảm thấy buồn bực. Quả thực không biết Diệp Bình còn băn khoăn cái gì. Chẳng lẽ là coi thường thập quốc học phủ? Không thể nào. Nếu đã coi thường thập quốc học phủ, còn tới tham gia thi đấu 10 nước làm gì? Hay vì chút phần thưởng kia? Tất cả trưởng lão đều buồn bực. Hồi trưởng lão, vãn bối đúng là có chút băn khoăn, nhưng mà nói ra thì không tiện lắm. Diệp Bình gật đầu, hắn không nói dối nha. Đúng là có chút băn khoăn. Có băn khoăn gì? Ngươi cứ nói đừng ngại, có thể chúng ta sẽ có biện pháp giải quyết. Đối phương mở miệng. Có băn khoăn không phải là chuyện xấu, ngược lại còn là một chuyện tốt, bởi vì chỉ cần giải quyết được là được. Cái này,
Diệp Bình có chút im lặng, hắn không muốn nói lắm. Diệp Bình, ngươi cứ nói đừng ngại, đừng cảm thấy có gì không ổn, có gì mà ta chưa từng trải qua đâu, nói đi. Có trưởng lão nào đó lên tiếng, giọng khá là vồn vã. Bọn họ đều coi trọng Diệp Bình, thậm chí trước đó còn vung tay tranh đoạt Diệp Bình với nhau. Nên nếu Diệp Bình không gia nhập Thập Quốc học phủ, bọn họ mới không thể chấp nhận được. Nếu đã vậy, vậy vãn bối cũng không che giấu nữa. Thiên tâm ảo trận lần này đã khiến vãn bối nhận ra mình còn thiếu sót, nên vãn bối muốn trở về tông môn dốc lòng tu luyện. Để bảo đảm tương lai nếu thật sự gặp phải chuyện này, ít nhất cũng có sức đánh một trận. Diệp Bình mở miệng, ý tứ hết sức đơn giản rõ ràng. Tất cả trưởng lão thở phào, thì ra là cái này. Sau đó, thi nhau lên tiếng, Diệp Bình, điểm này thì ngươi nghĩ sai rồi. Diệp Bình, suy nghĩ của ngươi rất tốt, ở trong thiên tâm ảo trận, nhận ra mình chưa đủ, nghĩ đến chuyện mình phải tu luyện cho thật tốt đầu tiên. Suy nghĩ này khá vô cùng, có điều ngươi không biết, đứng sau lưng Thập Quốc học phủ chính là Đại Hạ học cung. Ở Thập Quốc học phủ, tâm pháp bí tịch nhiều không đếm xuể, cũng có rất nhiều cường giả kèm cặp cho ngươi. Tông môn của ngươi có lẽ là tông môn lánh đời, nhưng dù có mạnh, cũng có thể mạnh hơn mấy ngàn trưởng lão của cả 10 nước hay sao? Trưởng lão Thập Quốc học phủ vô cùng tự tin nói. Nhiều tu sĩ bên dưới gật đầu, vì ông ta nói đúng. Các trưởng lão cười vui vẻ, họ còn tưởng Diệp Bình băn khoăn là cái gì khác. Nhưng bây giờ xem ra là bọn họ đã hơi lo lắng quá. Bọn họ rất tự tin, nhưng họ có vốn liếng để tự tin. Tông môn không thể đấu lại một nước được. Một tông môn cho dù rất mạnh mẽ, cho dù có nhiều người là cao nhân tuyệt thế, vậy thì sao? Bằng được một Thập Quốc học phủ không? Đương nhiên là không. Nên, nhất định Diệp Bình sẽ lựa chọn gia nhập Thập Quốc học phủ. Nhưng mà Diệp Bình lại nói, trưởng lão, vãn bối hiểu ý của ngài, nhưng vãn bối vẫn không muốn gia nhập Thập Quốc học phủ. Diệp Bình đáp, nói không gia nhập là không gia nhập. Không phải Diệp Bình cứng đầu, mà là hắn muốn quay về tông môn, nghe các sư huynh dạy dỗ hơn thôi. Chuyện này mới là chuyện quan trọng nhất. Thập Quốc học phủ đương nhiên là tốt, nhưng sao sánh bằng Thanh Vân Đạo Tông? Diệp Bình, ngươi vẫn còn chưa hiểu được ý chúng ta. Thập Quốc học phủ là nơi tập trung thiên kiêu 10 nước, ngươi muốn học cái gì, ở đó cũng có. Đúng vậy, Diệp Bình, ngươi làm sao vậy? Tất cả trưởng lão đều lên tiếng khuyên bảo, thậm chí cả trưởng lão của các học phủ khác cũng không nhịn được mà khuyên. Diệp sư huynh, huynh có thể coi thường Thập Quốc học phủ, nhưng huynh không thể coi thường Đại Hạ học cung. Ngay cả Hoàng phủ Thiên Long cũng chạy qua. Hắn cứ tưởng ý Diệp Bình là muốn bái nhập Thập Quốc học phủ, không ngờ Diệp Bình lại từ chối. Nghe thấy mọi người khuyên, Diệp Bình thở dài, nói với trưởng lão Thập Quốc học phủ. Trưởng lão, không phải vãn bối cuồng vọng, chỉ là thứ mà vãn bối muốn học, chưa chắc Thập Quốc học phủ đã dạy được. Diệp Bình hơi cúi đầu xuống, hắn không muốn đắc tội người ta, nhưng hắn thật sự là không muốn gia nhập Thập Quốc học phủ mà, hắn cũng không muốn không nói rõ điều này. Vì như vậy sẽ càng thêm ngại, thà là cứ nói thẳng ra, ít nhất sẽ không làm dây dưa lằng nhằng. Cuồng vọng. Đúng, là cuồng vọng. Diệp Bình, ngươi đừng có kiêu ngạo quá đáng. Sao qua miệng ngươi, Thập Quốc học phủ lại trở nên kém cỏi như vậy? Lời nói của Diệp Bình khiến mọi người tức giận. Các trưởng lão quát lên, mắng Diệp Bình quá đáng. Nhiều tu sĩ cũng cảm thấy Diệp Bình có hơi lớn lối. Thập Quốc học phủ là học phủ hàng đầu dưới Đại Hạ học cung. Tập trung thiên kiêu 10 nước, trưởng lão 10 nước, thậm chí có một số trưởng lão trong đó không hề thua kém trưởng lão của Đại Hạ học cung. Thế mà vào mắt Diệp Bình lại chẳng đáng giá một xu. Im lặng. Một trưởng lão quát lên, giọng rất bình tĩnh, trong nháy mắt khiến hiện trường ồn ào yên tĩnh lại. Ai nấy im bặt, không dám bất kính với ông ta. Người này là trưởng lão đời thứ nhất của Thập Quốc học phủ, thân phận cao quý, là quan chủ khảo của thi đấu 10 nước lần này. Thiên thần trưởng lão, ông bước tới một bước, nhìn tu sĩ 10 nước, bình thản nói. Từ khi nào, Thập Quốc học phủ ta lại không dung được người ta? Chỉ là một vãn bối, nói ra lời lẽ hơi quá chút mà các ngươi om sòm lên như vậy. Có còn chút nào giống một trưởng lão có tu dưỡng hay không? Có còn chút khí phái nào của một cao nhân đắc đạo hay không? Mấy trăm năm tu dưỡng, tu tới mất tiêu rồi à? Ngữ khí của thiên thần trưởng lão vô cùng sắc bén. Ông không hề mắng Diệp Bình một câu, cũng không trách móc Diệp Bình một tiếng, ngược lại còn quay qua trách các trưởng lão,
om sòm như thế còn ra thể thống gì. Quả nhiên bị thiên thần trưởng lão nói cho một câu, tất cả trưởng lão đều trầm mặc. Thực ra bọn họ đều là người rất trầm tĩnh ổn trọng, chỉ vì một là Diệp Bình thốt lời quá cuồng ngôn, hai là vì họ không nhịn được. Họ là trưởng lão của Thập Quốc Học Phủ, có người coi thường Thập Quốc Học Phủ, sao họ có thể mặc kệ được. Diệp Bình, thiên thần trưởng lão nhìn Diệp Bình, chậm rãi nói, ngươi muốn học đạo pháp thần thông gì? Để ta xem thử Thập Quốc Học Phủ ta có hay không, nếu thật sự không có, sẽ không bắt buộc ngươi nữa. Thiên thần trưởng lão cười nhạt nhìn Diệp Bình, vãn bối muốn học kiếm thuật. Diệp Bình trả lời, kiếm thuật. Cường giả kiếm đạo hàng đầu 10 nước, Mộ Dung Thiên Hải đang đảm nhiệm làm đường chủ ngự kiếm đường của học phủ chúng ta, không biết để ông ấy dạy ngươi có được không? Thiên thần trưởng lão hỏi, kiếm thuật của Mộ Dung tiền bối có thể dùng một ngọn cỏ chém hết mặt trời, mặt trăng vào ngôi sao không? Diệp Bình hỏi thiên thần trưởng lão, câu hỏi của hắn lại đưa tới sóng to gió lớn. Cỏ cây chém trăng sao? Hình như hơi quá đáng. Ngay cả là thiên thần trưởng lão cũng sững ra. Mộ Dung Thiên Hải là cường giả kiếm đạo hàng đầu 10 nước, một kiếm có thể san bằng 100.000 núi lớn, nhưng bảo dùng ngọn cỏ chém trăng sao, đương nhiên là không thể. Cả đại hạ học cung cũng chẳng mấy ai làm chuyện như vậy được. Ông lắc đầu nói thẳng, không thể. Diệp Bình hỏi tiếp, trận pháp chi đạo, có không? Diệp Bình hỏi, có. Đại sư trận pháp đứng đầu cũng đang ở trong Thập Quốc Học Phủ. Thiên thần trưởng lão trả lời, vậy, có biết cách lấy thiên địa làm trận, lấy nhật nguyệt làm khí, bày bố cả thiên hạ chúng sanh không? Diệp Bình hỏi tiếp, nét mặt hết sức bình tĩnh. Thiên thần trưởng lão trầm mặc, không có. Ông lắc đầu, lấy thiên địa làm trận, lấy nhật nguyệt làm khí, bày bố cả thiên hạ chúng sanh, loại trận pháp này từ cổ chí kim chưa thấy ai làm được cả. Thập Quốc Học Phủ không có, e là cả đại hạ học cung cũng không có. Vậy có thuật luyện đan chứ? Diệp Bình hỏi tiếp. Có. Thiên thần trưởng lão gật đầu. Diệp Bình hỏi, nếu biết cách lấy thiên địa làm lò luyện, vậy thì không cần hỏi nữa. Thiên thần trưởng lão không biết làm sao, những điều Diệp Bình hỏi toàn là những thứ không hề tồn tại, trừ phi là có tiên nhân ở trên đời, nếu không ai mà làm được. E là ông mà hỏi câu này, e là Diệp Bình sẽ trả lời như vậy. Vậy có thể luyện ra không độc đan không? Diệp Bình không nói tới cách dùng thiên địa làm lò luyện nữa, mà hỏi thẳng đối phương có luyện ra được không độc đan không. Thiên thần trưởng lão lại sững ra. Lần này đúng là Diệp Bình không đưa ra yêu cầu quá đáng nào nữa, nhưng thứ đồ như không độc đan, nếu Thập Quốc Học Phủ mà luyện ra được, thì đã sớm tăng cấp lên ngang hàng với đại hạ học cung rồi. Không luyện được. Thiên thần trưởng lão cười khổ, lại lắc đầu. Diệp Bình không hỏi gì nữa, chỉ chắp tay một cái. Ý này rất rõ ràng. Nếu ta hỏi cái gì cũng không có, vậy thì không thể trách ta. Thiên thần trưởng lão, những. Có trưởng lão không nhịn được mở miệng, cảm thấy những yêu cầu Diệp Bình nói ra, quá hà khắc. Nhưng ông ta còn chưa nói xong, thiên thần trưởng lão đã lên tiếng, cắt ngang lời ông ta. Được rồi, người có chí riêng, Thập Quốc Học Phủ xưa nay không bao giờ cưỡng ép người khác phải vào, nếu vô duyên, thì thôi vậy. Nhưng mà, Diệp Bình, Thập Quốc Học Phủ sẽ luôn mở rộng cửa với ngươi. Nếu một ngày nào đó ngươi có ý muốn vào Thập Quốc Học Phủ, chúng ta vẫn hoan nghênh ngươi. Thiên thần trưởng lão nói, ông biết Diệp Bình đã quyết tâm không gia nhập Thập Quốc Học Phủ. Nên ông không tiếp tục lôi kéo nữa, song ông vẫn sẽ giữ lại một cánh cửa cho Diệp Bình. Chỉ cần Diệp Bình muốn, lúc nào cũng có thể vào Thập Quốc Học Phủ. Câu này của ông làm các tu sĩ vô cùng hâm mộ. Bọn họ khắc khổ vùng vẫy, cố gắng tu hành, chính là để bái nhập Thập Quốc Học Phủ. Thế mà Diệp Bình có thể tiến vào Thập Quốc Học Phủ, lại thẳng thừng từ chối, thậm chí đến cuối cùng. Thập Quốc Học Phủ để lôi kéo Diệp Bình, còn đồng ý phá vỡ quy tắc, vĩnh viễn để một cánh cửa cho hắn. Cái vinh dự này, thật sự là chí cao vô thượng. Nghe thiên thần trưởng lão nói vậy, Diệp Bình vô thức cảm thấy xấu hổ, hắn xá thiên thần trưởng lão một xá thật sâu. Đa tạ trưởng lão yêu thích, vãn bối có hơi lỗ mãng, mong trưởng lão thứ lỗi. Diệp Bình khiêm, nhưng nói, đúng là ban nãy hắn có hơi xung động nên mới nói ra những lời nói kia, bây giờ cẩn thận suy nghĩ lại, nhận ra mình có hơi không đúng nên khiêm tốn nhận lỗi với người ta. Không sao, Thập Quốc Học Phủ ta rộng rãi, không nhỏ nhen như vậy đâu. Thiên thần trưởng lão cười nhạt lắc đầu, nhưng mà, Diệp Bình đã nói tiếp. Trưởng lão,
Vãn bối vẫn còn có một chuyện không rõ, mong được trưởng lão giải đáp. Diệp Bình hỏi, người nói. Thiên thần trưởng lão hơi tò mò, không chỉ ông, mọi người đều thấy tò mò, Diệp Bình còn có gì chưa hiểu nhỉ? Trưởng lão, ta được chọn trước thời hạn, cũng được công nhận là đứng đầu thi đấu 10 nước lần này trước thời hạn quy định, vậy ta có thể nhận phần thưởng kia không? Diệp Bình dè dặt hỏi, chuyện hắn lo lắng nhất bây giờ chính là chuyện này. Vì mình đã từ chối bái nhập vào thập quốc học phủ rồi, vậy có khi nào phần thưởng kia cũng bị ảnh hưởng, trở nên ít đi không? Thậm chí có thể không phát cho mình luôn. Nếu vậy, chẳng phải mình đã đi một chuyến vô ích à? Diệp Bình hỏi xong, đám tu sĩ ngây ngẩn, là chuyện này thôi á. Việc làm ngươi suy nghĩ là cái này, phần thưởng cho người đứng đầu thi đấu 10 nước nhiều lắm hả? Chỉ có 1 triệu linh thạch thôi. Đại ca, ngươi đừng bảo là ngươi tới tham gia thi đấu 10 nước là vì cái giải thưởng này nha. Có cần quá đáng tới như vậy không? Đám tu sĩ thật sự là không biết phải nói gì. Thế này quá là ngoại hạng. Trong số bọn họ, có một số thiên kiêu để được tham gia thi đấu 10 nước đã tiêu vượt quá con số 1 triệu linh thạch, chính là để có thể tiến vào thập quốc học phủ. Kết quả Diệp Bình không những có thể tiến vào thập quốc học phủ, còn lấy được thân phận hạng nhất để tiến vào thập quốc học phủ. Thế mà, hắn chẳng những từ chối gia nhập thập quốc học phủ, còn để ý tới cái gọi là phần thưởng thi đấu. Đám tu sĩ muốn ói máu. Không chỉ đám tu sĩ, các đại trưởng lão cũng không biết nói gì. Thiên thần trưởng lão hồi thần, nhìn Diệp Bình, không biết nên cười hay là khóc. Trưởng lão, cho một nửa cũng được. Diệp Bình lại bổ sung một câu. Hắn làm mất mặt thập quốc học phủ ngay trước mặt bao người, đây là lỗi của hắn, thôi thì, bớt lấy một nửa cũng được. Ngươi yên tâm, theo quy củ, phần thưởng không phải ít, nhưng mà ngươi phải tiếp tục tham gia xong những khảo hạch còn lại. Dù ngươi không gia nhập thập quốc học phủ ta, thì vẫn sẽ được nhận thưởng. Thiên thần trưởng lão cười khổ. Chút phần thưởng này, thập quốc học phủ đương nhiên chẳng thèm tham ô, càng chẳng thèm trừ bớt. Ông thật sự không hiểu nổi trong đầu Diệp Bình nghĩ cái gì. Đa tạ trưởng lão, Diệp Bình thở phào nhẹ nhõm. Thôi thì mấy cái khảo hạch còn lại, thuận tiện tham gia cho vui, dù sao cũng giúp mình lịch luyện một phen. Được rồi, khảo hạch ảo cảnh thi đấu 10 nước kết thúc, danh sách những người lọt vào còn lại sẽ được dán lên ở trong quốc đô Ngụy Quốc, các ngươi tự đi mà xem. Giờ giải tán, thiên thần trưởng lão phất tay, không muốn nói gì thêm, thậm chí cũng không muốn đọc danh sách thứ hạng nữa. Lỡ lại có thiên kiêu nào đó ngu ngốc, noi gương Diệp Bình, từ chối thập quốc học phủ ngay trước mặt mọi người, vậy chẳng phải sẽ lúng túng hay sao? Thế là, mọi người tản đi, nhưng rất nhiều thiên kiêu lại xúm tới bao quanh Diệp Bình. Diệp huynh, tại hạ Tạ Duẩn, là tu sĩ Khánh Quốc, có thể nể mặt cùng nhau uống chén rượu hay không? Diệp sư huynh, ta đã cho người chuẩn bị xong tiệc rượu, bày thịnh yến, không biết Diệp sư huynh có thể nể mặt hay không? Diệp sư huynh, ta đã liên lạc xong với các tiên tử, họ rất muốn cùng dự thịnh yến với ngươi, không biết Diệp sư huynh có thể cho chút mặt mũi hay không? Bao nhiêu là thiên kiêu tụ lại, chủ động mời Diệp Bình tham gia thịnh yến. Lúc này, Diệp Bình đã trở thành ngôi sao sáng nhất trong cuộc thi đấu 10 nước lần này. 8 thành tu sĩ đều muốn lấy lòng Diệp Bình, muốn kết giao với hắn. Một số ít tu sĩ thì nhìn Diệp Bình với vẻ ganh tị và đầy hâm mộ. Để đáp lại sự mời mọc nhiệt tình của mọi người, Diệp Bình đề nghị bày một bữa tiệc, mọi người cùng tham gia, uống rượu nói chuyện với nhau. Cùng lúc này, trong bí cảnh, đám người Tô Trường Ngự đi vào một sơn động. Ở trong sơn động này, có 7 cái đài đá. Trên mỗi đài đá đều có khắc chữ cổ, kiếm, đan, trận, lục, bảo, thiên, vận, 7 chữ to. Ở giữa các đài đá là một cái giếng cổ, trên miệng giếng có viết 3 chữ, kim sinh tĩnh. Bọn họ đã trải qua rất nhiều cay đắng, nhờ vào thuật bói toán của Thái Hoa đạo nhân, gắng gượng đi được tới cửa thứ 5. Tới được chỗ này, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Vì phía trước không còn đường đi nữa, có nghĩa đây là cửa ải cuối cùng. Giếng kiếp này, đây rốt cuộc là cái nơi quỷ gì? Còn có thứ như này nữa, đi vào bên trong bí cảnh. Đại Húc cau mày, nhìn cái giếng ở giữa 7 cái đài đá, sắc mặt có chút khó coi. Giếng kiếp này, thứ gì vậy? Trần Linh Nhu cau mày, muốn đi qua nhìn một cái, nhưng bị Đại Húc kéo lại, hắn nói. Tiền bối, không đi qua được. Giếng kiếp này là di vật thượng cổ, có thể nhìn thấy một phần tương lai trong kiếp này của mình.
Đại Húc nghiêm túc nói, nhìn thấy được tương lai, vậy ta nhất định phải nhìn một cái. Hứa Lạc Trần nghe vậy, vội đi qua nhìn vào giếng. Đại Húc còn chưa kịp cản, Hứa Lạc Trần đã tới miệng giếng. Chương 194, truyền thừa kiếm vương, Tô Trường Ngự lại phát bệnh. Tiền bối, không thể qua được, không được nhìn giếng kiếp này. Đại Húc kêu to, cố gắng cản người. Tiếc là, Hứa Lạc Trần đã tới nơi. Hơn nữa còn không cho Đại Húc cơ hội, vừa tới là nhìn luôn vào trong giếng. Đại Húc, tại sao không thể nhìn? Một cái giếng thôi mà ngươi cũng sợ. Rốt cuộc nó có lai lịch gì? Nhìn thấy được tương lai tại sao không nhìn? Vương Trác Vũ, Trần Linh Nhu và Thái Hoa đạo nhân đều cau mày, cảm thấy Đại Húc hơi bị nhát gan quá. Cái này cũng sợ, cái kia cũng sợ, thì còn tu tiên cái lông gì? Không phải, các tiền bối, giếng kiếp này có thể nhìn thấy được tương lai của kiếp này, nhưng mà tương lai là thứ không thể xem được. Vì nó rất dễ ảnh hưởng tới đạo tâm, lỡ như nhìn thấy trong tương lai mình chết, vậy chẳng phải sẽ khiến mình lo lắng hay sao? Sẽ ảnh hưởng tới tu hành. Đại Húc nói, hắn không biết phải giải thích thế nào. Đúng là giếng kiếp này có thể giúp nhìn thấy tương lai, nhưng loại vật này đối với rất nhiều tu sĩ chính là vật cấm kỵ. Nhiều khi nhìn thấy tương lai của mình, ngược lại không phải là chuyện tốt. Nếu nhìn thấy trong tương lai mình chết oan chết uổng, vậy có còn tâm tư tu luyện nữa hay không? Hay là ngày nào cũng suy tư, rồi sinh ra tâm ma, tự làm mình bị ảnh hưởng? Ta là tu sĩ, chẳng lẽ lại không thể nghịch thiên cải mệnh hay sao? Cần gì phải nói dọa người như vậy? Thái Hoa đạo nhân cau mày. Ông biết, thiên cơ bất khả lộ, nhưng vấn đề là, nếu tự nhìn số mạng của mình trong tương lai, vậy thì đâu phải là chuyện gì to tát. Chưa kể, nếu biết được tương lai, chẳng phải có thể hóa nguy thành an, giúp tránh tai họa hay sao? Không phải, trưởng môn, giếng kiếp này có thể nhìn thấy số mạng chủ chốt của mình, trên căn bản rất khó mà tránh được. Cổ tịch từng ghi rằng, từng có tiên nhân xem tương lai mình, phát hiện mình sẽ bị lôi kiếp đánh chết. Cuối cùng sinh ra hoang mang không dứt, sinh ra tâm ma, đến khi gặp phải lôi kiếp thật, vì trong lòng đã sẵn khiếp đảm, nên dẫn tới thân tử đạo tiêu, trừ phi là người có đại khí vận, nếu không thì không nên nhìn giếng. Đại Húc cố gắng giải thích, sợ mọi người không hiểu. Nhưng hắn nói vậy, lại làm mọi người càng không sợ. Ngươi nói đại khí vận. Chúng ta không phải là người mang đại khí vận hay sao? Nhất là Trần Linh Nhu, nàng vỗ ngực một cái, thở phào nhẹ nhõm. Còn tưởng là cái gì khó, chỉ vậy thôi à? Đại Húc có chút bối rối. Đám người này là người gì vậy chứ? Nhưng dù rất có tự tin, mọi người vẫn không hành động tùy tiện, đều tập trung tinh thần nhìn Hứa Lạc Trần cách đó không xa. Thời gian từng chút trôi qua, nửa nén hương sau, Hứa Lạc Trần từ giếng kiếp này đi về. Y cau mày, không biết suy nghĩ cái gì. Thế nào? Nhị sư huynh, huynh nhìn thấy gì? Nhị sư huynh có nhìn thấy ta trở thành trận pháp sư đứng đầu thiên hạ không? Nhị sư huynh nói chuyện đi. Lạc Trần, đệ mau nói đi, thần thần bí bí cái gì? Mọi người mở miệng, hết sức tò mò thứ Hứa Lạc Trần nhìn thấy. Không đúng, đại sư huynh, sư phụ, ta nhìn thấy Thanh Vân Đạo Tông chúng ta bị hỏa thiêu. Hứa Lạc Trần nhíu mày nói. Y vừa nhìn vào giếng kiếp này, vốn tưởng sẽ nhìn thấy tương lai của mình, không ngờ lại nhìn thấy lửa cháy bừng bừng, thiêu hủy sạch sẽ cả Thanh Vân Đạo Tông. Cái gì? Thanh Vân Đạo Tông bị hỏa thiêu? Lúc đi các ngươi không phong lò hả? Thái Hoa đạo nhân giật. Mình gấp gáp. Nghĩ chắc do mọi người quên không phong lò, làm đạo tông bị hỏa hoạn. Trong tông hiện giờ có không ít vật đáng tiền, nếu mà bị cháy, vậy thì thiệt hại lớn lắm. Ta không biết nữa, hình như cái ta thấy chính là Thanh Vân Đạo Tông chúng ta, hay mọi người cũng đi qua xem thử đi. Hứa Lạc Trần không dám chắc chắn, rốt cuộc cái mình nhìn thấy có phải là Thanh Vân Đạo Tông hay không. Ai nấy vội vã chạy qua, nhìn vào trong giếng. Đi từng người thôi, đừng có đi cùng một lúc. Đại Húc vội nhắc, mọi người dừng lại, ta là trưởng môn, để ta đi coi trước. Thái Hoa đạo nhân suy nghĩ rồi lên tiếng trước tiên. Mọi người gật đầu, không nói gì. Thái Hoa đạo nhân vội đi tới, nhìn xuống giếng. Ông cúi đầu nhìn, mặt giếng đang phẳng lặng nhanh chóng gợn sóng rung rung, cuối cùng hiện lên hình ảnh. Thanh Vân Đạo Tông, lửa cháy, tất cả kiến trúc đều bị đốt cháy. Ông nhìn thấy một bóng người quen thuộc, là Tô Trường Ngự. Khác ở chỗ,
thần thái khí chất của Tô Trường Ngữ lúc này đã thay đổi, khí chất tuyệt thế kiếm tiên tỏa ra nồng đậm. Nếu không phải biết đây là đồ đệ của mình, Thái Hoa đạo nhân còn tưởng mình nhìn thấy một tuyệt thế kiếm tiên thật. Tô Trường Ngữ ở trong giếng, mắt thấy đạo tông bị đốt, đứng sững ra, hình như là đang khóc. Thái Hoa đạo nhân nhíu mày, tông môn bị như thế, còn lo lắng cái gì, khóc cái gì, còn không mau đi dập lửa. Bóng người Tô Trường Ngữ ở trong giếng chợt dần dần biến mất, sau đó tất cả hình ảnh biến mất. Thái Hoa đạo nhân thu hồi ánh mắt, cau mày, đi về chỗ mọi người. Thế nào? Thế nào? Sư phụ, tông môn có phải thật bị đốt không? Hứa Lạc Trần hỏi ngay, đầy tò mò nhìn Thái Hoa đạo nhân. Ừ, Thái Hoa đạo nhân gật đầu, mọi người còn chưa kịp nói gì, ông đã không nhịn được nhìn Tô Trường Ngữ. Sư phụ chẳng những thấy tông môn bị đốt, mà còn thấy Trường Ngữ đứng ở tông môn khóc nữa. Thái Hoa đạo nhân cau mày nói, mọi người nghe thế, càng thấy kỳ quái. Nhất là Tô Trường Ngữ, hắn kinh ngạc nhìn Thái Hoa đạo nhân. Sư phụ, người có nhìn rõ không vậy? Sao ta mà lại khóc được? Tô Trường Ngữ có chút bối rối, mình là tuyệt thế kiếm tiên, chảy máu không đổ lệ, làm gì có chuyện khóc? Có đại sư huynh ở đó, vậy chứng tỏ, đúng là cảnh tượng ở tương lai. À, ta hiểu rồi. Lâm Bắc chợt kêu lên, ngươi hiểu cái gì? Mọi người quay qua nhìn Lâm Bắc. Hắn đáp, trưởng môn, người nói xem, có thể nào là một ngày nào đó trong tương lai, chúng ta không có mặt trong tông môn. Đại sư huynh vô tình gây ra hỏa hoạn, nên cảm thấy áy náy, nghĩ tới khi người về sẽ đánh huynh ấy, nên không nhịn được khóc hay không? Lâm Bắc nói, mọi người đều cảm thấy hình như nghe có lý. Thái Hoa đạo nhân quay phát qua nhìn Tô Trường Ngữ chằm chằm, đầy nghiêm túc nói, Trường Ngữ, sau này khi nào sư phụ xuống núi, ngươi nhất định cũng phải đi xuống núi với ta, nếu ngươi mà không cẩn thận gây ra hỏa hoạn đốt. Đạo Tông, từ nay về sau sư phụ sẽ không có tên đồ đệ là ngươi nữa. Thái Hoa đạo nhân vô cùng nghiêm túc nói, Thanh Vân Đạo Tông là căn cơ của ông, nếu Tô Trường Ngữ đốt nó, ông chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Tô Trường Ngữ. Tô Trường Ngữ trầm mặc, sư phụ, ta ăn no không có chuyện gì làm đi đốt nhà à? Tô Trường Ngữ không biết phải nói gì, nhưng hắn cũng không có gì để giải thích, nên quay người, đi tới giếng cổ, nhìn vào giếng. Mặt giếng phẳng lặng nhanh chóng gợn sóng, hình ảnh xuất hiện. Khác một điểm là, người Tô Trường Ngữ thấy lại là Diệp Bình. Đúng vậy, trong giếng, hắn nhìn thấy Diệp Bình, sau lưng Diệp Bình có bốn thanh phi kiếm, đang đối mặt với rất nhiều yêu ma. Hình ảnh này vô cùng chấn động. Chỉ có một điểm không được hoàn mỹ chính là người đó không phải mình. Hình ảnh nhanh chóng biến mất. Tô Trường Ngữ cũng nhíu mày. Quả thực là không đầu không đuôi, có trời mới biết đây là cái quỷ gì, không thể hiểu nổi là xảy ra chuyện gì. Tô Trường Ngữ thu hồi ánh mắt đi về, kể lại điều mình nhìn thấy cho mọi người nghe. Tô Trường Ngữ nói xong, mọi người cũng cau mày không kém. Tiểu sư đệ một mình đối mặt với nhiều yêu ma như vậy. Xem ra tiền đồ sau này của tiểu sư đệ quả thật là không thể đo đếm được. Chậc chậc, không hổ là gương mặt đại diện của Thanh Vân Đạo Tông chúng ta, ra sân đúng là khác người. Mọi người cũng không biết nên nói gì. Cái giếng kiếp này chỉ cho bọn họ nhìn thấy một góc của tương lai, không chiếu hết toàn bộ tiền căn hậu quả, nên dù có nhìn thấy được góc nhỏ tương lai kia, cũng không làm gì được cả. Để ta tới xem. Vương Trác Vũ đứng dậy, đi về phía giếng kiếp này. Chốc lát sau, hắn quay về, chau mày, ngươi nhìn thấy cái gì? Mọi người tò mò. Cái ta nhìn thấy càng kỳ quái hơn, ta thấy Lão Ngũ đi lên một cái cầu là cầu vồng. Vương Trác Vũ đáp, tự cảm thấy lời nói của mình có hơi kỳ dị. Cầu là cầu vồng, là cái quỷ gì? Được rồi, để ta đi xem. Lâm Bắc đứng dậy, đi tới giếng kiếp này nhìn. Một lát sau, hắn rì rì đi về, mặt cũng đầy cổ quái. Đừng hỏi gì hết, ta nhìn thấy tứ sư huynh biến thành một tấm phủ. Không đợi mọi người hỏi, Lâm Bắc đã mở miệng. Ta biến thành một tấm phủ, có lầm hay không? Tiết Triện bối rối, sao mà càng lúc càng cổ quái vậy? Để ta đi xem. Tiết Triện đi tới. Một lát sau, tới lượt y cau mày đi về, đầy hiếu kỳ nói, ta nhìn thấy tam sư huynh bịt mắt á. Y nói, lần này mọi người càng thấy kỳ dị hơn. Rốt cuộc là cái gì với cái gì đây? Sao các huynh càng nói càng kỳ quái vậy? Trần Linh Nhu thật sự là không hiểu nổi lời của các sư huynh, nàng quyết định đi tới giếng nhìn. Nàng nhìn chăm chú vào trong giếng cổ. Rất nhanh, hình ảnh xuất hiện.
mưa to đầy trời. Có một người đàn ông mặc áo dài trắng nằm trên một cái đài đá, toàn thân đẫm máu, một thanh phi kiếm rơi một bên, đã gãy lìa. Trên mặt đất có khắc hai chữ, Thiên Mệnh. Trần Linh Nhu nhíu mày. Vì nàng phát hiện, người đàn ông mặc áo dài trắng kia, hình như là Thái Hoa Đạo Nhân. Rất nhanh, hình ảnh biến mất. Trần Linh Nhu trầm mặc. Nàng không muốn nói ra cảnh mình nhìn thấy. Hơn nữa, cái chính là nàng không chắc được người đó có phải là Thái Hoa Đạo Nhân hay không. Tiểu sư muội, muội nhìn thấy gì? Đúng thế, tiểu sư muội, muội nhìn thấy cái gì? Mọi người tò mò, rối rít nhìn Trần Linh Nhu. Ta thấy đại sư huynh phóng hỏa đốt phòng. Trần Linh Nhu không nói cảnh mình thấy, nàng sợ là mình nhìn lầm. Hơn nữa nàng lo nếu mình nói ra, sẽ đưa tới hậu quả không hay, nàng quyết định sẽ chỉ nói điều này cho đại sư tỷ biết. Có lẽ đại sư tỷ sẽ biết nhiều hơn, nên nàng mới bịa đại một câu để trả lời. Tất cả ánh mắt đồng loạt quay qua nhìn Tô Trường Ngự. Nhất là Thái Hoa Đạo Nhân, ông chỉ vào Tô Trường Ngự, nói. Hay ha, quả nhiên là ngươi thả lửa, Trường Ngự à Trường Ngự, ngươi lại còn muốn phóng hỏa đốt phòng. Thái Hoa Đạo Nhân tức giận. Nga, ta hiểu hết rồi. Sư phụ, ta nghi ngờ là tương lai hẳn là người không truyền chức trưởng môn Thanh Vân Đạo Tông cho đại sư huynh. Nên đại sư huynh mang hận trong lòng, đốt Thanh Vân Đạo Tông chúng ta. Đại sư huynh à đại sư huynh thật đúng là lòng dạ hẹp hòi. Hứa Lạc Trần nhanh nhảu. Đại sư huynh, là thật sao? Vương Trác Vũ không nhịn được hỏi. Tô Trường Ngự trầm mặc. Ăn nói lung tung. Tô Trường Ngự lười để ý mọi người. Chuyện này rõ ràng là chuyện không thể nào. Mình ăn no không có chuyện gì làm đi đốt tông môn. Dù không làm được trưởng môn, làm gì tới mức vô sỉ như vậy được. Chợt, tiếng lão cổ vang lên. Thiên địa luân hồi, vạn vật nhân quả, kiếp trước kiếp này, ai có thể kết luận được? Một cái giếng cổ, làm sao có thể kết luận tương lai của người khác? Lão cổ lên tiếng, hiếm khi ông mở miệng, lại giúp mọi người hồi thần. Mọi người chìm vào trầm tư. Suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy cũng đúng. Chỉ là một cái giếng cổ sao có thể giúp cho người ta nhìn thấy tương lai, quả là có hơi hoang đường. Cho nên, những điều này đều chỉ là ảo giác, hơn nữa những thứ lộn xộn kia, cái gì mà đốt tông môn, cái gì mà phóng hỏa, đơn giản đều chỉ là những lời nói vô căn cứ, chúng ta vẫn nên đi tìm đường ra còn hay hơn. Trần Linh Nhu gật đầu, đồng tình với lời của lão cổ. Đại Húc liếc nhìn lão cổ, hắn biết ý nghĩa của giếng kiếp này là như thế nào, nhưng vì thấy các tiền bối đều không nói gì, nên hắn cũng không nói thêm nữa. Nhưng trong lòng lại có chút đánh giá về lão cổ. Nếu không phải thấy mọi người đều là người mình, Đại Húc rất muốn lôi lão cổ ra luyện một chút. Được rồi, đừng lãng phí thời gian với thứ này nữa, đi tìm đường ra đi. Thái Hoa Đạo Nhân cũng gật đầu. Mọi người bị truyền tống tập thể đến cái nơi quỷ quái này, ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, tìm được đường đi ra ngoài sớm một chút mới là tốt nhất. Mọi người rối rít gật đầu. Hứa Lạc Trần dừng mắt vào 7 cái đài đá. Sư phụ, dưới mấy cái đài đá này cũng khắc chữ cổ, hay là đi qua coi thử đi. Hứa Lạc Trần chỉ 7 cái đài đá, nói. Mấy chữ cổ này ta biết, từ trái sang phải theo thứ tự là kiếm, đan, trận, lục, bảo, thiên, vận. Trần Linh Nhu mở miệng, nàng nhận ra được 7 chữ này. Sao muội biết? Mọi người thấy tò mò. Họ luôn nghĩ Trần Linh Nhu là một phế vật chỉ biết ăn, không ngờ nàng lại có thiên phú về mặt này. Coi bao nhiêu sách như vậy, cũng phải có chút tác dụng chứ. Không phải mọi người đều nghĩ ta chỉ là phế vật đó chớ. Trần Linh Nhu khẽ cau mày. Mọi người im lặng, không nói gì, ý tứ rất rõ ràng. Trần Linh Nhu trầm mặc. Kiếm. Đây đã là cửa ải cuối cùng, thường tới đây đều toàn là phần thưởng, hoặc là truyền thừa. Ta là đại sư huynh, phải nên làm gương, để ta tới coi thử trước. Tô Trường Ngự trầm tư, mơ hồ cảm thấy nơi này là một bí cảnh, cửa ải này hẳn là cửa ải cuối cùng rồi. Nếu cửa ải này thật sự là cái cuối cùng, vậy đương nhiên những thứ này đều là phần thưởng. Nên hắn vừa nói xong, liền đi về phía kiếm đài. Mọi người nhìn theo, im lặng. Thật không hổ là đại sư huynh, muốn chiếm hời của người ta mà còn ăn nói đường hoàng đến như thế. Cũng chỉ có huynh ấy mới làm được. Chậc chậc, ra mặt dày cỡ này, bọn ta vẫn phải nên học hỏi đại sư huynh thêm. Đúng vậy, nói về độ dày ra mặt, chúng ta có cộng lại cũng không bằng đại sư huynh. Mọi người bàn tán, không kiềm được đều khen ngợi khả năng mặt dày vô sỉ của Tô Trường Ngự.
nhưng không phải họ có ý giễu cợt, chỉ là nói cho đã miệng vậy thôi. Tô Trường Ngự chủ động đi qua, bọn họ cũng không giận gì cả. Ngược lại họ còn tò mò, chuyện gì sẽ xảy ra đó. Lúc này, Tô Trường Ngự đã tới kiếm đài. Hắn đứng trên kiếm đài, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, dù trong lòng có hơi sợ hãi, nhưng luận về khí thế, Tô Trường Ngự không thua bất kỳ ai. Oanh! Tô Trường Ngự vừa bước lên kiếm đài, cả sơn động lập tức sáng bừng lên. Một giọng nói vang dội vang lên. Người hữu duyên, ngươi có thể đi tới bước này, hẳn đã trải qua rất nhiều thử thách, tốt lắm, rất là tốt. Mọi người biến sắc. Giọng nói kia nói tiếp, có phải ngươi đang tò mò thân phận của ta không? Nếu ngươi đã muốn biết, vậy ta nói cho ngươi biết. Ta là kiếm vương, 3 tuổi bước vào kiếm đạo, 4 tuổi ngưng tụ kiếm thế vô thượng, 5 tuổi ngưng tụ kiếm ý vô thượng, 6 tuổi vô địch kiếm đạo một nước, 10 tuổi quét ngang 275 nước, 20 tuổi đã là kiếm đạo vô địch thiên hạ, 30 tuổi bắt đầu chứng đạo. Đáng tiếc, năm 35 tuổi, ta chứng kiếm đạo tuyệt thế bị thất bại, sau đó bị kẹt trong cảnh giới kiếm đạo 3.500 năm, mãi mà không thể đột phá, cuối cùng liên thủ với 6 người bạn. Thân, tự đột phá, sợ mình lỡ như thất bại, thân tử đạo tiêu, nên lưu lại bí cảnh truyền thừa này, chờ người hữu duyên, ngươi có muốn lấy truyền thừa của ta không? Giọng nói vang vang, đám Thái Hoa đạo nhân vô cùng hưng phấn. Bọn họ cũng đã từng đoán nơi này là bí cảnh, nhưng không có chứng cứ xác thực. Tới lúc này, mọi người đã có thể hoàn toàn chắc chắn, đây là bí cảnh. Mọi người đều cười. Ngay cả Tô Trường Ngự cũng không nhịn được muốn cười, tiếc là hắn không cười nổi, hắn trời sinh đã là như vậy, càng hưng phấn thì lại càng bình tĩnh. Cả sơn động, chỉ có một mình Tô Trường Ngự là còn bình tĩnh. Cả cổ kiếm tiên, nghe thấy danh hiệu của đối phương, cũng không nhịn được thay đổi nét mặt. Đại Húc thì hít sâu vì kinh hãi. Kiếm vương, thất vương của nhân tộc. Đại Húc có nghe được lời đồn, biết thất vương trong truyền thuyết của nhân tộc. Ngươi biết kiếm vương? Trần Linh Nhu không nhịn được, hỏi Đại Húc. Biết một chút, 7 đại cao nhân tuyệt thế của nhân tộc, được gọi là thất vương, là 7 người mạnh nhất thời thượng cổ. Nghe nói bọn họ đã phi thăng tiên giới từ lâu, không để lại một truyền thừa nào, không ngờ họ có lưu lại truyền thừa. Lần này giàu to rồi. Đại Húc có biết một chút, nhưng không biết nhiều, chỉ là nghe nói mà thôi. 7 người mạnh nhất thời thượng cổ. Oa, đã phi thăng tiên giới từ lâu. Thái Hoa đạo nhân, Hứa Lạc Trần, Vương Trác Vũ vô cùng hưng phấn. Truyền thừa của tiên nhân, đây là khái niệm gì? Ngày thường đừng bảo là truyền thừa của tiên nhân, dù có là truyền thừa của tu sĩ Kim Đan, bọn họ cũng còn cầu mà không được. Lần này kiếm hời to rồi, đừng nói bọn họ. Tô Trường Ngự cũng kích động muốn khóc. Đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm? Hắn mơ tưởng cầu được truyền thừa. Rốt cuộc cũng tới tay rồi. Truyền thừa của thất vương, truyền thừa của kiếm vương nhân tộc. Mình lấy được rồi, chả phải sau này sẽ phất lớn sao? Tuyệt vời! Lên tiên! Tô Trường Ngự kích động muốn khóc. Ngay lúc này, tiếng của kiếm vương lại vang lên. Ngươi có muốn lấy truyền thừa của ta không? Kiếm vương hỏi lại Tô Trường Ngự. Muốn, rất muốn, vô cùng muốn. Tô Trường Ngự hét to trong lòng. Nhưng lời ra tới miệng lại thay đổi, chỉ trong nháy mắt đổi mùi. Ngươi xứng sao? 3 chữ vô cùng hờ hững. Thế là cả sơn động im lặng, yên tĩnh như chết. Tô Trường Ngự ngây người, hắn biết mình lại phát bệnh rồi. Các bạn đang nghe chuyện Chắc Chẳng Có Ai Cảm Thấy Tu Tiên Khó của tác giả Hắc Dạ Di Thiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 195, truyền thừa ta đã hủy rồi, một quả trứng hóa đá. Trong bí cảnh, tất cả mọi người đều ngây người, ngay cả kiếm vương cũng im bặt. Dù đây chỉ là một đạo phân thân nguyên thần, nhưng cũng có linh trí của mình. Nói thật, ông ta đã chuẩn bị xong tinh thần nhìn thấy Tô Trường Ngự bật khóc, quỳ xuống đất, cầu mình cho truyền thừa. Không ngờ, Tô Trường Ngự lại nói những lời như thế. Ngươi xứng sao? Bà nó, ta là kiếm, vương, thất vương của nhân tộc, kiếm pháp thông thiên, tuyệt thế vô song, ngươi còn dám ở đây coi thường ta. Kiếm vương ngơ ngác, không biết phải trả lời Tô Trường Ngự thế nào. Đám Thái Hoa đạo nhân bối rối. Đối với bọn họ, truyền thừa của tu sĩ Kim Đan đã là quý báu lắm rồi. Bây giờ gặp được truyền thừa của thất vương, đây quả thực là bước đầu tiên để sau này thăng nhanh vùn vụt.
Vậy mà, Tô Trường Ngự lại phát bệnh ngay lúc này. Đừng nói đám Thái Hoa, chính Tô Trường Ngự cũng còn bối rối. Hắn có muốn truyền thừa này không? Câu trả lời đương nhiên là muốn. Thử hỏi, truyền thừa của Thất Vương, ai mà không muốn? Nhưng vấn đề là, mình không khống chế được mình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ à? Tô Trường Ngự vô cùng gấp gáp, thậm chí muốn khóc luôn. Cũng may, Kiếm Vương không phải là người bình thường, chỉ là một hai câu nói, đương nhiên không thể làm ông ta giận được. Dù gì cũng đã sống lâu như vậy, có cảnh tượng gì chưa trải qua đâu. Chỉ là mấy lời kia của Tô Trường Ngự làm ông ta bất ngờ, không kịp đề phòng mà thôi. Ta là Kiếm Vương nhân tộc, còn chưa xứng dạy ngươi kiếm pháp hay sao? Kiếm Vương mở miệng, giọng rất bình tĩnh, hỏi Tô Trường Ngự. Xứng. Trong lòng Tô Trường Ngự kêu to ba lần. Đừng nói hắn, đám Hứa Lạc Trần cũng đang ước gì được trả lời thay cho Tô Trường Ngự. Trả lời trong lòng thì không có vấn đề, nhưng mà lời ra đến miệng lại thành giọng khác. Ngay cả kiếm đạo vô thượng cũng chưa chứng được, còn dám tự xưng là kiếm vương. Tiếng Tô Trường Ngự vang lên, khí chất kiếm tiên tuyệt thế của hắn tỏa ra vô cùng mạnh mẽ. Ai nấy im như chết, nhất là đám Hứa Lạc Trần. Cả đám nhìn Tô Trường Ngự đầy tức giận. Ngươi giả ngầu một lần cho qua được, nhưng có cần giả tiếp nữa vậy không? Bình thường ngươi ở tông môn giả châu bò một chút, mọi người thấy cũng chẳng nói gì. Nhưng mà, ở đây mà ngươi cũng còn giả bộ, có ý nghĩa không? Có thấy vui không? Xin ngươi đó, đừng có giả châu bò nữa được không? Cho chúng ta con đường sống đi. Thái Hoa đạo nhân muốn khóc. Chỉ muốn đập cho Tô Trường Ngự một trận ngay tức khắc. Trên kiếm đài, Tô Trường Ngự cũng muốn khóc. Hắn không biết mình đang làm gì nữa. Sao tự nhiên lại phát bệnh vậy chứ? Giả ngầu một lần cũng còn được đi, sao còn làm nữa? Làm vậy có lợi gì không? Không có tí xíu nào hết. Tô Trường Ngự chỉ muốn tát mình mấy tát, hắn vừa giận vừa muốn khóc. Một bóng người xuất hiện trước mặt Tô Trường Ngự là một người đàn ông trung niên, nhìn hết sức bình thường. Người này nét mặt bình tĩnh, thậm chí còn mang một ý cười giễu cợt, nhìn Tô Trường Ngự, sau đó chậm rãi nói. Đúng thế. Ngay cả kiếm đạo vô thượng cũng còn chưa chứng được, mà đã tự xưng kiếm vương, đúng là có hơi sỉ nhục cái tên này. Nhưng, cho hỏi các hạ là ai? Kiếm vương hỏi. Ông ta là cao nhân tuyệt thế, đương nhiên có tu dưỡng cực cao, sao có thể vì một câu nói của Tô Trường Ngự mà thẹn quá thành giận được. Nếu thật để mình như vậy, mới thật sự là xấu hổ mất mặt. Tuyệt thế kiếm tiên Tô Trường Ngự. Tiếng Tô Trường Ngự vang lên, giọng vẫn ổn định như thường, chẳng những thế, còn mang theo một luồng khí thế khó tả. Mọi người tiếp tục chết lặng. Mọi người nghĩ, hẳn Tô Trường Ngự đã điên mất rồi. Điên rồi. Ngày thường giả châu bò ở tông môn không ai nói, không ngờ đi ra ngoài mà cũng không chừa. Tiểu sư đệ hại người. Mọi người thật sự là hết ý kiến, cảm thấy Tô Trường Ngự đã điên rồi. Nhất là Hứa Lạc Trần, y rất muốn hỏi một câu Tô Trường Ngự, huynh coi mình là cao nhân tuyệt thế thật đó à, lại còn tuyệt thế kiếm tiên Tô Trường Ngự. Sao huynh không bảo mình là người đứng đầu kiếm đạo của Thanh Vân Đạo Tông luôn? Mọi người vừa bực vừa khó chịu, chỉ có một mình Đại Húc là ánh mắt đầy khâm phục, đối mặt với Thất Vương nhân tộc đó. Cũng may là, Kiếm Vương không có vẻ gì là nổi giận, ngược lại còn nhìn Tô Trường Ngự với vẻ rất tò mò. Vậy tiền bối đã chứng kiếm đạo vô thượng chưa? Kiếm Vương mở miệng, thậm chí còn gọi Tô Trường Ngự là tiền bối. Ông ta chỉ là một phân thân, không phải là bản thể. Nếu là bản thể, thì đã liếc một cái là nhìn thấu cảnh giới của Tô Trường Ngự rồi. Kiếm đạo vô thượng hả? Tô Trường Ngự lẩm bẩm, chậm rãi đáp, ta đã chứng kiếm đạo vô thượng từ 10 năm trước. Hắn đáp như thế. Lúc này, Tô Trường Ngự đã không còn suy nghĩ cãi mệnh nào nữa. Hắn tự giận mình. Thôi thì nghĩ thế nào thì nói thế đó đi, hắn nhận mệnh rồi. 10 năm trước, dám hỏi tiền bối bao nhiêu niên kỷ? Kiếm Vương hỏi tiếp, 27. Tô Trường Ngự hờ hững trả lời. Chỉ 27. Kiếm Vương choáng váng, kinh ngạc nhìn Tô Trường Ngự. Quả thật là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, 27 tuổi, nói cách khác tiểu hữu 17 tuổi đã chứng kiếm đạo vô thượng. Kiếm Vương nghiêm túc hỏi lại. Nói cho chính xác là 16 tuổi, là ta cho kiếm tu thiên hạ cơ hội một năm để bọn họ đuổi theo ta. Tiếc là, ta chờ một năm, nhưng không có ai chứng được kiếm đạo vô thượng. Tô Trường Ngự nói phét càng lúc càng tợn. Mấy người Thái Hoa im lặng, không biết nên nói gì.
Tô Trường Ngự đã nói phét tới điên rồi, chỉ còn cách để mặc hắn tiếp tục phét mà thôi. 16 tuổi, chứng kiếm đạo vô thượng. Tiểu hữu, à, không đúng, Tô đạo hữu, tiếc ta sinh không gặp thời, nếu được sinh ra cùng thời đại với nhau, chính là niềm vinh hạnh của ta. Kiếm Vương mở miệng, ánh mắt đầy chấn động và khâm phục. Ông ta tin. Mọi người im lặng, không thể tưởng nổi, đường đường là thất vương nhân tộc, sao lại đi tin lời tên phế vật như này? Đúng là bực thật. Kiếm Vương nói tiếp. Ta vốn tưởng sẽ tìm được người thừa kế, không ngờ người đầu tiên tới nơi này lại không kém gì ta, thậm chí còn mạnh hơn ta. Ai, đã như vậy, thì còn cần những truyền thừa khác làm chi? Giọng ông ta đầy tiêu điều. Mọi người nghe, mà luống cuống. Tiền bối, người đừng nói vậy, chúng ta muốn, chúng ta muốn. Tiền bối, hắn là tuyệt thế kiếm tiên, nhưng chúng ta thì không, hắn không muốn, chúng ta muốn. Thái Hoa đạo nhân kêu lên, vẻ mặt như đưa đám. Tô Trường Ngự giả châu bò, chứ bọn họ không giả châu bò. Tô Trường Ngự không cần vận may, nhưng bọn họ cần. Đúng vậy, tiền bối, chúng ta đều là phế vật, hắn không thích thì ngài đưa cho chúng ta đi, chúng ta thích. Đúng đúng đúng, chúng ta là phế vật, chúng ta là phế vật trong phế vật, tiền bối, ngài giao đồ cho chúng ta đi, chúng ta muốn truyền thừa của ngài, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ thật tốt truyền thừa. Hứa Lạc Trần, Vương Trác Vũ, Tiết Triện, Lâm Bắc, Trần Linh Nhu thi nhau kêu lên. Tô Trường Ngự giả châu bò không muốn, nhưng bọn họ muốn, vì bọn họ đều chỉ là phế vật. Cả đám không chút để ý hình tượng, khiến Đại Húc nhìn mà sững ra. Nhưng Đại Húc hiểu, truyền thừa của thất vương, có ai mà không muốn. Chỉ có Tô Trường Ngự là cao nhân tuyệt thế chân chính, nên mới coi thường truyền thừa của thất vương. Đâu ai hay, thật ra Tô Trường Ngự cũng muốn. Lòng hắn đang rỉ máu. Truyền thừa kiếm vương, làm sao hắn không muốn được, chỉ là hắn không khống chế được bản thân mình. Kiếm Vương nói, hình như ta đã phá hủy truyền thừa rồi. Tiếng Kiếm Vương vang lên. Tô Trường Ngự, Thái Hoa đạo nhân, Hứa Lạc Trần và Vương Trác Vũ đều im lặng. Nhanh vậy đã hủy mất truyền thừa. Ngươi đùa ta hả? Ta có thấy ngươi làm gì đâu. Mọi người nhìn Kiếm Vương, không phải bọn họ không tin Kiếm Vương, mà là không hề nhìn thấy Kiếm Vương phá hủy truyền thừa. Không có mà nói có, không phải gạt người sao? Kiếm Vương bình tĩnh đáp. Truyền thừa chúng ta lưu lại, đa phần đều là tâm pháp bổn mạng. Vừa rồi, Tô đạo hữu nói không cần truyền thừa, nên ta đã hủy nó đi. Khi bọn ta mở ra bí cảnh này, để lại phân thân, chỉ có thể xuất hiện một lần mà thôi. Nếu Tô đạo hữu đã nói không cần, thì để lại cũng không có ý nghĩa gì cả. Kiếm Vương giải thích. À, ta hiểu rồi. Thái Hoa đạo nhân gật đầu, vẻ ta đã hiểu rồi, sau đó quay qua nhìn Tô Trường Ngự, giận dữ mắng. Vi sư phải giết ngươi. Thái Hoa đạo nhân giận đỏ cả mắt. Nói tóm lại, nói tới nói lui là, không còn truyền thừa nữa, cơ duyên cũng không còn. Ông phải giết Tô Trường Ngự. A a a, nghiệt đồ. Nghiệt đồ, nghiệt đồ. Thái Hoa đạo nhân giận dữ hết. Trên kiếm đài, Tô Trường Ngự cũng luống cuống, hắn làm sao biết sẽ thành thế này. Nếu biết sẽ thành kết cục này, có đánh chết hắn cũng sẽ không dành xông lên đây đầu tiên. Khó chịu quá đi, sao lần nào mình cũng phát bệnh ngay những thời điểm quan trọng vậy. Tức giận, Tô Trường Ngự muốn khóc, nhưng Kiếm Vương lại nói tiếp. Dù truyền thừa tuyệt thế không còn, nhưng vẫn còn mấy món bảo vật, không biết các ngươi có muốn hay không. Kiếm Vương hỏi. Muốn, muốn, muốn. Tiền bối, ta muốn, ta muốn, ta là phế vật, ta là một đại phế vật. Tiền bối, ta mới là phế vật, ngươi cho ta đi, ta nhất định sẽ phát huy truyền thừa của ngươi thật tốt. Tiền bối, từ nhỏ ta đã đọc sách của ngươi mà lớn, ta cực kỳ sùng bái ngươi, ta muốn, ta muốn. Từ thầy tới trò Thanh Vân Đạo Tông rối rít giống to, ai nấy đều kích động và hưng phấn. Truyền thừa của thất vương chính là bảo vật vô giá đó. Chứ chớ vội, nếu muốn lấy truyền thừa thì đi lên trận đài. Bảy huynh đệ chúng ta mỗi người đều để lại một món bảo vật, đều định để lại cho người có duyên. Kiếm Vương cười khẽ, không vì bộ dạng của những người này mà cảm thấy khinh thường họ. Bảy người bọn họ làm ra bí cảnh chính là để lưu lại truyền thừa, nên Tô Trường Ngự từ chối truyền thừa đã làm ông ta hơi lúng túng. Bảy thầy trò vội vàng chạy lên đài đá. Hứa Lạc Trần chạy lên đan đài, Vương Trác Vũ là trận đài, Tiết Triện là lục đài, Lâm Bắc là bảo đài, Trần Linh Nhu là vận đài, Thái Hoa đạo nhân là thiên đài. Bảy người chia nhau,
đứng lên 7 đài đá khác nhau. Kiếm vương khẽ phất tay. Một làn kiếm khí trắng muốt như xương xuất hiện trước mặt Tô Trường Ngự. Tô đạo hữu, tuy ta không xứng truyền phương pháp tuyệt thế cho ngươi, nhưng vật này là phi kiếm khi ta trở thành cổ thần chế tạo ra. Là một thanh phi kiếm đạo khí có thể không ngừng phát triển, tên là Sương Bạch. Chỉ cần vung nhẹ kiếm này là có thể đóng băng 3.000 dặm, nếu Tô đạo hữu không ngại, mong là nhận lấy. Kiếm vương nói, trên kiếm đài, Tô Trường Ngự nhìn phi kiếm Sương Bạch trước mặt, ngẩn ra. Thanh kiếm này như được chế tạo bằng ngọc thạch, toàn thân trong suốt, như tuyết như xương, cực kỳ đẹp mắt, quanh thân kiếm đầy khí lạnh, làm người ta vô thức cảm thấy kinh sợ. Có thể gọi là tuyệt thế kiếm tiên, Tô Trường Ngự kích động muốn khóc, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như thường. Cũng tạm được, hắn mở miệng, hoàn toàn là không tự chủ được, nhưng kiếm vương không để ý, chỉ cười nhẹ một cái. Trước mặt Hứa Lạc Trần xuất hiện một cái lò đan phượng hoàng mạ vàng. Vị tiểu hữu này, vật này là nhị đệ của ta tập trung kỳ chân dị bảo trong thiên hạ, luyện chế mà thành, tên nó là Phượng Xí Tiên Lô, là một món đạo khí có thể tiếp tục phát triển. Bên trong lò luyện đan này có ẩn chứa 3.600 trận pháp luyện đan. Không cần ra tay, chỉ cần bỏ dược liệu vào, nó sẽ tự động luyện hóa, ngưng tụ thành đan. Hơn nữa trong lò luyện đan này còn có chứa phượng tiên hỏa cấp tiên thiên, có thể trợ giúp tiểu hữu luyện đan. Kiếm vương nói, Hứa Lạc Trần lệ đã rơi đầy mặt, y quá hưng phấn mà khóc. Mơ ước lớn nhất cả đời này của y chính là có một lò luyện đan thuộc về mình, tiếc là Thanh Vân Đạo Tông nghèo quá, thứ như lò luyện đan y chỉ dám mơ ước mà thôi. Thử hỏi, nếu không phải vì nghèo, có ai lại muốn đi mua lò luyện đan hàng dởm? Hôm nay mơ ước 18 năm của mình cuối cùng cũng đã thành hiện thực, bảo y làm sao không khóc được đây. Với lò luyện đan này, Hứa Lạc Trần không tin, mình vẫn không thể vượt qua được khảo hạch luyện đan sư. Nếu mà còn không vượt qua được, hắn sẽ ăn luôn lò luyện đan này, còn luyện cái lông. Trên đài đá thứ ba, trước mặt Vương Trác Vũ, xuất hiện một bàn cờ. Bàn cờ này trong veo, như làm bằng phỉ thúy ngọc thạch chế thành, những quân cờ sáng rực như những vì sao. Vương Trác Vũ nhìn chúng chằm chằm, nghe thấy kiếm vương nói. Tiểu hữu, vật này là tam đệ của ta luyện ra, đặt tên là tinh thần kỳ bàn, là một trận khí, bàn cờ biến ảo thiên địa vạn vật, quân cờ là chúng sanh, mỗi một quân cờ đều là một trận khí. Nếu lấy tinh thần kỳ bàn bố trí trận pháp, trận như cờ cục, vô cùng vô tận, dù có là khốn trận, cũng có tới 1.500 loại diễn hóa, hy vọng tiểu hữu sẽ đối xử tử tế với nó. Kiếm vương giới thiệu bàn cờ. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Vương Trác Vũ nhìn bàn cờ trước mặt, kích động không thôi, hai bàn tay đều run rẩy. Có bàn cờ này, còn sợ không qua được khảo hạch trận pháp sư hay sao? Một khi trở thành trận pháp sư, có trận bàn này, không phải mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn sao? Ha 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 ha, lên hương, phát tài, lời to. Vương Trác Vũ siết chặt quả đấm, mắt rực lên khao khát. Hắn quyết định, mình nhất định sẽ trở thành trận pháp sư hàng đầu Bạch Vân Cổ Thành, nhất định sẽ không phụ lòng giá trị của bàn cờ này. Tới lượt Tiết Triện trên đài đá, một cây bút lông rồng vàng xuất hiện, đây là phù bút, bút để vẽ bùa. Tiểu hữu, vật này là tứ đệ của ta luyện chế ra, Kim Long Uẩn Linh phù bút, cây phù bút này có thể vẽ bùa trong hư không, có thể nâng uy lực của lá bùa lên cao gấp 5 lần, trong đó có ẩn chứa hồn của một con kim long, dù chỉ là một hồn kim long không trọn vẹn, nhưng cũng đủ để dùng rồi. Kiếm vương nói tiếp, đa tạ tiền bối, xin tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ không làm nhục cây bút này. Tiết Triện siết chặt cây phù bút trong tay, cảm thấy mình sắp lên đời rồi. Phù sư hàng đầu Bạch Vân Cổ Thành ư, hắn phải làm phù sư hàng đầu của Thanh Châu. Tốt, kiếm vương khẽ mỉm cười, nhìn qua Lâm Bắc. Trước mặt Lâm Bắc không có cái gì cả, kiếm vương phất tay một cái, hai luồng kim quang từ đâu bay vèo vào trong mắt Lâm Bắc. A, Lâm Bắc hít sâu một hơi kinh hãi, xong lập tức phát hiện ra, những gì mình nhìn thấy đã xảy ra sự biến hóa rất nhỏ. Vị tiểu hữu này, vật này là giám bảo thiên đồng do ngũ đệ ta ngưng tụ ra, có thể giám định tất cả bảo vật trong thiên hạ. Từ ngày hôm nay, tất cả bảo vật trong thiên hạ đều khó mà thoát được ánh mắt của ngươi. Dĩ nhiên cũng có một ít bảo vật, vô cùng khó mà nhìn ra được, nhưng có thể chắc chắn 9 thành 9 bảo vật là không thoát được. Kiếm vương nói, Lâm Bắc hiểu ngay mình vừa lấy được cái gì. Hắn là giám bảo sư, hôm nay lấy,
Được hai con mắt này, đây còn không phải là muốn lên đời hay sao? Đi đâu cũng lụng được bảo bối, đa tạ tiền bối, ân này vãn bối tất khắc trong tâm khảm. Lâm Bác vui lắm, chỉ ước gì được quỳ xuống đất cảm ơn đối phương, nhưng đối phương chỉ là một đạo linh thể, nên hắn cũng không quỳ xuống. Đạo linh thể kia quay qua Thái Hoa đạo nhân. Thấy năm đệ tử của mình ai cũng lấy được bảo bối, mà của người nào cũng lợi hại, của người nào cũng thần sầu, Thái Hoa đạo nhân càng thêm kích động. Ông rất tò mò, mình sẽ có được cái gì? Một tấm bát quái đồ xuất hiện trước mặt ông. Kiếm Vương nói, vị đạo hữu này, vật này tên là thiên cơ bát quái đồ, có thể xem thiên cơ, có thuật bói toán, trong đó còn có một phần truyền thừa của lục đệ ta. Đạo hữu có nó, nếu cần có thể dùng nó để học hỏi thêm, không cần cũng có thể dùng làm tham khảo. Kiếm Vương nói chuyện cực kỳ khách khí, đa tạ tiền bối. Thái Hoa đạo nhân cầm bát quái đồ, chắp tay nói cảm ơn. Cuối cùng, Kiếm Vương nhìn vào Trần Linh Nhu. Trần Linh Nhu càng kích động. Nàng nhìn Kiếm Vương đầy mong đợi. Một quả trứng đá xuất hiện trước mặt Trần Linh Nhu. Trần Linh Nhu cùng mọi người đều hoang mang. Cái đồ chơi gì đây? Mọi người có chút tò mò, ai cũng đều có một món pháp bảo. Sao chỉ Trần Linh Nhu lại là một quả trứng? Kiếm Vương mở miệng. Vị tiểu hữu này, thất đệ của ta không thích luyện khí, nên không để lại bảo vật gì. Vật này là thất đệ ta tình cờ có được. Nói là quả trứng này có thể sinh ra một thứ rất giỏi, nhưng cụ thể là thật hay không thì chúng ta không biết. Kiếm Vương lên tiếng, cũng hơi cảm thấy lúng túng. Bởi vì quả trứng này, chỉ cần nhìn cũng biết chả phải thứ tốt gì, hơn nữa nó lại còn hóa đá. Dù bên trong có dựng dục một con rồng hay một con kỳ lân thì cũng vô ích. Đồ mà đã hóa đá thì có mạnh cỡ nào cũng vô dụng. Trần Linh Nhu hơi buồn bực. Sao ai cũng lấy được thứ tốt, chỉ có mình là vớ phải một quả trứng thế này, đổi thành ai mà chẳng thấy giàu. Nhưng, dù trong lòng nàng không vui, nàng cũng không hề trách Kiếm Vương, ngược lại còn gật đầu nói, đa tạ Kiếm Vương tiền bối. Kiếm Vương được cảm ơn mà thấy ngượng ngùng. Thế này đi, thất đệ ta đã không gánh, thì làm đại ca để ta gánh. Đây là tuyệt thế truyền thừa của ta, cái này còn chưa kịp hủy, nếu Tô đạo hữu đã không cần, vậy ta truyền thụ cho ngươi nhé. Kiếm Vương lên tiếng, vung tay lên, vô số kiếm ý từ đâu chui vào trong đầu Trần Linh Nhu. Kiếm Vương nói tiếp, chuyện phàm trần đã xong, chư vị, nếu muốn rời đi, thì hãy rời đi từ giếng kiếp này. Sau này có duyên gặp lại. Kiếm Vương tới nhanh, đi cũng nhanh. Một câu nói xong, đã biến mất. Chương 196, Hạ Đế và Tô Trường Ngự. Trong bí cảnh, Kiếm Vương đi rồi, ai nấy đều vui mừng, không che giấu được. Vui nhất là Trần Linh Nhu, vốn đã tưởng chỉ lấy được đồ vô dụng, ai, dè lại được Kiếm Vương trao truyền thừa kiếm đạo lại cho mình. Vậy sau này chẳng phải mình sẽ lên hương sao? Tất cả mọi người rất vui vẻ, Cổ Kiếm Tiên rất bình tĩnh, chỉ có Đại Húc vô thức cảm thấy có chút khó chịu. Mình vào sanh ra tử, mà sao không có chút phần thưởng nào? Như cảm nhận được ưu tư của Đại Húc, Thái Hoa đạo nhân từ trên đài đá đi xuống, nhìn Đại Húc cười vui vẻ. Đại Húc, có phải cảm thấy mình khổ cực bao lâu nay mà không có được cái gì không? Thái Hoa đạo nhân cất thiên cơ bát quái đồ, cười tủm tỉm nhìn Đại Húc. Có một chút. Đại Húc không tiện nói thẳng mình rất khó chịu, chỉ có thể nói hơi khó chịu thôi. Đại Húc, dù ngươi không được thưởng cái gì, nhưng ngươi đã nhận được sự cho phép của chúng ta. Từ nay trở đi, ngươi là trưởng lão khách khanh của Thanh Vân Đạo Tông ta, thế nào? Thái Hoa đạo nhân mở miệng, ông cũng cảm thấy Đại Húc vào sanh ra tử vì họ, mà chẳng được cái gì, quả là có hơi làm lòng người chua xót. Khách khanh trưởng lão, trưởng môn, Đại Húc ta là một người thô thiển, ít đọc sách, ngươi không lừa ta chứ? Với Đại Húc, nói thật, bảo vật chẳng có tác dụng gì, hắn là quỷ vương, chỉ dùng được quỷ khí, đưa những thứ kia cho hắn cũng chỉ vô dụng. Nhưng mà trở thành khách khanh trưởng lão của Thanh Vân Đạo Tông, thành công lọt được vào trong thì đúng là một chuyện tốt. Yên tâm, ngươi nhìn ta giống người đi lừa người không? Thái Hoa đạo nhân đầy nghiêm túc nói, không giống. Đại Húc cười gật đầu. Tùy tiện quăng ra một chức danh làm khách khanh trưởng lão đã làm Đại Húc thỏa mãn, Thái Hoa đạo nhân vô cùng hài lòng. Ông quay qua nhìn Cổ Kiếm Tiên, nói, lão cổ, ta làm chủ. Từ nay về sau ngươi là đệ tử nội môn Thanh Vân Đạo Tông ta, sao, vui không? Nhìn Cổ Kiếm Tiên,
Thái Hoa đạo nhân cũng suy nghĩ, nếu cho Đại Húc chỗ tốt, cũng phải cho Cổ Kiếm Tiên chút gì đó, nếu không chỉ có một mình Cổ Kiếm Tiên không có gì cũng không hay. Vui, Cổ Kiếm Tiên bình thản trả lời. Thái Hoa đạo nhân trầm mặc. Nhìn ngươi như vậy mà ngươi bảo vui, coi ta là đồ ngu hả? Nhưng mà đây là tính tình của cái tên này, ông cũng không biết nói gì nữa. Được rồi, nếu đều đã lấy được vận may, vậy chúng ta đi thôi. Lấy được đồ là đi, đây là tác phong làm việc xưa nay của Thái Hoa đạo nhân. Mau chóng rời khỏi cái nơi thị phi này mới là đúng đắn. Chứ lề mề lỡ có người tới, chẳng phải sẽ lỗ nặng hay sao? Đồng ý, mau mau mau, mau về tông môn. Đúng đúng, trở về tông môn, ta muốn xem kỹ bảo bối của mình một chút. Mọi người rối rít gật đầu, chỉ ước gì được về tới tông môn ngay tức khắc, để còn xem bảo vật mình lấy được. Vậy đi thôi, chúng ta cùng đi. Thái Hoa đạo nhân mở miệng, là người đầu tiên nhảy vào giếng kiếp này. Ngay cả truyền thừa cũng cho rồi, Thái Hoa đạo nhân không tin Kiếm Vương còn gài trò gì nữa. Thái Hoa đạo nhân rời đi, Đại Húc lập tức đi theo sau. Mọi người lần lượt nhảy vào trong giếng. Thấy mọi người vội vã rời đi, Tô Trường Ngự cũng không nói gì, hắn là người cuối cùng rời khỏi. Lúc gần đi, hắn nhìn quanh một vòng, cảm thấy nơi này hình như hơi sạch sẽ quá. Suy nghĩ một chút, Tô Trường Ngự cầm xương bạch, khắc vài chữ lên trên vách đá. 3 triệu kiếm tiên trên trời, thấy ta cũng phải cúi đầu nghe theo. Ừ, nhìn như vậy dễ coi hơn nhiều. Tô Trường Ngự nhìn chữ khắc trên vách đá, trong lòng vui vẻ. Cuối cùng, hắn còn khắc cả tên mình lên nữa. Tuyệt thế kiếm tiên Tô Trường Ngự lưu. Là khoản xong, à, không phải nói nha, rất có ý vị à. Làm xong, hắn nhanh nhẹn nhảy vào giếng kiếp này. Mọi người đợi ta với. Tô Trường Ngự kêu to. Một khắc sau, Thanh Vân Đạo Tông, trời trong nắng ấm. Một cơn gió mát thổi qua, đám người Thái Hoa đạo nhân thi nhau xuất hiện. Mắt ai nấy đều hơi đờ đẫn, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại tỉnh táo. Về rồi, sư phụ, chúng ta trở về rồi. Đúng là về lại rồi, lần này kiếm hời to ha. Không lỗ, không lỗ, lời to. Úy, đại sư huynh đâu? Sao chưa xuất hiện? Đám đệ tử Thanh Vân Đạo Tông trở lại tông môn, Hứa Lạc Trần lập tức phát hiện ra không nhìn thấy đại sư huynh. Thôi rồi, Đại Húc kêu lên. Mọi người quay qua nhìn hắn. Sao? Đại Húc, đã xảy ra chuyện gì? Mọi người tò mò, nhìn Đại Húc. Trận pháp trong giếng kiếp này là truyền tống trận cố định, chúng ta cùng nhảy vào một lúc, nên sẽ được truyền tống đến cùng một nơi, nhưng mà hình như Tô Tiền Bối không có vào cùng lúc với chúng ta. Nếu không có gì thay đổi, e là Tô Tiền Bối sẽ không về chung với chúng ta được, mà sẽ bị truyền tống đến một nơi khác. Đại Húc nói, hắn kiến thức rộng, hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Mọi người cau mày. Ý ngươi là, Trường Ngự có lẽ sẽ bị truyền tống đến những nơi khác, không về được tông môn. Thái Hoa đạo nhân lo âu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì đúng là như vậy. Đại Húc nghiêm túc gật đầu, ai nấy đều lo lắng. Bị truyền tống tới đâu? Có gặp nguy hiểm không? Sao lại như vậy? Mọi người lo âu, hối hả hỏi nhau. Thật ra, hẳn là sẽ không truyền tống đến nơi quá xa, 9 thành 9 sai số là chỉ trong phạm vi 5.000 dặm mà thôi. Nguy hiểm thì chắc không có nguy hiểm gì đâu, trong cảnh nội Thanh Châu không có nơi nào nguy hiểm cả. Đại Húc cau mày, nói, phải nói rằng, nơi nguy hiểm nhất trong cảnh nội Thanh Châu chính là Mộ Quỷ Lâm Hà. Tiếc là, Mộ Quỷ Lâm Hà bây giờ đã không còn nguy hiểm nào nữa, nên Tô Trường Ngự sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Nghe thủng ý của Đại Húc, ai nấy thở phào, không bị sao thì tốt. Đã như vậy thì chờ Trường Ngự trở lại đi, có chuyện sư phụ cũng muốn thông báo một chút. Tu sĩ chúng ta không thể lười biếng, các ngươi đều đã lấy được cơ duyên, không thể vì vậy mà buông lỏng. 3 tháng sau, tất cả các ngươi xuống núi cho ta, đi học tập cho giỏi, không thể nào cứ mãi dựa vào người khác được. Thái Hoa đạo vô cùng nghiêm túc nói, dục vọng của con người là động sâu không đáy. Lúc đầu, Thái Hoa đạo nhân chỉ hy vọng tông môn tăng lên tam phẩm là ông đã đủ hài lòng. Nhưng bây giờ, Diệp Bình đã đến, thậm chí còn đi Tấn Quốc học phủ, tông môn hoàn toàn có thể tăng lên nhị phẩm. Nhưng nếu chỉ dựa vào Diệp Bình, trong lòng Thái Hoa đạo nhân luôn có cảm giác không yên tâm. Song bây giờ đã khác, đệ tử trong tông môn cuối cùng đều đã lấy được vận may, nếu bản thân có bản lãnh, tại sao không dựa vào chính bản thân mình? Luôn cứ muốn dựa dẫm vào người khác còn có ý nghĩa gì?
nên ông mới nảy ra sáng kiến nhất thời, muốn tất cả mọi người xuống núi. Mục đích xuống núi rất đơn giản, thứ nhất là để tăng cường thực lực, không thể nào cứ mãi chui nhủi trong tông môn được đúng không? Trước kia không có bản lãnh thì thôi không nói, bây giờ có bản lãnh rồi, còn muốn tiếp tục vậy sao? Thế thì có chút không còn gì để nói. Mục đích thứ hai đơn giản hơn, Thái Hoa đạo nhân biết, với thực lực thiên phú đám đệ tử này của mình, gạt Diệp Bình trong thời gian ngắn thì không vấn đề, nhưng có thể gạt được cả đời không? Câu trả lời đương nhiên là không, nên ông muốn đám người này xuống núi rèn luyện mình cho thật tốt, sau đó mới quay lại đi dạy cho Diệp Bình. Chưa nói tới chuyện có thể dạy được cái gì cho Diệp Bình, chỉ cần chỉ dẫn cho hắn chút gì đó cũng đã tốt rồi. Không dạy nổi Diệp Bình chưa tính, chẳng lẽ lừa gạt chút chút cũng không làm được. Nếu ngay cả chút xíu kiến thức vỡ lòng cũng không làm được, vậy thì đi chết cho rồi. Hả? Xuống núi? Trưởng môn, con cũng phải xuống núi sao? Mọi người kinh ngạc, không ngờ còn phải xuống núi. Trần Linh Nhu ngơ ngác nhất, hỏi Thái Hoa đạo nhân. Ừ, ngươi cũng phải xuống núi. Được rồi, các ngươi suy nghĩ cho kỹ đi, 3 tháng sau, sư phụ sẽ đuổi hết các ngươi ra khỏi tông môn. Thái Hoa đạo nhân phất tay, quay người bỏ đi. Không phải nói chứ, chỉ nghĩ tới chuyện 3 tháng sau đuổi chúng nó đi là thấy vui rồi, vừa đẩy được người đi, vừa bớt được tiền cơm một thời gian. Còn cái chuyện chúng nó có gặp nguy hiểm gì hay không, cơ bản là Thái Hoa đạo nhân chả thèm suy nghĩ, có chí bảo rồi mà còn sợ gặp tặc tử à. Và lại ngày thường đã dạy chúng nó như thế nào? Không thể nào cứ làm đóa hoa cả đời được chứ. Thái Hoa đạo nhân đi rồi, chúng đệ tử cũng không suy nghĩ nhiều, vội vàng tản đi. Nếu trưởng môn đã nói như vậy, bọn họ còn nói được gì, chỉ còn cách quay về tu luyện cho đàng hoàng. Lỡ 3 tháng sau thật bắt mình xuống núi, có đạo khí trong tay mà vẫn không đánh thắng được người khác, chẳng phải rất mất mặt hay sao? Mọi người rời đi, sau núi Thanh Vân chỉ còn lại 2 người Đại Húc và Cổ Kiếm Tiên. Cổ Kiếm Tiên còn đỡ, thấy mọi người đi hết rồi, cũng biến mất tại chỗ. Nhưng Đại Húc thì đứng đó nhìn theo bóng lưng, mọi người rời đi với vẻ hâm mộ. Tông môn lánh đời không hổ là tông môn lánh đời, rõ ràng mạnh tới như vậy, thế mà ai cũng hiền lành khiêm tốn, đây là cao nhân tuyệt thế đó sao? Ai ra? Đại Húc lẩm bẩm trong lòng, hắn đã bị các đệ tử Thanh Vân hoàn toàn thuyết phục. Cùng lúc đó, Trần Quốc, trên một ngọn núi xanh, 2 bóng người đứng bên vách núi, một người mặc bào đen viền vàng, một người mặc trường bào xanh nhạt, tuổi đều chừng hơn 40. Người mặc bào đen viền vàng có nét mặt ôn hòa, không thể nói là hòa ái dễ thân cận, nhưng cũng không tạo ra cảm giác từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Song loáng thoáng mang tới một cảm giác không hề tầm thường. Người mặc trường bào xanh nhạt thì đầy vẻ là người lòng dạ thâm sâu, mỗi cử động đều sâu không lường được, nhưng nếu không cẩn thận quan sát, sẽ chỉ thấy 2 người này bình thường. Huyền Cơ, năm đó trẫm gặp Trường Kiều, chính là ở Trần Quốc. Ai, bây giờ nghĩ lại, cũng đã sắp 30 năm rồi. Nói thật, trẫm rất nhớ Trường Kiều, tiếc là ông trời trêu người. Người mặc bào đen viền vàng mở miệng, trong mắt đầy thổn thức, nhìn bầu trời màu vàng cam, đầy cảm khái. Bệ hạ đừng thương tâm, đợi đến khi đại hạ chân chính quật khởi, mở ra con đường thành tiên, đến lúc đó Trường Kiều nương nương cũng có thể sống lại. Người mặc trường bào xanh nhạt chắp tay sau lưng, đáp lại. Người mặc bào đen thở dài, gương mặt không nhìn ra được là vui hay buồn. Đại hạ quật khởi, nếu tiểu thập còn, có lẽ có cơ hội thật. Không có tiểu thập, đại hạ lấy gì quật khởi? Ông ta nói đến đây, không biết nói gì nữa. Bệ hạ lo xa quá. Thập điện hạ là tuyệt thế thiên kiêu, tuy gặp phải bọn tặc hãm hại, nhưng thần tin rằng thập điện hạ nhất định vẫn còn sống, có câu người giỏi thường hay gặp trắc trở, có lẽ ý trời chính là như vậy. Nói không chừng không lâu nữa, bệ hạ sẽ gặp lại thập điện hạ. Ông ta nói, Huyền Cơ, ngươi đừng an ủi trẫm, tiểu thập đã chết, đây là sự thật không thay đổi được, cũng may là tiểu càn cũng không tệ. Tuy làm việc có hơi nóng vội, nhưng tuổi trẻ nóng nảy một chút là chuyện bình thường, đại thể cũng không có gì to tát. Chắc không bao lâu nữa, trẫm sẽ thoái vị, cho tiểu càn kế vị, vừa cơ hội để sửa lại thiên mệnh cho đại hạ, bộ xương già của trẫm không còn kiên trì được bao lâu. Người trung niên mặc bào đen tiếp tục nói, nhưng người mặc trường bào xanh nhạt lập tức quỳ xuống, mặt biến sắc. Bệ hạ, không bao giờ được nói như vậy, vương triều đại hạ này còn cần bệ hạ chống đỡ, con dân đại hạ này cũng cần bệ hạ quản lý. Nếu bệ hạ thoái vị,
đối với con dân lẫn triều đình đại hạ đều không phải là chuyện tốt. Ông ta hết sức kích động, kiên quyết không đồng ý cho thiên tử đại hạ thoái vị. Đúng vậy, người mặc bào đen viền vàng này chính là thiên tử đại hạ, đế vương đại hạ, hạ đế. Còn người trung niên mặc trường bào xanh nhạt là tể tướng của đại hạ vương triều, thái thượng Huyền Cơ. Ông ta nắm quyền lực của triều đình, là người đứng đầu vương triều đại hạ, cả bối cảnh lẫn thế lực đều cực kỳ đáng sợ, có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Vừa nghe thấy hạ đế muốn thoái vị, thái thượng Huyền Cơ lập tức phản đối, dù là thế nào cũng không đồng ý cho hoàng đế thoái vị. Đúng là thiên mệnh của vương triều cần thay đổi, đây là ý trời, nhưng ông ta sẽ không nói ra lời như vậy, cũng không thể tán thành, nếu không chẳng phải là bề tôi không cần hoàng đế nữa hay sao? Huyền Cơ à Huyền Cơ, ngươi cái gì cũng tốt, chuyện gì nhìn cũng thấu triệt, nhưng có khi nhìn thấu triệt quá cũng không phải là chuyện tốt, giữa ngươi và trẫm vĩnh viễn không bao giờ giống với bá hiên. Hạ đế nói, gương mặt không nhìn ra vui mừng. Giận hay vui, người ngoài đều không đoán ra được. Nhưng thần cũng giống với bá hiên, trung thành với đại hạ, cũng trung thành với bệ hạ. Thái thượng Huyền Cơ cúi đầu, mỗi chữ mỗi câu đều vô cùng nghiêm túc. Hạ đế không nói gì, chỉ lặng lặng thưởng thức phong cảnh. Bỗng, có một giọng nói chợt vang lên. Ngươi đang làm gì thế? Ăn hiếp người già à? À, không phải, ăn hiếp người tàn tật hả? Giọng nói kia vang lên có hơi đột ngột. Thái thượng Huyền Cơ đứng dậy, nhìn về hướng đông nam. Hạ đế cũng nhìn về phía ấy với vẻ hứng thú. Lúc này, hướng đông nam, một bóng người chậm rãi xuất hiện trước mắt hai người. Là một thanh niên, người mặc áo bào trắng, dung mạo tuyệt thế, quanh người tràn ngập một loại khí chất khó tả, giống như một tuyệt thế kiếm tiên. Khí chất cao lạnh, ánh mắt bình tĩnh, hơn nữa còn đẹp trai tới xé trời, khiến người ta vô thức cảm thấy vô cùng có thiện cảm. Phía xa, Tô Trường Ngự đi tới, hắn khẽ cau mày. Nhảy vào giếng kiếp này rồi, hắn mới nhận ra mình không quay về tông môn. Hắn bèn đi tìm người để hỏi đường, vừa đi tới đây thì nhìn thấy một người quỳ xuống trước mặt một người khác. Theo bản năng, Tô Trường Ngự liền cho rằng đây là có người đang ỷ mạnh hiếp yếu. Nếu là ngày thường, hắn sẽ quay đầu đi ngay, sợ mình đi lên cũng bị người ta cướp, nhưng bây giờ Tô Trường Ngự không sợ. Có tuyệt thế tiên kiếm xương bạch trong tay, Tô Trường Ngự còn sợ cái lông. Nên hắn xốc lên tinh thần kiếm tiên, gặp chuyện bất bình liền quát to, vừa muốn giả ngầu, vừa tiện thể hỏi đường. Nhưng mà nhìn kỹ lại, hình như mình đã hiểu lầm rồi. À, đây là ngươi. Khi ánh mắt hai người rơi vào người Tô Trường Ngự, cả hạ đế lẫn thái thượng Huyền Cơ đều ngây ra. Thứ nhất là khí chất của Tô Trường Ngự quá mức hù người. Thứ hai là bề ngoài của Tô Trường Ngự cực giống với hạ đế khi còn trẻ. Đây, nhất là hạ đế. Ông ta vô cùng bối rối, nhìn Tô Trường Ngự với ánh mắt chấn động, không thể nào tin được. Thái thượng Huyền Cơ cũng vậy. Hồi còn trẻ, hạ đế rất là anh tuấn, nên lấy được trái tim của rất nhiều mỹ nhân thiên hạ. Vẻ ngoài của Tô Trường Ngự hiện giờ không thể nói là giống hoàn toàn như đúc, nhưng mà ít nhất cũng giống tới 8 phần. Bệ, giọng thái thượng Huyền Cơ run run. Hạ đế lập tức thần thức truyền âm, bảo thái thượng Huyền Cơ không được để lộ thân phận, nhưng chính bản thân ông lúc này cũng không biết làm sao. Lão gia, cái này. Thái thượng Huyền Cơ lập tức đổi lời, ông ta nhìn hạ đế, không biết nên nói gì. Không chỉ thái thượng Huyền Cơ không biết nên nói gì, hạ đế cũng vậy. Các ngươi quen nhau? Nhìn ánh mắt đầy rung động của hai người, Tô Trường Ngự hơi chột dạ. Hình như mình hiểu lầm thật, nhưng hắn không thấy xấu hổ. Vì chỉ cần mình không xấu hổ, thì kẻ phải lúng túng sẽ là người khác. Dám hỏi tiểu hữu là. Thấy hạ đế im thin thít, thái thượng Huyền Cơ liền mở miệng, hỏi lai lịch của Tô Trường Ngự. Kiếm tiên Tô Trường Ngự. Tô Trường Ngự bình tĩnh đáp. Hắn biết, cao thủ phân làm hai loại. Một loại là từng nghe tới tên, loại thứ hai là chưa nghe bao giờ. Cao thủ chân chính, trên căn bản đều là chưa ai biết tới. Mình vừa vặn chính là cái loại thứ hai đó, dù sao thì dù là loại nào, cứ dọa được người thí chính là tốt nhất. Tô Trường Ngự, thái thượng Huyền Cơ kinh hãi, vội nhìn hạ đế. Hạ đế cũng đã dần hồi thần, chỉ là quá bất ngờ, khiến ông không biết nên nói gì cho phải. Thế là, thái thượng Huyền Cơ nói tiếp, tiểu hữu ở nơi nào vậy? Phụ mẫu có còn khỏe mạnh hay không? Hiện giờ bao nhiêu tuổi? Thái thượng Huyền Cơ hỏi dò. Tô Trường Ngự nhíu mày. Đang yên đang lành hỏi cái này làm gì?
muốn điều tra ta, muốn cướp tông môn ta à? Tư duy suy nghĩ của Tô Trường Ngữ rất ư không bình thường, nhưng chuyện này cũng không trách hắn được, bởi vì Thái Hoa đạo nhân thường dạy rằng đi ra khỏi nhà nhất định phải cẩn thận. Nên Tô Trường Ngữ trả lời, các hạ hỏi vậy không khỏi hơi cặn kẽ hay sao? Rõ ràng Tô Trường Ngữ không muốn trả lời những câu hỏi này. Thái Thượng Huyền Cơ lúng túng, nhưng ông ta tìm ra được lý do để giải thích rất nhanh. Là tại hạ đường đột, chỉ là vì nghĩ ta có một nữ nhi rất là xinh đẹp, nói là chim sa cá lặn cũng không hề quá. Tiếc là vẫn chưa chọn được lang quân như ý, ta thấy vẻ ngoài của tiểu hữu rất xứng với tiểu nữ của ta. Thái Thượng Huyền Cơ tìm đại một lý do để che giấu. Nhưng Tô Trường Ngữ không ngu, không bị lời nói kia qua mặt. Nhưng vì hắn đang còn cần hai người giúp đỡ, nên cũng không quấn chặt nữa. Dám hỏi hai vị, nơi này là nơi nào? Tô Trường Ngữ hỏi, hắn không muốn nói nhiều sai nhiều. Quan trọng hơn là, hắn cảm thấy hai người này cổ quái, nên không dám giao thiệp sâu, dù sao chỉ cần biết nơi này là nơi nào là được. À, nơi này là Bắc quận Trần Quốc, các hạ không biết. Thái Thượng Huyền Cơ hỏi với vẻ tò mò. Tô Trường Ngữ bối rối. Gì? Trần Quốc? Bắc quận? Các bạn đang nghe chuyện chắc chẳng có ai cảm thấy tu tiên khó của tác giả Hắc Dạ Di Thiên. Tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 197, Thiên Y Các, trị giá 500.000 linh thạch thượng phẩm. Tô Trường Ngữ bối rối, thế này thì sai quá lắm rồi. Trần Quốc Bắc quận. Nếu bảo là Tấn Quốc Bắc quận, Tô Trường Ngữ hắn sẽ không cảm thấy gì cả. Nhưng mà, Trần Quốc Bắc quận là nơi nào? Đơn giản là một nơi trên trời một nơi dưới đất, khoảng cách giữa hai nơi đâu phải chỉ có 108.000 dặm. Thế này thì quá lắm rồi, không phải ta chỉ chậm có nửa khắc đồng hồ hay sao? Sao lại truyền tống ta tới Trần Quốc? Vậy nếu trễ thêm nửa khắc nữa, chắc cho ta rời khỏi Đại Hạ Vương Triều luôn nhỉ? Thật là quá sức tưởng tượng. Tiểu hữu, ngài đây là... Thái Thượng Huyền Cơ thấy Tô Trường Ngữ hơi biến sắc, thì tò mò hỏi. Nói thật, nếu không phải Tô Trường Ngữ có dáng dấp rất giống Hạ Đế hồi còn trẻ, thì ông ta chả thèm để ý một kẻ xa lạ đâu. Nhưng bây giờ vì Hạ Đế, ông ta phải mở miệng. Không có gì, chỉ là lúc bố trí truyền tống trận hơi bị sai lệch một ít. Tô Trường Ngữ kiên cường giả trâu bò, hắn có thể nhận nghèo, cũng có thể nhận thua, nhưng không thể không giả trâu bò, bởi vì không làm được. Sai lệch, vậy tiểu hữu là nhân sĩ nơi nào? Thái Thượng Huyền Cơ hỏi. Tấn Quốc. Tô Trường Ngữ trả lời. Thái Thượng Huyền Cơ và Hạ Đế đều im lặng. Tấn Quốc. Chút sai lệch này của ngài quả thật là hơi quá đó. Từ Trần Quốc đi Tấn Quốc, nhất định phải đi qua Đế Đô Đại Hạ. Bọn ta vừa vặn chính là nhân sĩ Đế Đô, không bằng chúng ta kết bạn cùng đi, như vậy dọc đường đi cũng không còn vô vị. Thái Thượng Huyền Cơ tận lực nặn ra một nụ cười. Nhưng mà Tô Trường Ngữ nghe vậy, sự đề phòng trong lòng càng tăng thêm. Hai lão già đầu muốn kết bạn đi đường với mình, còn bảo là để cho khỏi vô vị, các ngươi sẽ không phải là... Tô Trường Ngữ hơi thấy hoảng, nhưng ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh. Cũng được. Tuy rằng hai người này nhất định là có vấn đề, nhưng hiện giờ không có cách nào khác, thôi thì cứ đồng ý trước rồi tính tiếp. Được, tốt, tốt, đã như vậy, tiểu hữu, vậy chúng ta xuống núi trước nhé. Thái Thượng Huyền Cơ cười vui vẻ. Tô Trường Ngữ rất bình tĩnh, hắn đã vào tư thế sẵn sàng rút kiếm bất cứ lúc nào, nếu hai người này dám ra tay, mình sẽ xử bọn họ. Vì dù gì bọn họ cũng ra tay trước. Được. Hạ Đế im lặng nãy giờ, lúc này mới thốt ra được một chữ. Thế là, ba người kết bạn đi. Dọc đường đi, Hạ Đế luôn im lặng, nhưng mà Thái Thượng Huyền Cơ đi bên cạnh cảm nhận được khí cơ của ông đang hỗn loạn. Vì lòng ông rối loạn, Thái Thượng Huyền Cơ rất chấn động, người này là đế vương vô thượng của Đại Hạ Vương Triều. Có gió to sóng lớn nào chưa từng thấy đâu. Dù thái tử có chết, cũng không làm một người như vậy tâm loạn được, trừ phi là chuyện lớn như mất nước. Đủ thấy, Tô Trường Ngữ đã mang đến sự chấn động cho ông lớn như thế nào. Nhưng lúc này, Thái Thượng Huyền Cơ lại hy vọng Tô Trường Ngữ không phải là thập hoàng tử. Nếu Tô Trường Ngữ thật là thập hoàng tử, vậy thì đại hạ sẽ loạn thật. Hạ Đế đã lập thái tử, nếu thập hoàng tử trở về, có lẽ cũng không có ích lợi gì cho đại hạ. Dĩ nhiên, nếu thập hoàng tử có thể như trong truyền thuyết, có thể mang đến phúc trạch cho Đại Hạ Vương Triều, vậy thì đương nhiên là tốt.
Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, tiên đoán chỉ là tiên đoán. Nếu tiên đoán thật sự dùng được, đã không có chuyện bao nhiêu vương triều mất tích theo dòng lịch sử. Ba người đồng hành, đi xuống chân núi. Dọc đường đi, Thái Thượng Huyền Cơ không ngừng dò xét hỏi han Tô Trường Ngự, đương nhiên vẫn dùng cái lý do kia. Ta có cô con gái, dáng dấp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, cực kỳ xứng đôi với công tử, nên muốn hỏi lai lịch thân phận của công tử. Nếu đổi thành người thường, có lẽ đã bị lừa thật. Tiếc là, Thái Thượng Huyền Cơ tìm lộn người, ông ta không biết Tô Trường Ngự không thích nữ sắc. Chưa kể, Tô Trường Ngự luôn cảm thấy hai người này có vấn đề, không muốn thân cận với họ. Cứ như thế, ba người đi tới quốc đô Trần Quốc. Lý do đầu tiên khiến Tô Trường Ngự thay đổi suy nghĩ về hai người là nơi hai người nghỉ chân, Thiên Duyên Các. Thiên Duyên Các này là đệ nhất lâu của quốc đô Trần Quốc, ngay cả một tên nhà quê như Tô Trường Ngự mà còn biết tới, cho thấy Thiên Duyên Các phi phàm cỡ nào. Dưới Thiên Duyên Các, những kiến trúc như thiên cung lơ lửng giữa bầu trời, mỗi một tòa thiên cung đều đường hoàng lộng lẫy, dù chỉ đứng ở dưới các, Tô Trường Ngự đã rung động rồi. Hắn biết Thiên Duyên Các không phải vì có nghiên cứu về các tử lầu, mà vì ở trong Thiên Duyên Các có một thứ rất thu hút hắn. Thiên Y Các. Đúng vậy, chính là Thiên Y Các. Các chế tạo y phục đứng đầu cả 10 nước, phàm là y phục, trang sức do Thiên Y Các làm ra, đều là mẫu mới hàng năm, chẳng những tạo ra xu hướng, mà còn có giá trị liên thành. Hồi trước Tô Trường Ngự từng mua một bộ y phục trị giá 100 lượng hoàng kim, nhưng ở trong Thiên Y Các, mấy trăm lượng hoàng kim chỉ mua được chút chỉ thêu mà thôi. Mơ ước lớn nhất của Tô Trường Ngự là có một món sản phẩm mới của Thiên Y Các, còn có thuộc loại hàng số lượng hạn chế hay không thì là chuyện khác. Chỉ cần là y phục của Thiên Y Các, đã đủ rồi. Lão Hạ, Lão Huyền, hai người ở đây. Tô Trường Ngự kinh ngạc nhìn Thái Thượng Huyền Cơ và Hạ Đế. Một đường đi chung, Tô Trường Ngự đã biết tên của hai người, nên gọi họ là Lão Hạ và Lão Huyền, khá là tùy tiện. Nếu cách gọi này của hắn mà truyền tới Đại Hạ Vương Triều, vậy thì khó tả, đường đường là Hoàng đế Đại Hạ Vương Triều mà bị người ta gọi là Lão Hạ. Nghe mà thấy kỳ kỳ, không được tự nhiên. Ừ, làm sao? Tiểu hữu không hài lòng chỗ này hả? Hạ Đế hỏi, trong giọng ông có thoáng chút dè đặt, khiến Thái Thượng Huyền Cơ tự nhiên thấy sợ. Vì ông chưa từng thấy Hạ Đế nói năng như này bao giờ. Dù có nói chuyện với đế vương của bốn đại vương triều còn lại, Hạ Đế cũng chả e ngại một chút nào. Dĩ nhiên là hài lòng, chỉ là ta nghe nói, ở đây còn có một cái Thiên Y Các, không biết phải là thật không? Tô Trường Ngự dò hỏi. Thiên Y Các? Hạ Đế nhíu mày, ông không rành mấy chuyện này lắm. Nhưng Thái Thượng Huyền Cơ thì biết Thiên Y Các là cái gì? Hồi lão gia, Thiên Y Các là thương hành chuyên chế tác y phục, là nhà cung cấp y phục chuyên dụng cho hoàng thất 10 nước. Thái Thượng Huyền Cơ giải thích. À, Hạ Đế gật đầu, nói thế thì biết rồi. Tiểu hữu thích y phục của Thiên Y Các. Hạ Đế nhìn Tô Trường Ngự, ánh mắt đầy tò mò. Thích thật, nhưng mà không mua nổi. Tô Trường Ngự trả lời rất thoải mái. Đây là tính tình của hắn, đã nói thích thì chắc chắn là thích. Những mẫu mới của Thiên Y Các, lấy đại ra một mẫu nào cũng có thể khiến cho cả toàn trường chú ý, là một vua giả ngầu, tu vi không cần là mạnh nhất, nhưng xiêm áo nhất định phải là tốt nhất. Không mua nổi, mấy bộ y phục mà cũng không mua nổi. Hạ Đế không nhịn được tiếp tục mở miệng. Không phải ông muốn châm chọc Tô Trường Ngự, chỉ là ông cảm thấy ngay cả mấy bộ y phục mà Tô Trường Ngự cũng không mua nổi, ông thấy đau lòng. Đâu phải ai sinh ra cũng có tiền, tuy ta là tuyệt thế kiếm tiên, nhưng một không ăn trộm, hai không ăn cướp, ta chỉ dựa vào thực lực thật sự của mình, không có tiền cũng bình thường. Tô Trường Ngự hờ hững đáp. Hạ Đế nghe vậy, càng thêm đau lòng. Ông đã coi Tô Trường Ngự là hoàng nhi của mình, nên vô thức cảm thấy cuộc đời của Tô Trường Ngự lâu nay đã phải chịu quá nhiều đau khổ. Nhất là sau khi nghe những lời vừa rồi của Tô Trường Ngự, Hạ Đế càng thêm đau lòng. Rõ ràng gia đình của Tô Trường Ngự không hề giàu có, nếu không, làm gì có chuyện có mấy bộ y phục mà cũng không mua nổi. Ông là hoàng đế đại hạ chí cao vô thượng, đừng nói ông, các hoàng tử công chúa trong hoàng cung, có ai mà không bọc trong nhung lụa lớn lên. Có thể có một vài hoàng tử công chúa không được yêu thương, nhưng ngay cả những người đó thì mấy bộ y phục vẫn mua nổi. Tô Trường Ngự bị lưu lạc dân gian, ngay cả một bộ y phục cũng không mua nổi, bảo sao ông không đau lòng. Hạ Đế hít một hơi sâu, sau đó nói. Nhắc tới cũng trùng hợp, ta là khách quý của Thiên Y Các,
lần này gặp được tiểu hữu, cảm thấy có chút duyên phận, nếu tiểu hữu không để ý, ta tặng mấy bộ y phục cho tiểu hữu có được không? Hạ đế hỏi, cười rất nhạt. Tô Trường Ngự bối rối. Y phục của Thiên Y Các không phải là đồ vỉa hè, cầm đại một món nào cũng trị giá cả mấy ngàn linh thạch thượng phẩm, những món tốt còn tới cả chục ngàn linh thạch thượng phẩm. Nếu là đồ số lượng giới hạn, vậy thì càng là vô giá. Vật chân quý như vậy mà muốn tặng cho mình. Tô Trường Ngự cau mày, có mờ ám gì không đây? Cảm nhận được sự nghi ngờ của Tô Trường Ngự, Hạ Đế không biết làm sao, Thái Thượng Huyền Cơ bên cạnh lập tức nói. Tô Tiểu Hữu, lão gia nhà ta là người sảng khoái, thích giúp đỡ những thanh niên có chí, để sau này được người ta hồi báo. Thái Thượng Huyền Cơ nói, ông ta cũng cảm nhận được Tô Trường Ngự đang nghi ngờ, nên vội vàng giải thích. Tô Trường Ngự nghe hiểu ngay, hắn đã từng nghe tới loại chuyện như này. Có một số cao nhân có tiền, bản thân đã đi tới cuối đường, mà tu vi thì không thể tăng lên được nữa. Nên thích tài trợ cho một vài tuấn kiệt trẻ tuổi, giúp đỡ bọn họ, để nếu lỡ có một ngày, những người trẻ tuổi kia thăng quan tiến chức, thì có thể nhờ chút thiện duyên này, đòi lại một vài lợi ích. Dĩ nhiên loại hành động này cũng không có gì xấu, là hai bên cùng có lợi. Nghĩ thế, Tô Trường Ngự liền vui vẻ, không biết ý tiểu hữu thế nào. Thái Thượng Huyền Cơ hỏi tiếp, nếu có duyên thì cũng được. Tô Trường Ngự gật đầu. Sư phụ đã nói, đi ra khỏi nhà, không được chiếm những tiện nghi nhỏ. Nhưng mà tiện nghi lớn thì, chiếm được là phải chiếm. Được, mời tiểu hữu. Thái Thượng Huyền Cơ cười, Hạ Đế cũng cười. Ba người nhanh chóng đi vào Thiên Duyên Các, Thái Thượng Huyền Cơ lấy ra một tấm cổ lệnh màu đen, nữ nhân đón khách của Thiên Duyên Các lập tức biến sắc, vội đi mời người. Một lát sau, một người phụ nữ đi tới, nữ nhân này có dáng vóc cực đẹp, loại đẹp của thiếu phụ thành thục. Trên tóc cắm một cây châm kim phượng, không một chút tục khí, ngược lại càng tăng thêm một ý vị khó tả. Đây là các chủ của Thiên Duyên Các, nàng ta tự mình ra đây để đón tiếp Hạ Đế và Thái Thượng Huyền Cơ. Vô cùng cung kính nói, nô tỳ ra mắt ba vị khách quý. Các chủ Thiên Duyên Các không biết thân phận của Thái Thượng Huyền Cơ, nhưng nàng ta biết tấm cổ lệnh trong tay Thái Thượng Huyền Cơ. Đó là đại hạ cổ lệnh, có tấm cổ lệnh này, tất cả quân, chính, thương trong phạm vi đại hạ đều phải nghe lệnh, phối hợp phục tùng vô điều kiện. Loại cổ lệnh này, cả đại hạ vương triều chỉ có 5 tấm mà thôi. Chủ nhân của mỗi tấm đều là người có chức quyền cực cao của đại hạ vương triều, nên đương nhiên, nàng ta phải đích thân ra gặp Thái Thượng Huyền Cơ. Vì nếu lỡ có ai đó không có mắt, đắc tội ba người này, vậy thì rất thảm. Đi Thiên Y Các. Đối với Tô Trường Ngự, Thái Thượng Huyền Cơ còn khách khách khí khí, chứ với các chủ Thiên Y Các, Thái Thượng Huyền Cơ đầy giọng sai bảo. Chỉ một câu này đã làm các chủ Thiên Y Các càng thêm chắc chắn, người này là nhân vật lớn. Ba vị khách quý, mời. Nàng ta không dám ý kiến gì, lập tức dẫn ba người tới Thiên Y Các. Tô Trường Ngự nhanh chóng bước vào Thiên Y Các. Hắn ngẩn ra. Trong Thiên Y Các, bộ trang phục nào cũng cực kỳ chân quý, bộ y phục nào cũng đều là những kiểu dáng hắn chưa nhìn thấy bao giờ. Tô Trường Ngự càng mộng mị hơn khi những bộ y phục này giá bộ nào cũng cao tới 5.000 linh thạch thượng phẩm. 5.000 linh thạch thượng phẩm, đây là cái khái niệm gì? Là 50.000 linh thạch trung phẩm, 500.000 linh thạch hạ phẩm, 50 triệu lượng hoàng kim. Đây là cái nơi thần tiên gì thế? Có điều, mỗi bộ trang phục của Thiên Y Các đều đạt cấp bậc linh khí. Chúng không chỉ là y phục, mà còn là linh khí cực phẩm, nên bán với cái giá tiền này cũng không quá đáng lắm. Tô Trường Ngự ngây ra. Hạ Đế không biết hắn bị làm sao, theo bản năng lại tưởng Tô Trường Ngự không hài lòng. Không khỏi liếc Thái Thượng Huyền Cơ một cái. Thái Thượng Huyền Cơ vội dựng người lên, nói với các chủ Thiên Duyên Các. Có trang phục nào tốt hơn không? Lấy bảo vật trấn điếm ra đi, không được để tiểu hữu này của ta không hài lòng. Giọng ông ta rất bình thường, nhưng cái khí tức quyền thế áp đặt ngập trời thì không cách nào thay đổi được. Dạ có, mời đại nhân chờ một chút. Các chủ Thiên Duyên Các gật đầu, lập tức sai người đi lấy bảo vật trấn điếm tới. 13 chiếc trường bào nhanh chóng xuất hiện trước mặt Tô Trường Ngự. Mỗi chiếc đều được đặt trong một cái tủ lưu ly để bảo vệ. Chiếc nào cũng đạt tới cấp bậc bảo khí, là bảo vật thật sự. Mấy thứ như nước lửa bất xâm, trừ trăm loại trùng gì đó, đều chỉ là chuyện nhỏ. Nói thí dụ như cái thứ nhất, chiếc trường bào vạn thế thanh sam này, mỗi một sợi chỉ của nó đều là tơ của cửu miên cổ tàm.
Một con cửu miên cổ tàm từ lúc sinh ra đến khi chết đi chỉ phun ra được 10 sợi tơ, nhưng bộ y phục này dùng tổng cộng tới 108.000 sợi cửu miên tơ. Đáng sợ hơn là, bên trong áo còn có 72 cái trận pháp, tự có tụ linh trận, phá ngũ hành trận, và đủ loại trận pháp phòng ngự, một kích toàn lực của tu sĩ kim đan cũng không phá được cái áo khoác này. Khủng khiếp và kinh người như vậy, bộ này bán bao nhiêu? Tô Trường Ngự nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm trường bào vạn thế thanh sam, không nhịn được hỏi. Hồi khách quý, áo khoác này có giá 500.000 linh thạch thượng phẩm. Các chủ thiên y các đáp. Nàng ta đứng bên cạnh các chủ thiên duyên các, ngữ khí khá là dè đặt. 500.000, Tô Trường Ngự trợn tròn mắt. Đừng nói 500.000 linh thạch thượng phẩm, 500.000 đồng tiền hắn cũng không có. Số tiền này cứ như là con số trên trời, làm cả người Tô Trường Ngự đờ ra. Tô tiểu hữu, nếu ngươi thích thì lấy đi, một bộ y phục thôi, không là gì với lão gia ta cả. Thái thượng huyền cơ chợt nói. Trong mắt người ngoài, Tô Trường Ngự trông vẫn bình thản như thường, chỉ là hắn không nói gì, làm người ta hơi thấy kỳ kỳ mà thôi. Nghe Thái thượng huyền cơ nói vậy, Tô Trường Ngự thầm thở phào, nhưng lắc đầu, hai vị, dù có duyên, nhưng lễ vật quý trọng như vậy, Tô mỗ ta không nhận được. Tô Trường Ngự lắc đầu, từ chối. Đừng nói 500.000 linh thạch thượng phẩm, 5.000 linh thạch thượng phẩm hắn cũng còn không dám lấy. Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Chỉ với một chút quen biết mà làm như vậy, nói thật Tô Trường Ngự không ngu, coi người ta là đồ ngu chắc. Không sao, chỉ là chút linh thạch mà thôi. Tô tiểu hữu, chớ khách khí với ta. Hạ đế vội xen vào. Thiện cảm của ông dành cho Tô Trường Ngự đang không ngừng tăng lên. Lúc đầu, ông tưởng Tô Trường Ngự là loại tục nhân, nhưng khi Tô Trường Ngự từ chối quà tặng, hạ đế vô thức cảm thấy Tô Trường Ngự có phẩm chất thật là tốt. Hơn nữa càng thêm khắc sâu suy nghĩ rằng những năm qua, Tô Trường Ngự đã phải chịu rất nhiều khổ sở. Nên dù Tô Trường Ngự có phải là thập hoàng tử của ông hay không, hạ đế cũng muốn tặng một cơ hội cho hắn. Nếu thật không phải là con mình, thì có thể nhận làm nghĩa tử. Cái này, Tô Trường Ngự hơi xoắn xuýt. Một bên là trường bào bản giới hạn, một bên là nhận ơn huệ của người ta. Do dự một lúc, cuối cùng Tô Trường Ngự vẫn bị bại bởi thực tế. Hắn đi thử y phục. Tô Trường Ngự đi rồi. Hạ đế nhìn Thái thượng huyền cơ, dùng thần thức truyền âm nói. Huyền cơ, ngươi thấy hắn thế nào? Hạ đế hỏi, trong giọng nói vô thức có một chút ưu tư. Bệ hạ, từ phút đầu tiên nhìn thấy hắn, thần gần như tưởng mình nhìn thấy ngài khi còn trẻ. Bệ hạ, có khi nào ngài có long tự lưu lạc dân gian không? Thái thượng huyền cơ hỏi ngược lại hạ đế. Không thể nào. Hạ đế lắc đầu. Nếu trẫm có long tự, trẫm nhất định sẽ cảm ứng được, hoặc hắn chính là thập hoàng nhi của trẫm, hoặc là rất giống. Hạ đế đáp. Bệ hạ, thật ra có một cách có thể kiểm tra ra được. Thần sẽ lấy một giọt máu của hắn, bệ hạ ngài cũng bức ra một giọt long huyết, dùng chân huyết cổ pháp, nghiệm chứng một lần là biết ngay. Thái thượng huyền cơ đề nghị. Không cần, trẫm vẫn còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Còn nữa, chuyện này ngoài trẫm với ngươi, nếu có người thứ ba biết được, ngươi đã biết tính tình của trẫm rồi đấy. Hạ đế bình tĩnh từ chối ý của Thái thượng huyền cơ. Sự từ chối này là có thâm ý. Thứ nhất đúng là ông vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Thứ hai là nền tảng lập quốc sẽ bị dao động nếu người này quả thật là thập hoàng tử và tin này bị lộ ra ngoài. Đối với cả đại hạ vương triều cũng không phải là một chuyện tốt, nhất là đối với Tô Trường Ngự. Nên hạ đế không muốn dùng phương thức này để nghiệm chứng. Nếu ông muốn, ông làm nghiệm chứng lúc nào mà trả được, cần gì phải chờ Thái thượng huyền cơ gợi ý. Thần, đã biết. Thái thượng huyền cơ gật đầu. Ông ta đưa ra đề nghị, không phải là muốn giành công, chỉ là muốn dò xét thử tâm tư của hạ đế mà thôi. Giờ đã biết rồi, ông ta càng thêm lo lắng. Ông ta hy vọng Tô Trường Ngự không phải là thập hoàng tử. Vì đại hạ chỉ cho phép có một mặt trời, là thái tử. Nếu xuất hiện một mặt trời thứ hai, đó sẽ là phiền toái thật sự. Ngay lúc này, Tô Trường Ngự đi ra. Trong phút chốc, cả thiên y các, tất cả mọi người đều ngây ra. Cách đó không xa, Tô Trường Ngự từ từ đi tới, trên người mặc trường bào vạn thế thanh sam. Khí chất của hắn lúc này đã thay đổi, trở nên vô cùng tôn quý, khí chất tuyệt thế kiếm tiên càng thêm tăng cao vời vợi, nhất là cái nhan sắc nghịch thiên kia. Người trong thiên y các đều ngừng thở, ngay cả Thái thượng huyền cơ và hạ đế cũng thấy thoáng rung động. Cái này cũng có hơi quá mức ấy nhỉ,
Cùng lúc đó, Ngụy Quốc, đêm khuya, trên mái hiên, Diệp Bình ngồi xếp bằng, đang khổ tư về phương pháp cảnh giới. Chương 198, ải thứ 2 thi đấu 10 nước kết thúc, xông tới ải thứ 3. Ban đêm, Diệp Bình yên tĩnh ngồi trên mái hiên. Hắn trầm tư, suy nghĩ tới vấn đề trúc cơ cảnh. Sau khi ảo cảnh lần trước kết thúc, có người tổ chức thiết yến. Trong buổi tiệc đó, Diệp Bình đã biết được thêm một chút bí mật có liên quan tới trúc cơ cảnh. Trúc cơ cảnh là xây dựng căn cơ tu đạo nên mới gọi là trúc cơ. Thay đổi lớn nhất của trúc cơ cảnh là phẩm chất linh khí. Diệp Bình đang nghĩ tới cách để làm sao trúc cơ hoàn mỹ. Phương pháp trúc cơ hoàn mỹ là biến đổi phẩm chất linh khí. Phẩm chất càng tinh thuần, cảnh giới sẽ càng hoàn mỹ. Diệp Bình có thể đột phá lên trúc cơ đại viên mãn bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn mãi không bước vào cảnh giới này là vì hắn muốn tiến vào nó trong trạng thái hoàn mỹ nhất. Tiếc là, muốn lĩnh ngộ ra phương pháp trúc cơ hoàn mỹ thì hơi khó. Đây không phải là tu hành, mà là tự mình mở ra một con đường tu hành không bình thường. Nếu mở không ra, chính là lãng phí thời gian. Nếu mở ra được, thì cũng chưa chắc con đường này đã đúng. Nhiều tu sĩ bị tẩu hỏa nhập ma không phải là vì vậy hay sao? Nên tìm ra được một con đường của mình thật sự là rất khó. Cũng may là Diệp Bình không hiểu biết rõ lắm, chứ nếu hắn biết có thể sẽ không mạo hiểm như vậy. Vấn đề lớn nhất hiện giờ của hắn là trúc cơ cảnh chia thành mấy tầng, 9 hay là 10. Trúc cơ cảnh phân ra sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, 4 tầng, muốn trở nên hoàn mỹ hơn thì phải tăng thêm mấy tầng nữa. Trước mặt Diệp Bình hiện giờ có hai lựa chọn. Một là 9 tầng, 9 là con số lớn nhất, mang ý nghĩa đạt tới trình độ cao nhất. Một là 10 tầng, 10 là viên mãn, cũng phù hợp với ý nghĩ viên mãn của mình. Chuyện này đang làm Diệp Bình hết sức xoắn suýt. 9 là cao nhất, nhưng 10 mới là viên mãn. Trên mái hiên, Diệp Bình không ngừng suy tư, đã bắt đầu có chút tâm phiền ý loạn. Hắn đã có thể đột phá trúc cơ cảnh từ lâu, nhưng vì muốn hoàn mỹ mà cứ trì hoãn cho tới bây giờ. Nếu còn trì hoãn nữa, không những không mang tới ích lợi gì, ngược lại còn làm ảnh hưởng tới đạo tâm. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Sau chừng ba canh giờ khổ tư, Diệp Bình chợt như hiểu ra cái gì đó. 9 là con số cao nhất, tuy thiếu một, nhưng phù hợp với lẽ thường của trời đất. Nếu phân thành 10 tầng, có lẽ sẽ không đạt hiệu quả bằng con số 9. Nghĩ vậy, Diệp Bình suy nghĩ thêm nửa canh giờ nữa. Cuối cùng sau khi đã chắc chắn 9 là con số phù hợp, hắn liền bắt đầu tu hành. Oanh oanh oanh. Lúc này, suy nghĩ của Diệp Bình đã được đả thông, cơ thể như một cái hỏa lò nổ bung, linh khí cuồn cuộn tràn vào trong đan điền. Phốc. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Bình đã đột phá cảnh giới, linh khí trong cơ thể từ màu trắng biến thành màu xanh. Sau một thoáng chốc, Diệp Bình lại tiếp tục đột phá cảnh giới, linh khí màu xanh biến thành màu đỏ. Khi cảnh giới không ngừng tăng lên, thân thể Diệp Bình cũng thay đổi dữ dội. Sau một đêm, Diệp Bình đã đột phá tới tầng thứ 7. Bao lâu nay, hắn đã tích lũy quá nhiều, hôm nay ý niệm đạt thông, đương nhiên như nước chảy thành sông, một hơi đột phá đến trúc cơ tầng thứ 7. Bình thường tu sĩ luyện khí chỉ có 4 tầng, Diệp Bình đột phá đến trúc cơ tầng thứ 7, cảnh giới tu vi không thua gì tu sĩ kim đan. Thậm chí linh khí của hắn cũng đạt tới gần bằng với tu sĩ kim đan. Một luồng ánh nắng vàng rực chiếu lên người Diệp Bình. Tôn cao khí chất nho tiên của hắn, không chỉ tướng mạo khí chất, thực lực của Diệp Bình cũng tăng lên về chất. Thân thể hắn lại được tăng cường, pháp lực càng thêm hùng hậu, linh khí cũng lột xác thành màu vàng nhạt, chỉ cần đi lên thêm 2 tầng nữa, Diệp Bình sẽ đạt tới trúc cơ cảnh hoàn mỹ. 2 tầng cuối này rất là khó, cần phải có rất nhiều linh khí. Nhưng dù như thế nào, Diệp Bình cũng đã tìm ra được một con đường mới. Phù, khạc ra một hơi chọc khí, Diệp Bình đứng dậy. Hôm nay là thi đấu 10 nước ải thứ 2, tháp khảo hạch thân thể. Lúc này đã là giờ mẹo, thời gian tháp khảo hạch thân thể bắt đầu là giờ dần, nhưng tới trễ cũng không sao cả. Vì tháp khảo hạch thân thể không phải là tỉ thí với nhau, tới sớm hay trễ một tí cũng không sao hết. Đứng ở trên mái hiên, Diệp Bình nhìn chăm chú về hướng Tây Bắc. Ở đó, có một tòa cổ tháp màu đen rất to. Đó là tháp khảo hạch thân thể. Cái gọi là tháp khảo hạch thân thể là cổ tháp dùng để khảo hạch thân thể.
Cổ tháp này có tổng cộng 981 tầng, mỗi tầng đều có một người canh cửa. Người canh cửa này không phải yêu thú cũng không phải là tu sĩ nhân tộc, mà là thú khôi lỗi. Là loại thú khôi lỗi có thân thể cực mạnh, chẳng những thân thể mạnh mà còn là con rối, nên có chiêu thức võ đạo rất cao. Tiến vào cổ tháp, linh khí sẽ bị phong ấn, muốn leo lên một tầng là phải dùng sức mạnh cơ thể của mình chiến thắng thú khôi lỗi. Nhờ buổi thịnh yến hôm qua, Diệp Bình đã biết nếu qua được tháp khảo hạch thân thể sẽ được đi vào cống viện Ngụy Quốc tham gia khảo hạch thi văn. Tổng thời gian của thi đấu 10 nước là 10 ngày, khảo hạch ảo cảnh là 1 ngày, tháp khảo hạch thân thể thì cho 3 ngày, khảo hạch thi văn cuối cùng được cho tới 6 ngày. Nếu ngươi có thể kết thúc tháp khảo hạch thân thể sớm, ngươi có thể đi cống viện tham gia khảo hạch thi văn sớm hơn. Vì cửa ải thi văn không giống cửa ải ảo cảnh và tháp khảo hạch thân thể, không phải cứ dùng thực lực là vượt qua được, mà chủ yếu là phải dùng đầu óc. Diệp Bình suy nghĩ rất đơn giản, hắn muốn tham gia hai cái khảo hạch cuối cùng, sau đó về Tấn Quốc học phủ. Nhìn xem có thể lĩnh ngộ ra tuyệt thế kiếm ý hay không. Nếu lĩnh ngộ ra, thì tốt. Nếu không lĩnh ngộ ra, cũng không sao, đi về tông môn. Nói thật, lúc này trong đầu Diệp Bình chỉ muốn trở lại Thanh Vân Đạo Tông, tìm các sư huynh lãnh giáo. Nhất là sau khi trải qua khảo hạch ảo cảnh, Diệp Bình càng thêm hiểu là mình chưa đủ. Nên hắn càng muốn trở về Thanh Vân Đạo Tông. Tấn Quốc học phủ, Thập Quốc học phủ gì đó, tất cả đều chỉ là mây bay. Diệp Bình muốn nhanh chóng trở về tông môn, nghe các sư huynh nói đại mấy câu, cũng còn hơn là Thập Quốc học phủ. Diệp Bình ôm cái ý nghĩ này, muốn hoàn thành các cửa ải khảo hạch thật nhanh. Nếu không phải trưởng lão Thập Quốc học phủ có ý, nếu không phải mình cần tham gia xong 3 trận thi cuối cùng mới được nhận phần thưởng, thì e là lúc này, Diệp Bình đã đi rồi. Xoẹt! Trong nháy mắt, Diệp Bình biến mất tại chỗ. Hắn vọt tới tháp khảo hạch thân thể. Hoàng Phủ Thiên Long đã đi tháp khảo hạch thân thể từ lâu, nên Diệp Bình phải đi một mình. Một khắc đồng hồ sau, Thành Nam, Ngụy Quốc, tháp khảo hạch to lớn chọc vào bầu trời là dạng bảo tháp 8 cạnh điển hình. Bảo tháp tuyền một màu đen thui, tạo nên một cảm giác nghiêm túc trang trọng. Mỗi xó xỉnh của bảo tháp đều có treo phi kiếm, hồ lô và đủ loại pháp bảo đạo giáo. Bên dưới chân tháp, trong trong ngoài ngoài là mấy trăm ngàn tu sĩ đang vây xem. Nếu không phải có lối đi dành riêng cho học sinh dự thi, e là Diệp Bình cũng không cách nào chui qua lọt. Lúc này, Diệp Bình xuất hiện đã dẫn tới một cơn sóng âm thanh ồn ào nhốn nháo. Diệp Bình tới. Diệp Bình cái gì? Phải gọi Diệp Thiên Kiêu. Đúng đúng đúng, Diệp Thiên Kiêu, Diệp Thiên Kiêu. Các ngươi nhìn kìa, Diệp Thiên Kiêu tới. Là Diệp Thiên Kiêu tới. Diệp Sư Huynh tới. Cả đường phố xôn xao náo động. Trải qua khảo hạch ảo cảnh hôm qua, mọi người đều đã nhớ tới cái tên Diệp Bình. Tuổi còn trẻ, có kim luân độ hóa cũng thôi, nhưng mà lại có thể ép ma tử ma thần giáo gỡ tới 3 tấm phủ. Bản thân việc trúc cơ chiến kim đan đã là chiến đấu không công bằng, thế mà còn có thể ép đối phương không ngừng phải lôi lá bài tẩy ra. Diệp Bình có thể nói là đã đánh một trận thành danh. Chính nhờ trận đánh này, danh tiếng của Diệp Bình đã tăng nhanh vùn vụt, hôm nay cả Ngụy Quốc không ai. Là không biết đến cái tên Diệp Bình, tu sĩ 10 nước tới vây xem, không ai là không biết Diệp Bình. Hơn nữa chuyện Diệp Bình từ chối gia nhập Thập Quốc học phủ, chính là hành động càng làm cho người ta phải chấn động. Nên đối với tu sĩ 10 nước, Diệp Bình có thêm một ngoại hiệu. Ngoại hiệu này là Diệp Thiên Kiêu, tuyệt thế Thiên Kiêu 10 nước. Những tiếng hoan hô, những tiếng kêu chấn kinh, âm thanh rung động không ngừng vang lên. Trên con đường chính, Diệp Bình nghiêm nghị không cười. Không phải là giả vờ ra vẻ gì, mà là hắn biết, gặp phải tình hình như này, bình thản mới là tốt nhất. Diệp Sư Huynh, ngài tới rồi. Ra mắt Diệp Sư Huynh. Tham kiến Diệp Sư Huynh. Đám học tử tham gia khảo hạch ở dưới tháp khảo hạch rối rít xá chào Diệp Bình. Bọn họ đều là thiên kiêu các nước, ngày thường chả ai phục ai. Nhưng nhìn thấy Diệp Bình, ai cũng chủ động chắp tay chào, đủ thấy vị trí của Diệp Bình trong lòng bọn họ. Chư vị sư đệ khách khí. Diệp Bình chắp tay đáp lễ. Diệp Sư Huynh, sao ngươi tới trễ thế? Hoàng Phủ Sư Huynh đã đi vào rồi, hơn nữa còn đang có thành tích rất tốt, mới chỉ qua một khắc đồng hồ, đã vượt qua khảo hạch. Có người mở miệng, báo tin cho Diệp Bình. Thông qua luôn rồi. Diệp Bình hơi kinh ngạc. Đúng vậy, so với tiêu chuẩn quá kinh khủng của khảo hạch ảo cảnh hôm qua, yêu cầu của tháp khảo hạch chả là gì cả,
chỉ cần trong vòng một canh giờ, lên tới tầng 10 là được. Diệp sư huynh, ngài không thử chút à? Tháp khảo hạch thân thể có 9981 tầng, đến lúc này, chỉ có Thiên Kiêu Ly Quốc là lên được tới tầng 47. Hiện giờ vẫn còn đang giằng co ở tầng 47, nếu Diệp sư huynh ngài lên, chắc là sẽ phá được kỷ lục này. Mọi người vừa tán dương, vừa nghiêm túc, muốn xem Diệp Bình có thể tạo ra kỷ lục như thế nào. Họ hầu như đều tin rằng Diệp Bình nhất định sẽ phá kỷ lục, vấn đề chỉ là tới tầng thứ bao nhiêu mà thôi, cái này thì bọn họ tưởng tượng không ra. Vượt qua khảo hạch là được rồi, cần gì phải tranh hàng đầu. Diệp Bình cười khổ, dù gì mình cũng được xếp đứng đầu cuộc thi đấu 10 nước lần này rồi, hắn không muốn bày thực lực mình ra thêm nữa, định làm đại cho qua là được. Nhưng mà hắn vừa nói xong, trưởng lão phụ trách tháp khảo hạch liền lên tiếng. Diệp Bình tiểu hữu, phía trên đã nói, hy vọng tiểu hữu hãy phát huy thực lực thật sự của mình ở cả hai cửa ải khảo hạch thân thể và thi văn, nếu tiểu hữu giấu giếm, sẽ không phát phần thưởng đâu. Trưởng lão kia nói, làm Diệp Bình sửng sốt, còn có quy củ như này. Nhưng suy nghĩ một chút, Diệp Bình thấy cũng phải thôi. Vì mình chỉ lấy phần thưởng không vào học phủ, đúng là có hơi đuối lý, nên đưa ra quy tắc này với mình cũng là hợp tình hợp lý. Ngay lúc này, chợt có một giọng nói kêu lên, Hoàng Phủ Sư Huynh lên rồi. Tầng 48, Hoàng Phủ Sư Huynh đã vượt qua Thiên Kiêu Ly Quốc. Thật, kinh khủng, Hoàng Phủ Thiên Long mới vào có nửa canh giờ mà đã đánh lên tới tầng thứ 48, trong khi Thiên Tài Ly Quốc mất suốt 2 canh giờ mà bây giờ vẫn còn cắm ở tầng thứ 47. Thanh âm của mọi người vang lên, bọn họ vẫn luôn để ý tới tình hình của tháp khảo hạch thân thể, chưa từng rời mắt. Ai lên ai bại, bọn họ rõ ràng hơn ai hết. Chư vị, chờ tí nữa Hoàng Phủ Sư Đệ xuống, các ngươi báo cho hắn một tiếng, bảo hắn ở đây chờ ta có chuyện tìm hắn. Thấy giờ mẹo đã gần sắp hết, Diệp Bình không dám chần chừ nữa. Hắn còn định vượt qua tháp khảo hạch thân thể sớm chút, rồi đi tham gia khảo hạch thi văn. Tham gia khảo hạch thi văn xong, sẽ bảo thập quốc học phủ nhanh nhanh trao thưởng, còn đi dạo chợ phiên 10 nước. Hắn đang muốn thử những gì đã học được từ Tam Thiên Bảo Giám Ngũ Sư Huynh Lâm Bắc truyền cho, xem có đào được một món bảo vật nào không. Diệp Bình đi về phía bảo tháp, đưa lệnh bài dự thi cho trưởng lão thủ tháp. Cửa bảo tháp mở ra, hắn đi vào trong bảo tháp, két, trong tháp hoàn toàn trống rỗng. Đây là tầng thứ nhất, ngoài ánh mặt trời chiếu vào trong tháp, bên trong tháp chẳng có cái gì cả. Nhưng Diệp Bình phát hiện được pháp lực của mình đã bị phong ấn. Ở trong tháp có cấm linh trận, chỉ có thể dựa vào sức mạnh thân thể mà thôi. Hắn còn chưa kịp nghĩ gì, một bóng người xuất hiện. Đây là một tráng hán, nhìn giống người, nhưng thực tế là thú khôi lỗi, dấu tích ở trên mặt rất rõ. Phanh! Không nói một lời nào, cũng chẳng hề chần chừ, bóng người vừa xuất hiện là lập tức đánh tới, sử dụng là trường pháp. Oanh! Diệp Bình bước tới một bước, tốc độ cực nhanh, đánh ra một quyền. Thú khôi lỗi vỡ toang. Một luồng sáng xuất hiện ở khu vực trung tâm. Đây là dấu hiệu đã qua cửa, tự động được truyền tống lên tầng thứ hai. Diệp Bình nhoáng cái đã lên tầng thứ hai. Giống như ở tầng thứ nhất, đối phương cũng là con rối, không có cảm xúc, không nói một lời, vừa xuất hiện là đánh liền. Nếu đối phương đã không có tình cảm, Diệp Bình cũng chẳng cần nói thừa một chữ làm gì. Oanh! Vẫn chỉ một quyền. Diệp Bình đi lên ải thứ ba, bên ngoài tháp khảo hạch thân thể. Tất cả tu sĩ ở đây đều chăm chú nhìn tốc độ đột phá của Diệp Bình. Chưa tới nửa khắc đồng hồ, Diệp Bình đã lên tầng thứ 10. Mới có nửa khắc, đã lên tới tầng 10, không hổ là Diệp Thiên Kiêu. Còn chưa tới nửa khắc đồng hồ nữa, tốc độ này cũng nhanh quá đi. Mạnh như Hoàng Phủ Thiên Long, cũng phải mất cả một khắc mới lên được tới tầng 10, Diệp Sư Huynh mới có nửa khắc đã lên tới rồi. Mọi người bàn tán, đều thấy tốc độ Diệp Bình thực là nhanh quá. Nhưng rất nhanh, các tầng của tháp khảo hạch đã không ngừng thi nhau sáng lên. Diệp Bình đánh một hơi lên tầng 20, nhảy một lèo 20 tầng, dẫn tới một trận ồn ào náo động. Chưa tới nửa khắc đồng hồ tiếp theo, Diệp Bình đã lên. Tới tầng thứ 30, tháp khảo hạch thân thể càng lên tầng càng mạnh. Cái mạnh này không phải là mỗi tầng tăng lên gấp đôi, mà là tăng dần từng chút một. Như vậy mới đánh giá được chính xác thực lực thân thể của các đệ tử. Sau một khắc đồng hồ, Diệp Bình đã tới tầng thứ 45. Cái tốc độ này đã làm đảo lộn sự hiểu biết của rất nhiều tu sĩ. Trước Diệp Bình,
Dù ở đây cũng có khá nhiều thiên tài về thân thể, nhưng không có ai kinh khủng như hắn. Ngay cả Hoàng Phủ Thiên Long, sau một khắc đồng hồ cũng chỉ mới lên được tới tầng 10, trong khi Diệp Bình sau một khắc đồng hồ lại lên tới tầng thứ 45. Đúng là siêu đẳng, càng làm cho người ta cảm thấy khủng khiếp là Diệp Bình đã lên tới tầng thứ ấy, mà tốc độ lên tầng của hắn vẫn nhanh như cũ. 47, 50, 53, 57, 62. Hầu như tất cả thiên kiêu đều đã dừng ở tầng thứ 45, nhưng Diệp Bình lại như thần binh hạ phàm, một đường quét ngang. Phải biết là, tháp khảo hạch thân thể chỉ có 81 tầng. Diệp Bình đã vọt tới tầng 65 rồi. À, không đúng, là tầng 69. Nếu cứ theo tình hình này, chắc chưa tới nửa canh giờ, Diệp Bình sẽ qua ải. Quả nhiên, người so với người, tức chết người. Hai khắc sau, Diệp Bình đã tới tầng thứ 79, còn cách tầng 81 có hai tầng cuối. Đến tầng thứ 79, Diệp Bình cảm thấy đã cố hết sức. Thú khôi lỗi rất mạnh, không chỉ mạnh về kinh nghiệm võ đạo, mà đáng sợ hơn là thân thể. Thú khôi lỗi đến tầng thứ này, chất liệu chế tạo đều là thép dòng vạn năm. Diệp Bình đối chiến với chúng, không thể một kích làm toi mạng như trước được, ngược lại chỉ cần một chút sơ sẩy, rất có thể sẽ bị thương nặng. Tầng 79, Diệp Bình bị thương, nhưng may là hắn vẫn hạ được thú khôi lỗi. Tầng 80, tay trái và ngực Diệp Bình đã bị gãy xương, suýt nữa đã bị thú khôi lỗi đánh bại. May là thái cổ thần ma thể quá cường hãn, khôi phục thương thế kịp thời. Tầng 81, Diệp Bình như gặp phải đại địch. Thú khôi lỗi của tầng 81 gần như là vô địch, chế tạo bằng cổ kim, bền chắc không thể gãy. Kinh nghiệm võ đạo xuất thần nhập hóa, từng chiêu từng thức nhìn đều rất bình thường, nhưng lại ẩn chứa mấy ngàn loại ý chí võ đạo. Diệp Bình gần như vận cả 200% tinh thần và công lực để đấu với nó. Hắn một đường quét ngang lên tới đây, gần như đã tận hơi kiệt lực, nhưng dù như vậy, hắn vẫn không chọn bỏ cuộc. Oanh oanh oanh, bảo tháp nổ ầm, Diệp Bình và thú khôi lỗi đánh nhau cực kỳ dữ dội. Nếu không phải bảo tháp là một món đạo khí cực phẩm, chắc đã bị đánh vỡ từ lâu. Chiến đến cuối cùng, toàn thân Diệp Bình trên dưới không còn chỗ nào lành lặn. Lần này Diệp Bình đã gặp phải áp lực cực lớn. Không giống với sự tuyệt vọng trong khảo hạch ảo cảnh, loại chiến đấu này đã khiến hắn có sự biến hóa về chất, dù gần như từ đầu tới cuối hoàn toàn là bị đè ra đánh. Nhưng hắn cũng không ngừng học tập được kinh nghiệm võ đạo của đối phương. Sau chừng nửa canh giờ, đánh tới cuối cùng, toàn thân Diệp Bình đã nhuốm máu. Nhưng ngay lúc này, thú khôi lỗi chợt ngây ra. Một khắc sau, nó tự vỡ tanh bành. Thú khôi lỗi này là con rối, không thể chiến đấu trong thời gian dài. Diệp Bình kiên trì được nửa canh giờ, kỳ thật đã được tính là thắng. Oanh, 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 tháp khảo hạch thân thể nổ ầm, những tiếng chuông không ngừng vang lên. Ánh sáng chói lòa bắn lên cao, báo cho tất cả tu sĩ Ngụy Quốc biết có người đã vượt qua tháp khảo hạch thân thể. Bên ngoài tháp khảo hạch thân thể, vô số con mắt nhìn chằm chằm vào bảo tháp. Trước sau, Diệp Bình chỉ tốn có một canh giờ, đã thông quan tháp khảo hạch thân thể. Đến lúc này, Hoàng Phủ Thiên Long vẫn còn đang chiến đấu ở tầng 49. Chưa vượt qua được. Ngoài Diệp Bình, Hoàng Phủ Thiên Long chính là người đứng đầu. Mọi người chấn động, im phăng phắc. Trong lòng các tu sĩ hiện giờ, Diệp Bình chính là một ngọn núi lớn không thể nào vượt qua nổi. Bọn họ biết Diệp Bình rất mạnh, cũng biết Diệp Bình là thiên kiêu vô song. Nhưng không ngờ, Diệp Bình lại mạnh đến mức độ này. Thế này có chút không thể nào tin được. Xoẹt, trong tháp khảo hạch thân thể, một luồng ánh sáng màu đỏ chui vào trong người Diệp Bình. Đây là phần thưởng của tháp khảo hạch thân thể, khí huyết của hung thú thượng cổ. Bên trong tháp khảo hạch có khí huyết của hung thú thượng cổ, người thông quan sẽ được khí huyết gia trì. Diệp Bình nuốt vào rất nhiều khí huyết, tinh khí thần trong nháy mắt đã được khôi phục. Sau chừng nửa canh giờ, cảnh giới của Diệp Bình đột phá lên tầng thứ 8. Diệp Bình mở mắt, rời khỏi tháp khảo hạch thân thể. Kết, cửa lớn của tháp khảo hạch thân thể mở ra. Một bóng người xuất hiện trước mặt mọi người, là Diệp Bình. Xung quanh hắn không có một ánh sáng nào, nhưng ở trong mắt mọi người lại là ánh sáng vạn trượng. Diệp Bình đi ra, thấy không có Hoàng Phủ Thiên Long ở đây, vẫn còn đang chiến đấu ở trong tháp. Diệp Bình bèn nhờ người ta chuyển lời cho Hoàng Phủ Thiên Long, bảo là hắn sẽ chờ Hoàng Phủ Thiên Long ở trong cống viện hoặc trong nhất tuyến thiên. Dặn xong, Diệp Bình chạy thẳng tới cống viện Ngụy Quốc.
Các bạn đang nghe chuyện chắc chẳng có ai cảm thấy tu tiên khó của tác giả Hắc Dạ Di Thiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 199, Văn Kinh Thiên Hạ, Văn Thánh Chi Tư, Thiên Hạ Rung Động, Văn Nhân Điên Cuồng. Cống viện Ngụy Quốc, không ít học tử 10 nước đang ở đây tham dự cửa ải khảo hạch cuối cùng. Sau khi vượt qua cửa ải tháp khảo hạch thân thể, họ liền chạy tới cống viện. Bọn họ không muốn làm mất thêm thời gian, dù gì cũng không phá được kỷ lục, không bằng mau chạy tới cống viện, còn có nhiều cơ hội học tập thêm. Hơn nữa vì ải thứ ba là thi văn, nên bên ngoài cống viện có rất nhiều tu sĩ tụ tập, bọn họ rất mong đợi khảo hạch của cống viện lần này. Vì thiên kiêu đánh nhau thì thấy nhiều rồi, thỉnh thoảng xem chút văn đấu cũng rất là thú vị. Là Diệp Thiên Kiêu tới, Diệp Sư Huynh tới, chậc chậc, sống trên đời phải giống Diệp Thiên Kiêu. Không biết tài làm văn của Diệp Sư Huynh thế nào nhỉ? Nhìn một cái là biết Diệp Sư Huynh là người có học, ta đánh cuộc tài làm văn của hắn nhất định là không tầm thường. Đúng vậy, Diệp Sư Huynh nhìn một cái là biết người có học, chắc sẽ không kém đâu. Mọi người bàn tán, đều thấy khí chất Diệp Bình giống tuyệt thế nho tiên như vậy, nên theo bản năng cảm thấy Diệp Bình hẳn là người từng đọc sách. Cống viện Ngụy Quốc, Diệp Bình hết sức khách khí chắp tay chào mọi người, đi tới trước cửa cống viện. Hai bên cửa cống viện lúc này để rất nhiều sách, có mấy trưởng lão đang canh giữ ở đây. Diệp Bình, trong hai đống sách có đề thi văn lần này, ngươi có thể chọn vài quyển xem trước một chút. Vì nếu bước vào cống viện thì không được đi ra nữa đâu, thận trọng thì hơn. Trưởng lão đứng đó nói nhắc nhở hắn. Đa tạ trưởng lão đã nhắc nhở. Diệp Bình gật đầu, hắn đối với thi văn chính là 10 phần chắc chín, dù lúc mới vừa chuyển kiếp, đã có thể nhờ vào hiểu biết của kiếp trước để chống đỡ. Nhưng thi văn thì khác, dù làm văn của mi có tốt thế nào mà không đúng đề thì nhất định cũng không qua được. Nên Diệp Bình hết sức cẩn thận, hắn mở sách trên những chiếc bàn hai bên ra, nghiêm túc xem. Có tới mấy trăm quyển sách, đa phần trong đó là kể về sự tích của các nhân vật, Diệp Bình xem rất nghiêm túc, không dám bỏ sót cái gì. Một lúc lâu sau, hắn đã xem xong mấy trăm quyển sách và ghi nhớ vào trong lòng. Chắc chắn hết rồi, Diệp Bình đi vào cống viện. Lúc này, bên trong cống viện có để mấy trăm tủ sách, chỉ có một nửa học sinh dự thi ở đây, phần lớn bọn họ không phải còn đang ở trong tháp khảo hạch thân thể thì cũng đang ở bên ngoài đọc sách. Vì đối với rất nhiều tu sĩ, thi văn có chút nhức đầu. Bọn họ biết rất nhiều thứ, nhưng muốn làm văn thì có hơi quá sức. Thượng tiên, đi theo ta. Lúc này, thư đồng trong cống viện đi tới, dẫn Diệp Bình đi tới một cái tủ sách. Trên bàn sách, có ba khối gỗ màu đỏ, thư đồng chỉ một khối, nói. Thượng tiên, đề thi ở trong khối gỗ này, hắn nói. Diệp Bình gật đầu cảm ơn, cầm các khối gỗ lên xem. Trên khối thứ nhất khắc hai chữ lời khuyên, trên khối thứ hai khắc thời vận, trên khối thứ ba khắc hai chữ anh kiệt. Cái gọi là đề thi văn chính là chọn lấy một trong ba đề để viết thành văn. Ba đề này chính là để kiểm tra thực lực làm văn của người ta. Viết ra được bài văn chính là đã làm được đề thi một cách hoàn mỹ. Dù bài văn có hơi thiếu sót thì vẫn là thuộc hàng thượng thượng. Nhưng làm văn là làm văn, thi văn là thi văn. Thi văn coi trọng nhất là ứng đề, làm văn coi trọng nhất là nội hàm. Nhìn thấy đề thi, Diệp Bình hơi sững sờ, liên tưởng đến đống sách bên ngoài, hắn chợt hiểu ra. Đúng là trong sách có ẩn đề thi, hắn không hạ bút ngay mà im lặng trầm tư. Hắn đang nghĩ nên viết về cái gì, lời khuyên, thời vận, anh kiệt, chọn một là được. Nhưng nếu muốn một phát lấy được đánh giá cao thì nhất định phải làm cả ba đề. Ba đề này, dù mỗi đề là một vấn đề khác biệt, nhưng Diệp Bình tự tin mình vẫn có thể làm ra bài văn hoàn mỹ. Nhưng muốn viết chung lại với nhau thì hơi khó. Ai? Rốt cuộc phải viết làm sao đây? Tu sĩ nào đó trong cống viện cau mày, bút lông trong tay rơi xuống, mực thấm ướt bài văn, hắn ta rên lên, mắt đỏ bừng. Trong cống viện, không được lớn tiếng ồn ào, đuổi ra. Một giọng nói vang lên ngay tức khắc. Là tiếng của thẩm quan chấm thi, đại nho của 10 nước. Một sức mạnh vô hình nhanh chóng đẩy học sinh kia ra ngoài cống viện. Đây chính là sức mạnh của đại nho, ngôn ngữ thông thần. Diệp Bình nhìn tất cả mà trong lòng cảm khái, không ngờ văn nhân lại có khả năng như vậy, nếu sớm biết thế, có khi mình đã đi theo con đường nho sinh rồi. Nhưng bây giờ không phải lúc suy nghĩ vấn đề này. Diệp Bình nhắm mắt.
Hắn ngẫm nghĩ, trong đầu xẹt qua rất nhiều bài văn tuyệt thế. Tiếc là, không có bài nào phù hợp với chủ đề, nói chính xác là, không có bài nào phù hợp với ba chủ đề này. Ai? Đau cả đầu. Một lúc lâu sau, Diệp Bình vẫn còn đang khổ sở suy nghĩ. Chợt, một cơn gió mát thổi qua, thổi trường sam của Diệp Bình bay bay. Trong tích tắc, Diệp Bình như hiểu ra gì đó. Lời khuyên, thời vận, anh kiệt. Trong đầu hắn chợt xuất hiện một bài văn. Bài văn này nhanh chóng nổi bật lên, sáng rực trong đầu hắn. Là bài này, là bài này, là bài này. Nắm tay Diệp Bình siết lại, hắn mừng rỡ như điên. Đối với một văn nhân, đột ngột lóe ra những áng văn hay là chuyện chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Khổ sở suy nghĩ suốt một canh giờ, giờ bỗng nhiên hiểu ra, cảm giác này thực là khiến da đầu tê dại. Phù, Diệp Bình thở ra một hơi thật dài, phất tay áo, một cây bút lông màu xanh nhạt xuất hiện trong tay. Hắn bắt đầu hạ bút, viết chữ. Trời có mây gió khó lường, người có phúc họa khó đoán. Con rết có tới trăm chân, nhưng đi không nhanh bằng rắn. Hùng kê cũng có hai cánh, nhưng bay không bằng quạ. Ngựa có thể đi cả ngàn dặm, nhưng không có người cưỡi không thể tự chủ. Người có thiên tư ngất trời, nhưng không thể chuyện gì cũng tự nhiên mà biết. Diệp Bình bạ bút, mỗi một chữ đều rót tinh khí thần vào bên trong. Ngay lúc hắn vừa bắt đầu viết, trang giấy chợt nổ bừng ra một vầng ánh sáng màu vàng. Oanh oanh oanh. Trong cống viện, những bức tượng đá rung động, những bức tượng đá này là tượng của các đại nho mười nước. Đương nhiên, người được lập tượng đá ở đây không phải là đại nho bình thường. Họ là những đại nho được thiên địa công nhận, có ngôn ngữ chi lực. Mỗi lời nói, mỗi chữ phê bình của họ đều có thể điều khiển thiên mệnh, nói ra pháp theo. Ba vị giám khảo hôm nay cũng là đại nho của mười nước, nhưng chưa có tư cách được lập tượng ở cống viện. Những bức tượng đại nho trong cống viện dung chuyển đã khiến mọi người vô cùng chú ý. Chuyện gì thế? Chuyện gì xảy ra thế? Mọi người nhìn kìa, chữ Diệp sư huynh viết ra, tỏa ánh sáng kìa. Đó là thần thông gì? Ta cũng muốn học. Một chữ ngàn vàng, một chữ ngàn vàng, đây là một chữ ngàn vàng. Một chữ ngàn vàng là sao? Có ý gì? Oa, Diệp sư huynh đang viết văn gì thế mà có thể một chữ ngàn vàng? Trong cống viện, tất cả học sinh đều bị rung động, có mấy học sinh hình như nghĩ ra cái gì đó, họ trợn to mắt, nhìn Diệp Bình chăm chăm. Rốt cuộc một chữ ngàn vàng là sao? Là một chữ trị giá 1.000 lượng hoàng kim đó hả? Quý lắm hả? Vẫn có người chưa hiểu, tiếp tục hỏi. Ngươi đúng là đồ mù chữ, cái gọi là một chữ ngàn vàng, có nghĩa là văn người này viết ra có giá trị vô lượng, mỗi một chữ đều có giá trị ngàn vàng. Vô cùng chân quý, nhưng đây chỉ là một cách nói mà thôi, chứ không phải ý đáng giá 1.000 lượng hoàng kim, là cách nói thể hiện nó rất chân quý, hiểu không? Đúng vậy. Chỉ có bài văn Trấn Quốc mới có thể xuất hiện dị tượng một chữ ngàn vàng, một bài văn mấy trăm chữ, mỗi chữ 1.000 vàng. Có thể trấn khí vận của một nước, không ngờ chẳng những Diệp sư huynh có thực lực nghịch thiên, mà ngay cả tài làm văn cũng khiếp hồn như vậy. Hẳn là bài văn Trấn Quốc rồi. Trời ơi, bài văn Trấn Quốc, ngay cả các bậc đại nho cũng còn chưa viết ra được nữa, từ cổ tới nay. Chỉ có khoa thi mười nước mới có khi xuất hiện bài văn Trấn Quốc mà thôi, bài văn này có thể trấn khí vận của một nước. Làm ra bài văn Trấn Quốc chính là đại nho, nếu Diệp sư huynh làm được bài văn này sẽ có thể thành tựu đại nho vị, nghịch thiên, đây quả thực là nghịch thiên. Trong sân cống viện, có một ít tu sĩ biết thi văn, biết sự phân chia cấp bậc trong giới văn nhân, không nhịn được lên tiếng, trong lòng vô cùng rung động. Cái gì? Chỉ làm một bài văn là có thể trở thành đại nho? Thật không vậy? Làm có một bài văn là thành đại nho? Có cả chuyện này nữa hả? Cả Ngụy Quốc, cộng lại cũng chỉ có 7 đại nho. Tùy tiện viết một bài văn là có thể trở thành đại nho. Ngươi hù ta hả? Nhưng cũng có người không tin điều này. Theo họ thấy, có viết được bài văn hay cỡ nào đi nữa, cũng không thể chỉ vì vậy mà trở thành đại nho được. Buồn cười, ngươi tưởng nho đạo nhất mạch, giống tu hành à? Nho đạo nhất mạch, chính là chỉ cần đắc đạo, lập tức phi thăng. Cái gì gọi là chỉ là tùy tiện làm ra một bài văn? Trợn to con mắt của ngươi mà nhìn cho kỹ, đó là bài văn Trấn Quốc, ngay cả đại nho cũng không viết ra được đâu. Đúng vậy, bài văn Trấn Quốc, Ngụy Quốc có 7 đại nho, nhưng 7 đại nho này chỉ có một người viết ra được bài văn Trấn Quốc. Phải được trời đất cho phép mới trở thành thiên địa đại nho, mạng mang khí vận của trời,
lời ra pháp theo, có khả năng nghe được ý trời. Ganh tị quá đi, Diệp sư huynh quả thật không phải là người, thiên phú tu hành đáng sợ, thực lực thân thể kinh người, không ngờ đến cả làm văn cũng có thể phi phàm như vậy. Bài văn trấn quốc, thế này còn để người khác sống hay không? Lúc này, không chỉ người ở trong cống viện, người ở bên ngoài cống viện cũng nhận ra có chuyện khác thường. Một luồng khí tức khó tả, tràn ngập cả trường thi cống viện, những pho tượng đại nho không ngừng rung lắc. Im lặng, ngay lúc này, sâu trong cống viện, một giọng nói vang lên là tiếng của đại nho. Tiếng của ông ta như có thần lực, chỉ hai chữ đã làm cả trong lẫn ngoài cống viện im phăng phắc. Ngay cả các pho tượng cũng an định lại, không rung lắc nữa. Nơi này là cống viện, là trường thi, đương nhiên là phải trang trọng im lặng. Bên trong cống viện, ba đại nho ngồi ở trong đại điện, ba người đều là lão giả, nét mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt không che giấu được sự kinh ngạc. Không ngờ người này trẻ tuổi như vậy mà đã có thể viết ra bài văn trấn quốc, quả thật là trường giang sóng sau đè sóng trước. Đúng vậy, trẻ tuổi như vậy mà đã viết ra được bài văn trấn quốc, quả thực là làm cho người ta hâm mộ. Ai, đáng tiếc, nếu hắn là đại nho, thì chỉ cần một bài văn trấn quốc này là sẽ được thiên địa cho phép, trở thành thiên địa đại nho. Cũng không có gì đáng tiếc, nhìn xương cốt khí huyết của hắn, e là không vượt quá 25 tuổi, một đại nho chưa quá 25 tuổi. Trên đời khó tìm, trong vòng trăm năm, tất sẽ thành là thiên địa đại nho, nho đạo nhất mạch ta, đã xuất hiện một khoáng cổ kỳ tài. Ba người nói chuyện với nhau, bọn họ cũng hết sức rung động, nhưng mà họ là đại nho, nên không tới mức chỉ một bài văn trấn quốc, mà đã làm họ hoang mang rối loạn. Nếu là ngày thường, hẳn là bọn họ sẽ phản ứng mạnh hơn, nhưng hôm nay họ là giám khảo thi văn, thân là thẩm quan chấm thi, bọn họ phải chú trọng hình tượng và thân phận của mình. Nên ba người ngồi ở đây, không làm ra hành động nào quá khích. Dĩ nhiên, đợi đến khi Diệp Bình viết xong bài văn, họ nhất định sẽ tranh nhau đi xem. Bên ngoài cống viện, Diệp Bình múa bút như bay, quên đi mọi thứ xung quanh. Những con chữ vàng hiện ra trên trang giấy, chữ nào cũng có giá trị liên thành. Sau lưng Diệp Bình xuất hiện từng đạo tài khí, có chừng 8 đạo tài khí. Đây là ý tài cao 8 đấu. Bài văn Diệp Bình viết được đặt tên là Khuyên Thế Chương, còn có thể gọi là Hàn Diêu Phú, Phá Diêu Phú. Là thiên cổ danh chương, vừa phù hợp với đề thi vừa phù hợp với tình thế. Chủ đề của bài văn này là khuyên người đời nên thuận theo ý trời. Đừng tự coi thường mình, cũng đừng nên lúc nào cũng nghĩ tới chuyện tranh giành với trời, có những lúc thuận theo tự nhiên mới là chuyện tốt. Thứ hai là, bài văn này có nhắc tới rất nhiều danh nhân, ví dụ như Văn Chương Cái Thế, Khổng Tử khổ với Trần Bang, Vũ Lực siêu quần, Thái Công chạy theo Vị Thủy, Nhan Uyên mạng ngắn, nhưng không phải loại hung đồ, Đạo Thác sống lâu, há là người hiền lành. Dĩ nhiên thế giới này không có Khổng Tử, cũng không có Thái Công, Diệp Bình ở ngoài cống viện, đọc được chuyện của rất nhiều anh kiệt, tiến hành điều chỉnh cho phù hợp, nhưng ý chính thì không thay đổi. Trong thi từ, đổi một chữ là thay đổi cả ý vị. Nhưng văn không quan tâm từng từ từng chữ, làm văn là chú ý tới nội hàm, tới tinh hoa, nội dung bài văn muốn biểu đạt mới là cái chính của bài văn đó. Đến khúc cuối, tốc độ viết của Diệp Bình càng lúc càng nhanh, ý niệm đã thông suốt, câu chữ tuôn ra ảo ạt. Trước nghèo khó sau giàu có, trước khỏe mạnh rồi sau già yếu. Văn chương đầy bụng, nhưng đến khi tóc trắng vẫn không đậu, tài sơ học thiển, nhưng còn trẻ đã thi đỗ đăng khoa. Cung nữ viện sâu, nhưng mất vận trở thành kỹ nữ, thiếu nữ phóng đãng, đến lúc kết hôn lại thành phu nhân. Ngày chưa tới lúc, trời trăng đều không sáng, đất chưa tới lúc, cỏ cây cũng chưa sinh, nước chưa tới lúc, sóng gió hỗn loạn, người chưa tới lúc, tài vận không thông. Nào phúc nào lộc, trong vận mạng đều đã an bài sẵn, ai mà chả muốn giàu sang, nếu con người không lấy bát tự làm nền móng, làm sao có thể làm khanh làm tướng. Diệp Bình càng viết càng nhanh, đến những câu cuối, thậm chí hắn còn liên tưởng tới thời điểm mình mới vừa chuyển kiếp. Vì cầu tiên đạo mà đấu tranh với mệnh khổ, nhưng trong lúc tình cờ, chúng ngay thời vận, gặp được Thái Hoa đạo nhân, từ đó bước vào tiên đạo, thời điểm tới vận mệnh thay đổi, đại đạo thành đương nhiên. Chừng một khắc đồng hồ sau, khi Diệp Bình viết xong chữ cuối cùng, liền thở ra một hơi chọc khí thật dài. Lúc này, tinh khí thần đều đạt tới viên mãn, suy nghĩ hoàn toàn thông suốt, tất cả phiền não, tất cả khổ sở, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn được hắn buông bỏ hết. Ngay lúc này, cống viện,
bỗng trở nên xanh biếc vô cùng, những cơn gió mát thi nhau thổi tới, sau lưng Diệp Bình mơ hồ xuất hiện một cây trí tuệ bồ đề. Vô số cành cây bồ đề rủ xuống, những tiếng niệm kinh không ngớt vang lên, khiến người ta vô thức cảm thấy như được khai ngộ, không còn phiền não. Sau gáy Diệp Bình xuất hiện kim luân độ hóa, chiếu cả người hắn sáng bừng như một đức Phật. Ngay lúc này, oanh oanh oanh, oanh oanh oanh, trang giấy trên bàn nổ bừng, bắn ra ánh sáng màu vàng vô lượng, phóng lên cao. Tất cả tượng đá trong cống viện rung lắc điên cuồng, ngay cả đại nho Chân Ngôn cũng không áp chế nổi. Thậm chí, còn xuất hiện nhiều hư ảnh trên bầu trời cống viện. Những hư ảnh này, tay đều cầm sách, tài khí tràn ra cuồn cuộn. Trời có mây gió khó lường, người có phúc họa khó đoán. Ngày chưa tới lúc, trời trăng đều không sáng, đất chưa tới lúc, cỏ cây cũng chưa sinh. Những tiếng niệm kinh vang lên không ngừng. Truyền khắp cả Ngụy Quốc từ trên xuống dưới, tất cả tu sĩ trăm họ đều nghe thấy bài văn này. Đây là do đại nho dùng linh hồn của mình để đọc ra. Trong cống viện, ba đại nho kia, lúc này, đã hoàn toàn rung động. Áng văn tuyệt thế. Đây là áng văn tuyệt thế. Cái này lại là áng văn tuyệt thế. Bài văn tuyệt thế, lưu truyền ngàn đời. Sao lại như vậy được? Sao có thể là áng văn tuyệt thế? Ba đại nho sững sờ trong đại điện, không thể nào tin được, cực kỳ chấn động. Vì bài văn này của Diệp Bình không còn là bài văn trấn quốc, mà là cấp bậc cao nhất, áng văn tuyệt thế. Văn chương có 5 đẳng cấp, bài văn truyền thành, bài văn truyền quốc, bài văn trấn quốc, áng văn thiên thu, áng văn tuyệt thế. Bài văn truyền thành là bài văn có thể lưu truyền trong phạm vi một tòa cổ thành. Bài văn truyền quốc là bài văn có thể lưu truyền ra cả nước, tài cao 8 đấu. Bài văn trấn quốc chính là bài văn có thể trấn áp khí vận của cả đất nước. Áng văn thiên thu là bài văn có thể lưu truyền tới muôn đời, lưu danh bách thế. Thiên địa đại nho nếu viết ra được bài văn này, sẽ trở thành á thánh, viết ra một áng văn lưu truyền thiên thu, chính là người tạo phúc cho văn nhân học sinh vô số đời sau. Áng văn tuyệt thế, là bài văn tuyệt thế, là bài văn độc nhất vô nhị trên thế gian, đứng đầu tất cả. Người làm ra bài văn này, có thể trở thành bán thánh của tất cả văn nhân học sinh trong thiên hạ. Được vương triều cung phụng, được tất cả văn nhân trong thiên hạ sùng kính. Bài văn như vậy, cả 5.000 năm mới có thể xuất hiện được một bài. Không ngờ, thi đấu 10 nước lần này lại xuất hiện một áng văn tuyệt thế. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong cống viện Ngụy Quốc không ngừng có người xuất hiện, là cường giả của thập quốc học phủ, bọn họ chạy tới đây trước tiên, mặt ai cũng đầy chấn động không gì sánh được. Trong hoàng cung Ngụy Quốc, cả triều văn võ đang thương nghị việc nước. Chợt, có những âm thanh nổi lên, vang vọng giữa không trung. Trời có mây gió khó lường, người có phúc họa khó đoán. Ngày chưa tới lúc, trời trăng đều không sáng, đất chưa tới lúc, cỏ cây cũng chưa sinh. Thanh âm cổ kính vang lên, đây là tiếng của thiên địa đại nho dùng linh hồn của mình mà đọc. Truyền khắp cả Ngụy Quốc. Đương nhiên, hoàng cung chính là nơi đầu tiên nghe được. Cả triều văn võ đều ngẩn ra, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cả người tể tướng đương triều cứng đờ, run rẩy đi ra cửa đại điện. Áng văn tuyệt thế, là áng văn tuyệt thế. Có người đã viết ra áng văn tuyệt thế, nho đạo nhất mạch ta, lại có thánh nhân sao? Giọng ông ta cực kỳ kích động, ngay cả hoàng đế ở đó cũng mặc kệ, nhấc chân chạy về hướng cống viện. Cái gì? Áng văn tuyệt thế? Hứa Tương, ngươi chờ ta với. Ôi, thiên địa này, 5.000 năm mới ra một thánh nhân, chẳng lẽ nhân tộc ta sắp có thánh nhân sao? Mau mau mau, là ở cống viện, đi mau đi mau. Tất cả các quan văn nháo nhào, rối rít chạy về phía cống viện. Bọn họ là văn nhân, dù đã vào triều làm quan, nhưng toàn thân vẫn đầy văn nhân ngạo cốt, biết có người sáng tác ra áng văn tuyệt thế. Đương nhiên là đều vô cùng kích động. Hoàng đế còn ở đây hả? Quá lắm thì sau này bị phạt thôi, nhưng mà nếu không thể được tận mắt nhìn thấy áng văn tuyệt thế, bọn họ sẽ ôm hận vạn năm. Tất cả quan văn đều chạy mất, mọi người ở trong triều đều ngơ ngác. Bệ hạ, trong mắt những quan văn này, không có vương pháp, còn dám bãi triều trước thời hạn. Một võ quan gầm lên, tố tội. Nhưng mà, hoàng đế đã lên tiếng. Các ngươi đợi trẫm với, đợi trẫm đi với các ngươi. Bãi triều, bãi triều. Thiên tử Ngụy Quốc kêu to, trong tích tắc, bóng ông ta cũng biến mất. Chương 200, 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Không, 100 linh thạch hạ phẩm.
Mọi người khiếp sợ, không ai tin nổi, lại xuất hiện áng văn tuyệt thế. Âm thanh vang vọng, phiêu lãng truyền khắp phố lớn hẻm nhỏ của Ngụy Quốc. Không chỉ vậy, tiếng của Đại Nho càng lúc càng rõ, càng lúc càng vang. Đây là tiếng nói của thiên địa Đại Nho, vang khắp cả Ngụy Quốc. Trong cống viện, tài khí vô tận tràn ngập khắp nơi. Nơi Diệp Bình ngồi, có một cây bồ đề cổ thụ chọc trời, tỏa ra ánh sáng trí tuệ sáng ngời. Như Phật Đà giác ngộ, cũng giống cao nhân đắc đạo, thậm chí lúc này, sau gáy Diệp Bình còn có một vầng kim quang, kim luân độ hóa chiếu sáng cả khu vực này. Chợt, có một giọng nói hùng hậu, vang vọng vang lên, trời có mây gió khó lường. Tiếng nói đó làm tất cả văn nhân trong thiên hạ biến sắc. Đây là giọng nói của văn thánh, bậc thánh của giới văn nhân. Trong cống viện, ba thẩm quan chấm thi vội vàng đi tới trước mặt Diệp Bình. Nhưng ánh mắt họ lại nhìn chằm chằm vào bài văn ở trên bàn. Cũng có người nhìn qua theo, nhưng chỉ nhìn thấy ánh sáng vàng chói mắt, chứ không nhìn thấy được nội dung của bài văn, nếu ai cứ cố, còn làm mắt bị thương. Các ngươi đừng cố mà nhìn. Đây là áng văn tuyệt thế, không phải Đại Nho không xem được đâu. Một Đại Nho lên tiếng nhắc. Đây là áng văn tuyệt thế, đương nhiên không thể ai xem cũng được. Ba Đại Nho cũng muốn xem, nhưng bài văn tầm cỡ này thì phải xin phép Diệp Bình, có hắn cho phép thì mới được đọc. Nếu không, chưa hỏi mà đã xem, chính là cực kỳ vô lễ với hắn. Nhưng mà hiện giờ Diệp Bình đang ngộ đạo, bọn họ không dám quấy rầy hắn, đành phải đứng ở một bên chờ, lòng như lửa đốt. Âm thanh vang dội vẫn vang lên không ngừng, văn thánh vẫn còn đang đọc, khiến ai nấy đều thấy khiếp sợ. Ngụy Quốc, Tấn Quốc, Khánh Quốc, nước nào cũng nghe thấy âm thanh này, càng lúc càng có nhiều văn nhân nghe thấy nó. Các văn nhân đều chấn kinh, không ngờ lại có người viết ra được một áng văn tuyệt thế. Chuyện này quá, sức kinh người, cả 10 nước đều rung động, văn thánh chi hồn cũng đã xuất hiện. Đông. Một âm thanh như tiếng chuông cổ vang lên, từ trên bầu trời, một luồng ánh sáng màu tím chiếu vào người Diệp Bình. Sau lưng Diệp Bình tức khắc xuất hiện một tòa văn cung, đây là sao văn khúc cung, biểu tượng của tài khí viên mãn. Văn cung khủng bố xuất hiện, khiến cả người Diệp Bình đều được thăng hoa. Kim luân độ hóa sau gáy hắn liền tăng lên tầng 3 ngay tức khắc. Kim luân độ hóa tổng cộng có 9 tầng, nếu đạt tới tầng thứ 9, chính là đại viên mãn hoàn toàn. Nhưng cao nhân đắc đạo, bình thường khi còn sống, ngưng tụ ra được độ hóa kim quang thì đã là rất giỏi, nếu ngưng tụ ra được kim luân độ hóa thì coi như cuộc đời này không uổng. Hôm nay Diệp Bình ngưng tụ ra được kim luân độ hóa tầng 3, đây quả thực là sự tăng trưởng về chất. Đến trình độ này, mỗi khi kim luân độ hóa tăng lên một cấp, chính là một sự khác biệt như đất với trời. Đến lúc này, Diệp Bình đã có kim luân độ hóa tầng thứ 4. Nếu hiện tại gặp phải cửu phù ma tử, hắn hoàn toàn có thể ép đối phương phải gỡ cả 9 lá phù, thậm chí cũng có khả năng đánh thắng đối phương. Không chỉ vậy, tài khí dồi dào hùng hậu kia còn giúp cảnh giới của hắn tăng lên cực lớn. Nhảy một cái bước vào trúc cơ tầng thứ 9, pháp lực một màu vàng rực như mặt trời, sáng tới chói mắt. Dưới cây bồ đề, trí tuệ tỏa ra vô tận. Trưởng lão 10 nước đều chấn động, bọn họ đâu có ngờ Diệp Bình lại khoa trương tới mức này. Khảo hạch ảo cảnh nhìn ra thật giả, vượt qua tháp khảo hạch thân thể, ngay cả cửa ải khó khăn nhất là thi văn, cũng có thể làm ra áng văn tuyệt thế. Đây còn là người sao? Oanh oanh oanh, văn điện của các nước đều vang lên âm thanh, đây là do tài khí cộng hưởng tạo thành. Các đại nho đều có cảm ứng, hướng về phương hướng của Diệp Bình, giá một cái thật sâu. Trần Quốc, Thái Thượng Huyền Cơ cũng kinh sợ, cảm ứng được tài khí tuyệt thế này. Bệ hạ, không ngờ đại hạ ta lại có người có thể làm ra áng văn tuyệt thế, khiến cho văn nhân thiên địa cộng hưởng, đây là phúc phận của đại hạ ta, phúc phận của bệ hạ. Trong phòng, Thái Thượng Huyền Cơ nhìn hạ đế, nói với vẻ vô cùng cung kính. Ông ta rất xúc động. Ông ta là tể tướng của đại hạ, địa vị cực cao, đương nhiên cũng là người có học, biết sự đáng sợ của áng văn tuyệt thế. Hạ đế hít sâu, không nói một lời, chỉ nở nụ cười. Thái Thượng Huyền Cơ chợt ngẩn ra. Hình như đã nghĩ ra gì đó, đưa mắt nhìn sang bên trái. Phòng bên trái là phòng của Tô Trường Ngự. Mới vừa gặp được Tô Trường Ngự, đại hạ đã nhận được phúc trạch này, đây không phải là ứng với lời đồn trong truyền thuyết đó sao? Thái Thượng Huyền Cơ vô thức cảm thấy Tô Trường Ngự chính là thập hoàng tử của hạ đế, ông ta không cần bất cứ chứng cớ nào khác nữa. Phúc trạch như này là vạn năm khó gặp, văn tuyệt thế,
ngưng tụ vận nước của vương triều. Ngày thường dù có bảo những đại nho kia viết văn, cũng không viết ra nổi áng văn tuyệt thế. Nhưng hôm nay, vừa gặp được Tô Trường Ngự, phúc trạch này đã xuất hiện. Còn dám phủ định đây không phải là thập hoàng tử sao? Thái thượng Huyền Cơ hiểu đế tâm, biết hạ đế đang nghĩ cái gì, nhưng ông ta càng hiểu rằng mình không thể tham dự vào, cũng tuyệt đối không thể chủ động tham dự vào. Nếu không, sẽ có ngày gặp phải phiền toái lớn. Lúc này, cống viện Ngụy Quốc. Văn cung sau lưng Diệp Bình đã hoàn toàn hiện rõ, âm thanh từ trong văn cung lãng đãng bay ra, tỏa khắp bốn phương, từng đạo đại nho chi hồn cũng thi nhau bay vào trong văn cung. Trong thiên địa, một luồng tài khí khổng lồ chui vào trong người Diệp Bình. Lúc này, Diệp Bình cảm nhận được có một sức mạnh vô hình, sức mạnh này chính là sức mạnh ngôn ngữ. Nho đạo nhất mạch, không phải tu luyện linh khí, mà là tu luyện tài khí, viết thơ vẽ tranh đều vì tài khí. Thiên địa đã cho phép Diệp Bình, văn cung hiển lộ, thể hiện ý rằng đây là thiên địa đại nho. Nói cách khác, Diệp Bình đã là đại nho được thiên địa cho phép, nắm giữ sức mạnh ngôn ngữ, mỗi một lời nói một hành động đều có thể thấu tới tai trời. Nho đạo khí khủng bố tràn ngập quanh người hắn, ba đại nho trong cống viện thấy vậy, vội vã xá Diệp Bình một cái, vô cùng cung kính nói, chúng ta ra mắt tiên sinh. Ba người bọn họ cộng lại cũng gần 1.000 tuổi, nhưng khi đối mặt với Diệp Bình, không hề dám khinh thường, mà đối đãi như đối với một bậc đại nho. Cái gọi là thiên địa đại nho, chính là đại nho được thiên địa cho phép, có địa vị cao cả, nếu bước thêm một bước nữa, thì chính là Á Thánh, thánh của giới văn nhân. Đi lên một bước nữa, sẽ thành bán thánh, được vương triều lập tượng, qua ngàn ngàn vạn vạn năm, văn nhân vẫn phải cung kính lễ bái, cho dù Giang Sơn có đổi chủ, thì chủ mới cũng vẫn phải tôn trọng bán thánh. Bước tới một bước cuối cùng, sẽ thành văn thánh, bậc tồn tại này, mỗi lời lẽ cử chỉ, đều có thể điều động sức lực thiên địa. Dù yêu ma mi có mạnh, chỉ cần một lời, cũng có thể điều khiển thiên địa lực, giết chết mi. Diệp Bình một phát trở thành thiên địa đại nho, bước đầu nắm giữ sức mạnh ngôn ngữ, hiện giờ mà đối mặt với giáo đổ ma thần giáo. Hắn hoàn toàn không cần phải dùng tới kim luân độ hóa, mà chỉ cần một câu nói, đã có thể xóa sổ tất cả tà ma oai đạo. Đây là điểm đáng sợ của đại nho, cũng là sự cường thế của văn đạo nhất mạch. Nhưng muốn trở thành thiên địa đại nho, còn khó hơn cả lên trời, còn khó hơn cả đi tu luyện tới độ kiếp cảnh. Ngụy Quốc từ trên xuống dưới, chỉ có 7 đại nho, nhưng không có một ai là thiên địa đại nho, 10 nước cộng lại, cũng chỉ có một thiên địa đại nho, ở trong Hàn Mặc Thư Viện. Thiên địa đại nho, thượng đạt thiên thính, năng lực đứng đầu nhất, chính là, có thể nói vua, có thể mắng hoàng đế ngu ngốc vô đạo, điều khiển thiên địa lực, đánh giảm kỳ vận một nước, ngay cả đế vương của đại hạ vương triều cũng phải lễ nhượng 3 phần, chính là mạnh như vậy đó. Nên Diệp Bình một bước thành tựu thiên địa đại nho, làm sao không khiến ba đại nho này đỏ con mắt. Nhưng trong thực tế, bài văn Diệp Bình làm là văn khuyên thế gian, khuyên can văn nhân thiên hạ, vì nó là áng văn tuyệt thế, nên càng về sau thì càng kinh khủng. Thiên địa đại nho, muốn tiến thêm một bước, cần phải có cực nhiều tài khí văn nhân quỷ lễ. Áng văn tuyệt thế này của Diệp Bình có thể truyền lưu 100.000 đời, hơn nữa bản thân bài văn sẽ hấp dẫn vô số văn nhân tìm đọc. Nếu có văn nhân từ bài văn này hiểu ra một ý cảnh khác biệt nào, thì cũng được coi là công lao của Diệp Bình. Nên sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, Diệp Bình tất sẽ thành Á Thánh, bán thánh thì hơi khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể. Song muốn trở thành văn thánh thì rất khó. Thánh nhân thật sự là phải lập học, khai sáng ra lưu phái mới, chứ chỉ một bài văn thì hầu như không thể nào thành thánh. Tất cả ánh sáng tắt dần, tất cả dị tượng dần biến mất. Cống viện Ngụy Quốc trở nên hết sức an tĩnh. Diệp Bình mở mắt, hắn mới vừa ngộ đạo. Giờ ngộ đạo đã xong, đương nhiên các dị tượng đều không còn nữa. Nhìn cảnh tượng trước mặt, nhất là thấy ba đại nho hành lễ với mình, Diệp Bình vội vàng đáp lễ. Ra mắt ba vị tiên sinh, tuy là thiên địa đại nho, nhưng Diệp Bình là người biết tôn trọng người khác. Diệp tiên sinh, ngài nói quá lời, ba người bọn ta đọc vạn quyển sách, viết vạn cuốn chương mà không thể làm ra áng văn tuyệt thế. Tiên sinh tài cao, mới chỉ hơn 20 tuổi, đã làm ra được áng văn tuyệt thế, thật làm bọn ta xấu hổ. Ba người cười khổ không thôi, cho rằng mình không kham nổi hai chữ tiên sinh này. Ba vị tiên sinh mới là nói quá lời, ba vị là đại nho Ngụy Quốc, trụ cột của văn nhân thiên hạ, tại hạ chỉ là viết ra được một bài thôi, không thể bằng ba vị. Diệp Bình khiêm tốn,
hắn không hề cảm thấy là mình ghê gớm. Dù gì cái bài văn này cũng không phải là do hắn sáng tác ra, vẫn phải có chút tự biết mình chứ. Tiên sinh không cần biện hộ, không xứng chính là không xứng, nhưng mà tiên sinh, bọn ta có thể xem bài văn của ngài hay không? Ba đại nho cười khổ, họ đâu có cần tranh giành chút danh tiếng này, họ chỉ nóng lòng muốn đọc bài văn của Diệp Bình thôi. Mời ba tiên sinh xem, vãn bối còn có việc, xin cáo từ trước. Viết văn xong rồi, Diệp Bình cũng không định ở lại chỗ này nữa, chợ phiên 10 nước mới là thứ mà hắn quan tâm. Văn chương tuy tốt, tiếc là mình đã không còn đi con đường này. Tiên sinh đi thong thả. Ba đại nho cực kỳ khách sáo, vội đi tới chỗ bàn sách, tranh nhau xem bài văn. Ba người là đại nho, có thể đọc được áng văn tuyệt thế. Lúc này, Tể tướng Ngụy Quốc và Quốc vương Ngụy Quốc cũng đã chạy tới, họ cũng muốn xem bài văn, nhưng thấy có đại nho đang ở đây nên không dám rảnh. Nửa giờ sau, ba đại nho từ từ, trịnh trọng đặt bài văn như đặt chân bảo lên bàn. Áng văn tuyệt thế, quả thật là áng văn tuyệt thế. Này sao gọi đại nho được, gọi hắn là bán thánh mới là xứng đáng. Áng văn này nhất định sẽ truyền lưu ngàn đời, chắc không lâu nữa sẽ phải gọi người ta là Diệp bán thánh rồi. Ba người cảm khái, giọng nói đầy rung động. Tất cả tu sĩ trong cống viện cũng rung động. Cùng lúc đó, tại tháp khảo hạch thân thể, cửa lớn mở ra, Hoàng Phủ Thiên Long xuất hiện. Hắn cười vui vẻ, mặt đầy tự tin. Qua hơn nửa ngày cố gắng, cuối cùng hắn cũng đã lên tới tầng thứ 59. Tầng 59, ghê gớm tới mức nào? Chắc là phá kỷ lục rồi nhỉ? Hoàng Phủ Thiên Long đi ra, mặt tươi hơn hớn, sau đó thở dài một cái. Dù mình phá được kỷ lục, nhưng mà Diệp Sư Huynh nhất định sẽ phá được kỷ lục của mình. Nhưng mà nghĩ lại, hắn lại mỉm cười, dù Diệp Bình có phá được kỷ lục của hắn, thì hắn cũng đã phá kỷ lục rồi. Nghĩ vậy, Hoàng Phủ Thiên Long sải chân đi ra, mặt đầy tự tin. Vừa mới đi ra, liền có người đi tới. Hoàng Phủ Sư Huynh, Diệp Sư Huynh nói, hắn chờ ngươi ở cống viện, nhưng bây giờ chắc là không còn ở cống viện nữa đâu, ngươi ra chợ phiên 10 nước đi. Người đó nói, Hoàng Phủ Thiên Long ngẩn ra, Diệp Sư Huynh tới rồi. Hoàng Phủ Thiên Long rất khiếp sợ, tới lâu rồi, đã đi hơn một canh giờ rồi. Đối phương gật đầu, một canh giờ, Diệp Sư Huynh lên được tới tầng thứ mấy? Hoàng Phủ Thiên Long hỏi. Thông quan, hết 81 tầng, à, đúng rồi, chúc mừng Hoàng Phủ Sư Huynh qua được 59 tầng, nếu không phải có Diệp Sư Huynh, ngài chính là người đứng đầu đó. Hoàng Phủ Sư Huynh, sao mặt ngươi trông khó coi thế? Hoàng Phủ Sư Huynh, không phải là ngươi ghen tị Diệp Sư Huynh đó chứ? Đối phương chúc mừng hắn, giọng điệu không nồng nhiệt lắm, thấy sắc mặt Hoàng Phủ Thiên Long hơi biến đổi, thì kinh ngạc. Hoàng Phủ Thiên Long trầm mặc, hắn không trả lời, mà biến mất tại chỗ, đi tới cống viện Ngụy Quốc. Một khắc sau, Hoàng Phủ Thiên Long rời khỏi cống viện Ngụy Quốc, hắn không tới chợ phiên 10 nước, mà đi nhất tuyến thiên. Hắn rất khó chịu, không phải thấy ghen tị với Diệp Bình, mà là cảm thấy Diệp Bình chẳng khác gì một ngọn núi thần không thể nào vượt qua được, làm hắn vô thức cảm thấy bi thương. Trở lại nhất tuyến thiên, Hoàng Phủ Thiên Long phát hiện có không ít người đang đứng trên mái hiên, im lặng không nói. Trần Hồng Phi, Nam Cung Tinh, Trương Nhẫn và một số thiên tài nổi tiếng đều ở trên đó, hết sức im lặng. Lúc này, trong chợ phiên 10 nước, Diệp Bình chạy tới đây trước. Mục đích của hắn rất đơn giản, muốn xem ở đây có bảo vật gì không. Nếu không có bảo vật, thì coi như cũng có thêm kiến thức, nếu có bảo vật. Vậy đương nhiên càng tốt. Trong chợ phiên, toàn người là người, người ở trong chợ đều là tu sĩ tới từ 10 nước, bày sạp buôn bán ở đây. Diệp Bình xuất hiện, dẫn tới một sự hỗn loạn không nhỏ. Diệp Thiên Kiêu, đó không phải là Diệp Thiên Kiêu à? Diệp Thiên Kiêu, dị tượng mới vừa xuất hiện ở cống viện là do ngài làm ra phải không? Mọi người ơi, Diệp Thiên Kiêu tới này. Những tiếng nói vang lên. Trong nháy mắt, Diệp Bình đã bị mọi người vây quanh, hắn nổi tiếng quá mà, không trốn đi đâu được. Thấy mọi người thi nhau khen mình, Diệp Bình cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, chỉ còn cách cười khổ trả lời bọn họ một hồi, mọi người mới tản đi. Dù gì mục đích của hắn tới nơi này là để giám bảo. Nhưng mà bây giờ đã có rất nhiều người chú ý tới mình, khiến Diệp Bình hết sức khó chịu. Nên khi tới một khúc quanh, Diệp Bình bèn dùng phép dịch dung, thay đổi khí chất và dung mạo của mình. Nếu không, một đám người đi theo mình, lỡ gặp được bảo bối,
bọn họ sẽ cướp mất thì sao? Dịch Dung xong, quả nhiên không còn ai nhận ra hắn nữa. Diệp Bình vui vẻ đi dạo tìm bảo, hắn không đi vào những cửa hàng. Ngũ sư huynh đã nói rồi, có ba quy luật giám bảo, bình thường, không lành lặn, không bắt mắt. Bảo vật bày trong cửa hàng làm sao mà là đồ bình thường được? Làm sao mà không lành lặn được? Càng không thể nào mà không bắt mắt. Chỉ có đồ trong các gian hàng quầy sạp mới có những điều kiện này. Nhưng đa phần các gian hàng quầy sạp đều đã có người đang xem, Diệp Bình quyết định đi tìm những gian hàng không người hỏi thăm để xem. 2 giờ sau, cuối cùng, hắn cũng nhìn thấy một gian hàng. Chủ sạp là một lão giả, tóc đã bạc trắng, bên cạnh có một bé gái, một già một trẻ ngồi ở trong xó, nếu không quan sát kỹ, sẽ không nhìn thấy họ. Diệp Bình vội đi tới gian hàng của lão giả, quan sát hàng hóa bày dưới đất. Đa phần là đồ bằng đồng xanh, một ít phi kiếm chất lượng kém. Song cũng có mấy thứ nhanh chóng thu hút ánh mắt của Diệp Bình. Một tấm lệnh bài màu đen, một cục sắt đã vỡ, và cục đá chặn tấm vải bày hàng. Lão tiên sinh, phi kiếm này bao nhiêu? Diệp Bình rất cẩn thận, không hỏi liền ba thứ mình quan tâm, mà cầm một cây phi kiếm lên, hỏi giá. 50 linh thạch hạ phẩm. Lão giả đáp, thấy có khách tới, ông rất vui vẻ. 50 linh thạch hạ phẩm. Diệp Bình khẽ cau mày, cầm một món khác lên, cái này thì sao? Cái này 30 linh thạch hạ phẩm. Lão giả vẫn cười tươi tỉnh. Vậy cái này, Diệp Bình chỉ vào một món khác nữa. Cái này còn rẻ hơn, 20 linh thạch hạ phẩm thôi. Chủ sạp vẫn giữ nụ cười. Vậy tấm lệnh bài này? Diệp Bình ra vẻ tiện thể hỏi thôi. À, cái này 500.000 linh thạch thượng phẩm. Lão giả cười khẽ. Diệp Bình trầm mặc. Ô đệt. 500.000 linh thạch thượng phẩm. Ngươi hù ta hả? Những thứ khác đều là mấy chục linh thạch hạ phẩm. Đến tấm lệnh bài này thành 500.000 linh thạch thượng phẩm. Ngươi coi ta ngu hả? Diệp Bình trợn mắt, nhìn lão giả với vẻ cổ quái. Thượng tiên, ngươi đừng có thấy đắt, ngươi biết tấm lệnh bài cổ này có lai lịch gì không? Chủ sạp vẫn cười tủm tỉm, chỉ vào tấm lệnh bài. Đây là Chu Tiên Vương cổ lệnh thượng cổ, tấm cổ lệnh này có thể mở truyền thừa của Chu Tiên Vương, lợi hại không? Lão giả nói đầy nghiêm trang. Diệp Bình trầm mặc. Chu Tiên Vương Diệp Bình biết, một trong 12 tiên vương thượng cổ, một đời hùng chủ, từng chu diệt 10 vị tiên nhân nên được gọi là Chu Tiên Vương, nhưng cái người này chỉ là một truyền thuyết. Và lại, đây thật là Chu Tiên Vương lệnh, xuất hiện ở đây được à? Ngươi muốn hù người chắc. Thế này đi, thượng tiên, thấy ngươi là người có duyên, 480.000 được không? Cùng có lợi, coi như là kết thiện duyên. Chủ sạp cười. Nhưng Diệp Bình không thèm. Mảnh vỡ này thì sao? Diệp Bình hỏi tiếp. À, cái đó thì rẻ hơn, 49 vạn linh thạch thượng phẩm. Thượng tiên, ngài đúng là người có con mắt tinh tường như đuốc. Đây là mảnh vỡ của đại đạo tạo hóa đỉnh. Cả thiên hạ chỉ có 5 mảnh thôi. Nếu mà gom đủ là có thể đúc lại đại đạo tạo hóa đỉnh. Đến lúc đó có thể làm người ta trở lại nguyên trạng. Muốn không thành tiên cũng khó đó. Chủ sạp tiếp tục nói. Diệp Bình im lặng. Hắn rơi vào trầm mặc. Không hiểu có phải vì mình Dịch Dung nhìn bình thường quá, giống người hiền lành quá không, mà người này dám nói năng với mình như vậy. Coi mình là đồ ngu thật đó à. Còn cục đá này? Diệp Bình hỏi tiếp. Thượng tiên, lợi hại, lợi hại, lợi hại, cái sạp nhỏ này của ta chỉ có 3 món bảo vật, đó chính là món thứ 3 đó. Không ngờ cũng bị ngươi phát hiện, ngài đúng là giám bảo sư ghê gớm nhất mà ta từng thấy đấy. Tảng đá này có tên là Bạch Nhật Phi Tiên Thạch, bên trong cất giấu tiên duyên, nhưng thấy ngươi hữu duyên, bán ngài 1.000.000 linh thạch thượng phẩm thôi, không quá đáng đúng không? Lão giả tiếp tục tăng giá. Diệp Bình ngẩn ra, hắn cúi đầu nhìn cục đá đen trong tay. Có hình bầu dục, chẳng có điểm gì đặc sắc, nói thẳng ra là cực kỳ bình thường. Bạch Nhật Phi Tiên Thạch, lợi hại, bốc phét kinh thật, còn hơn đám viết sách dạo nữa. Diệp Bình hít sâu, đứng dậy định đi. Chủ sạp này hoàn toàn coi hắn là đồ ngu. Không đi còn ở lại làm gì? Để bị làm thịt à? Thấy Diệp Bình đứng dậy bỏ đi, chủ sạp cũng đứng dậy theo, nói với Diệp Bình. Thượng tiên, đừng nóng, từ từ nói chuyện nha. Làm ăn không phải là từ từ nói chuyện với nhau sao? Gấp như vậy làm chi? Chủ sạp vội kéo Diệp Bình, giọng thương lượng. Lão tiên sinh, không phải ta nóng này,
như những thứ đồ này của ngươi chỉ chừng mấy chục linh thạch hạ phẩm mà thôi. Hừng, thứ nào ta nhìn chúng, ngươi cũng nói một cái là mấy trăm ngàn linh thạch thượng phẩm. Không phải ngươi coi ta là đồ ngu à? Diệp Bình hơi bực. Ai, làm ăn không phải như vậy. Thế này đi, ngài cho cái giá, ba món đồ này, ngài lấy hết đi, ngài trả tất bao nhiêu cứ nói. Lão giả cười tủm tỉm. 100, thế nào? Diệp Bình hỏi. 1 triệu linh thạch thượng phẩm. Ừm, hơi lỗ một tí, nhưng mà coi như kết giao được bằng hữu. Chủ sạp cau mày. Không phải, 100 linh thạch hạ phẩm. Diệp Bình lắc đầu, nói rõ cái giá của mình. Chủ sạp nghẹn lời. Các bạn vừa nghe xong tập 20 của bộ truyện Chắc chẳng có ai cảm thấy tu tiên khó của tác giả Hắc Dạ Di Thiên tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.